Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 51. Chương 891, lục soát. Choang. Một vật quý hiếm thời kỳ nhà Minh Thanh bị nén văng vào tường vỡ tan, những chiếc lá to bản ở trên tường với những khuôn mặt và nụ cười xấu xí, như thể đang cười chế nhạo hàng chục người của Cửu gia ở trong căn phòng này. Xảo trá, bọn chúng thế này là xảo trá. Tổn thất của bọn chúng thì có liên quan gì tới Cửu gia chúng ta chứ? Dựa vào đâu mà chúng ta phải chịu những tổn thất của chúng? Cửu Giật Thanh thở hổn hển nói. Ngày trước chỉ có chuyện là bọn họ đi bắt nạt người khác, từ trước tới giờ chưa từng có chuyện bị hết người nọ lại đến người kia đè đầu cưỡi cổ như bây giờ. Dưỡng khí công của ông có tốt đến mấy đi chăng nữa thì vẫn không chịu được muốn chửi cha chửi mẹ lên. 10 tỷ, thế mà hắn còn có thể bảo người đem đến được, Cửu Giật Vân cũng xa sầm mặt lại nói. Đừng nói chúng ta không thể đưa cho hắn số tiền này, mà nếu có đưa được, thì làm thế không phải là tự chát cứt vào mặt mình hay sao? Ngọn núi lửa này động tĩnh lớn thế, chẳng lẽ bên trên lại không có bất cứ ý kiến gì hay sao? Đến lúc đó Cửu gia chúng ta không phải sẽ bị người ta lôi ra đánh cho tơi bời ư? Ăn hiếp người quá đáng. Nó làm thế là bắt nạt Cửu gia chúng ta không có người. Gọi điện cho Lão Tam, bảo cậu ấy đứng ra nói giúp vài câu đi. Ngày trước nhà người ta có chuyện gì tìm đến tận nhà, cậu ấy còn nói giúp, bây giờ nhà chúng ta có chuyện thì nó lại câm điếc luôn à. Lão Tam hiện giờ một lòng một dạ muốn bỏ lên trên, chỉ muốn cắt đứt quan hệ với Cửu gia chúng ta ngay lập tức ấy chứ. Việc của Trọng Ngọc lần trước nếu anh ấy đồng ý đứng ra bảo lãnh thì Trọng Ngọc làm sao xảy ra chuyện như thế chứ. Anh Năm cũng không nên nói như vậy, khi đó quyết định từ bỏ Trọng Ngọc là do cả nhà chúng ta thương lượng hết rồi mới làm thế. Chúng ta giờ không thể đổ dồn hết trách nhiệm lên đầu của anh ba được chứ. Cửu Giật Thanh cảm thấy mọi người như sắp cãi nhau đến nơi, liền đập bàn một cách chán ngán, nói, ồn ào cái gì thế? Ồn ào cái gì thế? Việc bên ngoài còn chưa giải quyết xong mà trong nhà đã loạn cào cào hết cả lên rồi. Tìm mọi người đến để bàn bạc tìm ra cách giải quyết chứ không phải đến đây để nghe mấy người cãi cọ nhau. Trong cái gia đình này thì Cửu Giật Thanh vẫn còn uy lắm. Thấy ông ta đập bàn một cái thì mọi người cũng tạm thời ngậm miệng lại. Cửu Giật Thanh lướt mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt, trầm giọng nói, mọi người suy nghĩ xem việc này rốt cuộc phải xử lý ra sao. Anh cả, lời nói của một tên nhãi vớ vẩn cũng đáng tin hay sao? Hắn thích cho người đưa đến thì đưa, chúng ta coi như không nhận được là được. Việc của ông cụ không thể kéo dài thêm được nữa, phải mau chóng an táng thôi. Đúng đấy. Cửu gia chúng ta chẳng liên quan gì tới vụ hỏa hoạn ở trường đua ngựa Hoa Điền, nó tự thiêu nó thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Ức hiếp người khác cũng phải có giới hạn chứ? Nhưng mọi người đã nghĩ tới điều này bao giờ chưa? Cửu Giật Vân cau mày nói, hắn đưa đơn giá tiền đến tận nhà Cửu gia chúng ta một cách to gan lớn mật như vậy đủ để nói lên điều gì? Chứng tỏ một việc là hắn ta đã nhận định mồi lửa này chính là do Cửu gia của chúng ta gây ra, chứng tỏ rằng hắn ta đã quyết định sống chết với Cửu gia rồi. Bất luận chúng ta có nói gì, làm gì thì người ngoài cũng không tin đâu. Có người không nhịn nổi nữa, cười khẩy nói, chú hai, chú nói thế là ý gì? Lẽ nào nói Cửu gia chúng ta vô duyên vô cớ phải đưa cho con rể tương lai của chú 10 tỷ ư? Kỳ thực thì nếu làm vậy thật thì cháu cũng không có ý kiến gì, tiền trong nhà không để cho người ngoài mà, ngày sau con tiện nhân đó sinh con đẻ cái rồi thì cũng để cho nó họ Cửu là được rồi. Cửu Trọng Xương, mày có tin là tao xé rách luôn cái mồm mày ra không? Cửu Giật Vân đập vào bàn trà đánh bốp một cái gầm lên nói. Bàn trà bị đập mạnh quá rung lên từng hồi, cả bộ ấm trà ở trên bàn đều bị rơi hết xuống đất. Cửu Trọng Xương vẫn nhếch khóe miệng cười khẩy một cái, một bộ dạng không chịu thua cuộc, nhưng lại không dám đối đầu tiếp với Cửu Giật Vân nữa. Cửu Yên Mị thở dài một tiếng nói, nếu mọi người còn tiếp tục ầm ĩ thế này thì buổi họp ngày hôm nay coi như chẳng được tích sự gì hết. Yên Mị, cháu nói ý kiến của mình xem, Cửu Giật Thanh nói, ông ta biết rằng người phụ nữ đời thứ ba của Cửu gia này rất có trí tuệ, đến Yến Kinh chưa được bao lâu mà đã có một căn cơ khá tốt rồi, đã thế còn có mối liên hệ tốt đẹp với những người như Bạch Phá Cục, Tần Tung Hoành. Nếu không phải nàng là một phụ nữ, thì đời thứ ba của Cửu gia hoàn toàn có thể để cho nàng tiếp nhiệm, dù gì thì cũng hơn tên Cửu Trọng Xương chớ biết tranh quyền đoạt lợi mà chẳng biết làm gì nhiều. Cửu Yên Mị nhìn Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu một cái rồi nói, việc này Cửu gia chúng ta không gột sạch được đâu, cháu cũng không tin là do Cửu gia nhà ta làm. Nhưng Tần Lạc có tin điều đó không? Những người đứng sau lưng Tần Lạc liệu có tin vào điều đó không? Yên Mị, ý của cháu giống như của cha cháu sao? Cửu Giật Thanh cau mày nói,
Bảo cựu gia cầm 10 tỷ nhân dân tệ đi mua cái gọi là bình an, điều đó không thể được. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ ông ta cũng vẫn chẳng coi Tần Lạc ra gì. Một tên nhãi danh vừa mở miệng ra đã đòi người ta 10 tỷ rồi, là hắn ta ngu ngốc hay là hắn đều coi mọi người trở nên ngu ngốc hết cả rồi đây? Tất nhiên là Cửu Yên Mị cũng nhìn ra được ánh mắt không vui của Cửu Giật Thanh, liền nhẫn nại giải thích, mọi người đều biết rằng, trước khi sự việc này xảy ra thì đã có người gọi điện thông báo tình hình về nơi ở của cô ấy với Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu. Cửu Yên Mị biết là mọi người đều không hy vọng phải nghe đến cái tên Lệ Khuynh Thành, nàng sợ mọi người kích động quá nên đã dùng cô ấy để thay thế. Đó là một âm mưu, Cửu Trọng Sương nói. Đúng vậy, đó chính là một âm mưu. Là một âm mưu nhằm thẳng vào Cửu gia chúng ta, Cửu Yên Mị nói, lẽ nào mọi người lại không phát hiện ra một điều, tất cả mọi sự thật đều chứng minh cho một việc, có người đang đẩy chúng ta vào thế đối địch với Tần Lạc hay sao? Cháu không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng bọn họ chắc chắn. Chưa biết chừng lại chính là con đĩ đó làm đấy. Cửu Đình Đình từ sau khi bị Tần Lạc xé rách áo tại Tấn Nghi Quán thì suốt thời gian vừa rồi cô ta đều không đến trường học. Luận xem thù hận của ai trong Cửu gia đối với Lệ Khuynh Thành là sâu đậm nhất, thì chắc chắn giờ đây cô ta sẽ xếp ở vị trí đầu bảng. Vì vậy mà cô ta không ngại gì dùng những từ ngữ ác ý nhất để nói về người đàn bà ghê tởm kia. Nó muốn tiêu diệt Cửu gia, mà đây chính là cách tốt nhất, mượn đao giết người. Không bao giờ có chuyện như vậy, Cửu Yên Mị nói, cô ấy cũng suýt chút nữa bị lửa thiêu cháy. Nếu không phải là Tần Lạc đã xông vào biển lửa để cứu người thì chắc giờ cô ấy đã không còn nữa rồi. Khổ nhục kế mà, làm gì có ai không biết chơi trò này chứ? Nếu mà đốt cháy hết thì tị biết mấy, Cửu Trọng Mưu lên tiếng nói. Câu nói này vừa được thốt lên thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cửu Trọng Mưu. Cửu Trọng Mưu cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ khiến cho mọi người có phản ứng mạnh đến vậy. Rất nhanh, hắn đã hiểu ra được nguyên nhân. Câu nói này của mình vô tình đã nói trúng tim mọi người rồi thì phải. Nếu mà Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc đều chết trong biển lửa đó, thì làm gì có những việc phiền phức về sau này chứ? Cửu Yên Mị cau mày nói, cháu vẫn cho rằng chúng ta chỉ thích hợp làm bạn của Tần Lạc mà thôi, cho dù là không làm bạn được thì cũng không nên trở thành kẻ địch. Thứ nhất, chúng ta không thể chịu được những tổn thất quá lớn. Cho đến tận bây giờ mà Bách Gia Nhạc vẫn bị giới truyền thông truy lùng đuổi đánh, chú Ba dù đã nói với mấy người bạn chiến hữu của chú ấy rồi nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Lẽ nào điều này vẫn không khiến cho mọi người phải cảnh giác về thực lực của Tần Lạc ở phía Nam hay sao? Thứ hai đó là, chúng ta có khả năng trở thành con cờ trong tay người khác. Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu chỉ vừa mới nhận được cú điện thoại của một người thần bí, vậy mà ngay sau đó đã xảy ra hỏa hoạn rồi. Nếu để cho Tần Lạc biết được chuyện này thì anh ta sẽ nghĩ gì đây? Mặc dù không ưa gì cô con gái đó của mình, nhưng là một thương nhân thành công, Cửu Giật Vân rất đồng tình với những lời của Cửu Yên Mị. Ông nói, Yên Mị, con cho rằng việc này nên xử lý thế nào đây? Con cần phải đi gặp Tần Lạc một chuyến, giải thích rõ mọi việc cho anh ấy. Cửu Yên Mị nói. Cửu Giật Thanh gật đầu nói, oan gia nên hóa giải chứ không nên buộc chặt hơn. Cháu đem phần quà đi rồi nói năng cẩn thận để cho sự việc được suôn sẻ. Người trẻ tuổi mà, để cho cậu ta một lối đi là được rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ không nhận định rằng trận phóng hỏa này là chúng ta làm đâu. Nếu cậu ta vẫn không chịu thôi thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cửu Yên Mị quay ra nhìn Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu nói, để Trọng Dung và Trọng Mưu đi cùng cháu đi. Cú điện đó là do hai người bọn họ nghe, bọn họ phải nói rõ việc này thì mới có sức thuyết phục được. Cửu Giật Thanh do dự một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý, nói, được, thế thì để Trọng Dung, Trọng Mưu đi với cháu. Thật là phiền quá, cậu báo cho Tần Lạc một tiếng. Cứ nói là bạn của anh ấy là Cửu Yên Mị đến thăm anh ấy. Cửu Yên Mị mỉm cười nói với gã vệ sĩ đứng ngoài cửa. Gã vệ sĩ nhìn Cửu Yên Mị một lượt rồi nói, xin chờ cho một lát. Nói xong bèn quay người đi vào bên trong viện điều dưỡng. Chị rốt cuộc là muốn làm gì? Cửu Trọng Mưu cười nhạt nói. Chị đưa chúng tôi đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì? Chị biết rõ là tôi và anh ta có mâu thuẫn với nhau mà. Dẫn hai người đến chính là để hóa giải mâu thuẫn đấy. Cửu Yên Mị nói, chính là vì mấy người có mâu thuẫn với nhau, nên tôi mới đưa hai người đến đây. Hai người là những người đáng hiểm nghi nhất trong lần hỏa hoạn này ở trường đua ngựa Hoa Điền. Nếu không thì người ta vì sao lại chỉ gọi điện đến điện thoại của cậu chứ? Chị hoài nghi chúng tôi sao? Cửu Trọng Dung nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Cửu Yên Mị, nói.
tôi không nghi ngờ gì hai người, nhưng người khác sẽ nghi ngờ. Nếu hai người có thể chủ động đến giải thích rõ mọi sự việc, thì với trí thông minh của Tần Lạc, anh ấy chắc chắn sẽ biết đằng sau vụ việc còn có ẩn khúc khác nữa. Có điều là hai người tốt hơn cả hãy bỏ ngay cái phong cách ngạo mạn của mình đi, thái độ nên tỏ ra cung kính hơn một chút. Hiện giờ đang là thời khắc nguy nan của Cửu gia, chúng ta có việc cần cầu cứu sự giúp đỡ của người khác, không đến phiên hai người tỏ vẻ thiếu gia ở đây đâu. Cửu Trọng Mưu đang định lên tiếng phản bác thì Cửu Trọng Dung kéo giật người hắn lại, nhìn Cửu Yên mị cười hê hê nói, chúng tôi hiểu rồi. Chỉ cần điều đó tốt với Cửu gia thì mất chút thể diện cũng có gì là đáng nói đâu. Rất nhanh, gã vệ sĩ đó đã quay lại. Anh ta nhìn ba người Cửu Yên mị một lần nữa rồi nói, Tần Lạc tiên sinh mời mấy người vào bên trong. Cảm ơn, Cửu Yên mị cảm kích nói, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng thì cũng được đặt xuống. Chỉ cần Tần Lạc đồng ý gặp bọn họ, thì sự việc đã có chuyển biến rồi. Nếu ngày hôm nay mà bị tiếp đãi lạnh nhạt thì bọn họ có thể mau chóng trở về chuẩn bị liều chết với người ta đi là vừa. Đợi chút đã, gã vệ sĩ ngăn bước chân của ba người lại, vung tay lên nói, soát người đã. Chương 892, tôi cũng có thể trở thành phụ nữ của anh. Lục soát ư. Điều đó quả là một sự sỉ nhục một cách trần tụi nhất. Anh coi chúng tôi là loại người gì thế? Chúng tôi đến đây để thăm bệnh nhân, chứ không phải là phạm nhân đi vào tù. Cửu Trọng Mưu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn lớn tiếng răn đe gã vệ sĩ trước mặt mình. Gã vệ sĩ chẳng nói lại lời nào, như thể chưa hề nghe thấy gì vậy. Nhưng thân hình cao lớn to khỏe của anh ta cứ đứng chặn ở đó với bộ dạng một người đứng chắn quan ải, vạn người không thể vượt qua. Thái độ của anh ta rất rõ ràng, đó là không để cho soát thân thì không cho vào trong. Để cho bọn họ lục soát đi, Cửu Yên mị cười nói. Dù sao thì trên người chúng tôi cũng chẳng đem theo bất kỳ vũ khí nào. Không sao, soát đi. Cửu Trọng Dung cũng phụ họa theo lời của Cửu Yên mị, nói, người ta vừa mới xảy ra một việc như vậy thì cũng nên cẩn thận một chút là đúng thôi, ai bảo Cửu gia chúng ta là người đáng hiểm nghi nhất chứ. Anh soát đi, Cửu Yên mị nói với gã vệ sĩ. Gã vệ sĩ vừa vẫy tay một cái thì lập tức có hai người từ đâu chạy ra bắt đầu tiến hành lục soát trên người của Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu. Tôi không cần lục soát ư? Cửu Yên mị cười hỏi. Không cần, Tần tiên sinh nói cô là bạn của anh ấy. Gã vệ sĩ to con thật thà nói. Cửu Yên mị bỗng thấy ấm áp hơn, trong lòng thầm đánh giá Tần Lạc cao hơn nên một bậc. Cho đến tận bây giờ thì lòng thù hận đối với Cửu gia vẫn chưa làm mất hết ý chí của anh ấy. Người đàn ông bé nhỏ này không hề đơn giản, ngây ngô như những gì biểu hiện ra bên ngoài chút nào. Đợi khi Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu đều được lục soát xong xuôi, thì Cửu Yên Mị liền dẫn theo hai người đi vào bên trong. Suốt dọc đoạn đường được canh gác cẩn thận, nghiêm ngặt. Hiển nhiên có thể thấy được rằng, sự an toàn của Tần Lạc và những người khác được đưa lên đến mức cao nhất. Gã vệ sĩ to con đứng gõ cửa một phòng bệnh, tiếng mời vào của Tần Lạc từ bên trong vọng ra. Mời, gã vệ sĩ to đưa tay ra hiệu mời vào bên trong, sau đó bản thân anh ta thì chủ động rời đi. Cửu Yên Mị đẩy cửa phòng ra thì thấy Tần Lạc đang nằm tựa vào đầu giường đọc sách. Đến rồi à, Tần Lạc chủ động bỏ quyển sách trên tay mình xuống, mỉm cười nói với Cửu Yên Mị. Đến để thăm anh, Cửu Yên Mị cười nói. Tối qua vừa nghe nói Hoa Điền gặp hỏa hoạn, tôi liền lập tức đến đó. Sau đó đứng bên ngoài đợi một hồi mà vẫn không thấy anh ra, đến khi anh ra rồi thì lại ngất lịm đi nên chẳng có cách nào nói với anh một tiếng. Cửu Yên Mị nói đến chuyện tối qua mình vội đến Hoa Điền để gặp Tần Lạc trước, làm vậy có thể sẽ khiến Tần Lạc có thiện cảm hơn cũng nên. Cảm ơn cô, Tần Lạc gật đầu nói. Việc Cửu Yên Mị đến đó thì hắn cũng nghe Lữ Hàm Yên nói lại rồi, và cũng biết rõ mục đích vì sao nàng lại vội vã đến vậy. Không cần phải khách khí, Cửu Yên Mị nói, kỳ thực là tôi đến đây cũng là muốn nói rõ sự tình ra, tôi không hy vọng có hiểu lầm gì giữa tình bạn của chúng ta. Giữa chúng ta chẳng có hiểu lầm gì cả. Tần Lạc cắt lời Cửu Yên Mị nói, chúng ta vẫn là bạn, ngày trước là thế, ngày sau cũng thế. Cửu Yên Mị cười khổ, nói, ý tôi muốn nói là giữa Cửu gia và anh. Nghe nói Hoa Điền bị hỏa hoạn thì trên dưới Cửu gia ai nấy đều lo lắng không yên. Tần Lạc liếc mắt nhìn Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu một cái, cười nói, lo lắng xem tôi có bị hỏa thiêu chết không, phải không? Tần Lạc, chúng tôi... Nếu tôi mà là một thành viên của Cửu gia thì tôi cũng nguyền rủa mình như vậy thôi. Tần Lạc cười hề hề nói. Cửu Yên Mị thở dài một tiếng nói, đúng vậy, một số ít người quả là có ý nghĩ như vậy,
vì dù thì nếu anh và Khuynh Thành đều không còn nữa thì nguy cơ của Cửu gia cũng coi như là được giải trừ hết. Thế nhưng, tôi lấy nhân cách của tôi để cam đoan với anh rằng, trận hỏa hoạn này không liên quan gì đến Cửu gia cả. Cô bảo tôi làm thế nào để tin vào điều đó đây? Tần Lạc hỏi ngược lại. Cửu Yên Mị đưa mắt lên ra hiệu với Cửu Trọng Dung, Cửu Trọng Dung thấy vậy liền nói, thực ra thì việc này còn có một số ẩn khúc bên trong. Anh ta là ai? Tần Lạc hỏi. Cửu Trọng Dung khẽ cứng đờ mặt lại, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, cười nói, Tần thiếu gia chắc là quên rồi, chúng ta đã gặp nhau ở Toàn Tụ Đức. Tôi tên là Cửu Trọng Dung, là em họ của Yên Mị. Tần Lạc nhìn hắn ta với ánh mắt đờ đẫn, nói, có ẩn khúc gì? Thực ra thì trước lúc xảy ra hỏa hoạn, Cửu Trọng Mưu đã nhận được một cú điện thoại từ một người nặc danh. Cửu Trọng Dung nghiêm túc nói, người đàn ông đó nói cho chúng tôi biết chỗ ở của cô Lệ, nói rằng chúng tôi nhất định là có hứng thú với điều này. Sau đó hai người liền đi phóng cho một mồi lửa phải không? Tần Lạc cười nhạt nói. Cửu Trọng Mưu tức giận đùng đùng, định bước lên trước lên tiếng, nhưng bị Cửu Trọng Dung kéo lại, cười nói. Hai anh em chúng tôi sau khi nhận được cú điện thoại đó thì cảm thấy có gì đó không bình thường, liền lập tức đem chuyện này nói cho cả nhà biết. Vốn dĩ chúng tôi vẫn cho rằng đây là một trò nghịch ngợm của ai đó, không ngờ không lâu sau thì nghe nói Hoa Điền xảy ra hỏa hoạn. Cửu Trọng Dung rút một tờ giấy trong túi mình ra nói, đây là số điện thoại và thời gian mà người nặc danh đó gọi cho Cửu Trọng Mưu, anh có thể cho người đi điều tra tính chân thực của nó. Bây giờ thì cái số này đã không thể liên lạc được nữa phải không? Tần Lạc cười hỏi. Đúng vậy, Cửu Trọng Dung gật đầu nói. Anh cho rằng cái trò này có thể lừa gạt được tôi sao? Tần Lạc hỏi lại với giọng chế nhạo. Anh nói thế là có ý gì? Chúng tôi không làm thì chúng tôi nói là chúng tôi không làm. Anh dựa vào cái gì mà ngậm máu phun người? Nếu anh nói là do chúng tôi làm thì anh hãy đưa ra chứng cớ. Cửu Trọng Mưu không nhịn nổi nữa, bên hét lớn với Tần Lạc. Tần Lạc khẽ nhướng mày lên, tủm tỉm cười hỏi. Đây chính là lời giải thích của anh sao? Sự thực vốn dĩ là như vậy, Cửu Trọng Mưu ương ngạnh nói. Ý của anh là, anh làm thế là ức hiếp tôi rồi đấy, anh có bản lĩnh thì đi tìm chứng cớ đi. Còn nếu không có chứng cớ thì đừng có mà động đến tôi. Có phải là ý anh muốn nói là vậy không? Anh, Cửu Trọng Mưu lửa giận đùng đùng trong người. Mẹ kiếp thế này là ai ức hiếp ai chứ? Mày cứ một mực nói là mồi lửa đó là do anh chúng tao phóng ra. Cũng chính là mày bảo người đem đến Cửu gia tờ đơn tổn thất trị giá 10 tỷ nhân dân tệ đó. Vậy mà bây giờ mày lại nói người ta ức hiếp mày à? Người mà không có thể diện nữa thì vô đối rồi sao? Hai vị thiếu gia ở Yến Kinh không ai không nghe tên không ai không biết đến, tiếng tăm lẫy lừng Cửu Trọng Dung, Cửu Trọng Mưu, hai vị công tử sinh ra trong sung sướng, không ai dám đổ oan gì cho hai người trong mắt tôi chẳng khác gì một cái rắm. Tần Lạc đột nhiên nhảy từ trên giường xuống. Xông thẳng đến trước mặt Cửu Trọng Mưu. Hắn tóm lấy cổ áo của Cửu Trọng Mưu rồi tát một cái đau điếng lên khuôn mặt sáng láng của hắn ta. Bốp! Dùng hết mọi thủ đoạn để hãm hại, đối phó với tao ngay cả ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối. Bốp! Chửi người phụ nữ của tao là con đĩ, tiện nhân. Bốp! Để tao phải vào trại giam khi còn ở Kính Hải này. Bốp bốp bốp! Mày nghĩ là tao có thể quên hết những điều này sao? Những cái tát của Tần Lạc cứu giáng liên tiếp xuống mặt Cửu Trọng Mưu một cách rẻ tiền, rất nhanh đã đánh cho khuôn mặt tuấn tú của Cửu Trọng Mưu đỏ ửng lên. Tao không rộng lượng như mày tưởng đâu. Tần Lạc, mày muốn làm gì? Tần Lạc ra tay nhanh quá, hơn nữa, lại không ai ở trong này ngờ tới. Đợi đến khi Cửu Trọng Dung có phản ứng thì Cửu Trọng Mưu đã bị Tần Lạc đánh cho mặt mũi bầm dập, trông vô cùng thê thảm. Nghe đến tiếng thét chói tai ở sau lưng thì Tần Lạc mới buông tha cho Cửu Trọng Mưu. Quay người 180 độ tóm gọn lấy cổ của Cửu Trọng Dung, sau đó giơ cao đầu gối lên, thúc mạnh vào bụng hắn ta. Huỵch huỵch huỵch, đầu gối của Tần Lạc cứ nâng lên lại đặt xuống, giáng thẳng thừng vào bụng của Cửu Trọng Dung. Mày cho rằng mày chỉ cần cười cười thế là hết chuyện à? Mày cho rằng mày đến đây nhận sai thì tao sẽ tha lỗi cho mày à? Mày không phải muốn bán người phụ nữ của tao sang Nhật làm gái à? Mày có tin là tao sẽ bán mày qua Thái Lan làm đĩ được không? Mặc dù bên cạnh xảy ra một trận chiến ác liệt nhưng Cửu Yên Mị vẫn đứng thờ ơ lạnh nhạt như người ngoài cuộc vậy. Đợi đến khi Tần Lạc đánh mệt quá buông tay ra thì Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu nằm bẹp ở đó như hai con chó chết vậy. Tần Lạc quay đầu lại nhìn Cửu Yên Mị một cái, thì thấy đôi con ngươi làm rung động lòng người cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người nhìn nhau cười đồng cảm.
hết thức rồi chứ? Cửu Yên mỉ cười hỏi. Cũng phải lấy lại chút lãi đã. Tần Lạc gật đầu nói. Thế thì tốt, Cửu Yên mỉ nói, có thể nói chuyện riêng với anh vài lời được không? Được, Tần Lạc nói, hắn tiến lại gần Cửu Trọng Dung, Cửu Trọng Ngưu, sau đó đạp vào vị trí xương bả vai, hai người đó lập tức ngất lịm đi. Tôi biết là anh biết rõ việc này không liên quan gì tới Cửu gia. Cửu Yên mỉ thẳng thắn nói. Dự đoán của cô có thể là sai đấy, Tần Lạc phủ nhận nói. Không phải anh không thể chắc mà chỉ là anh không muốn chấp nhận điều đó mà thôi. Cửu Yên mỉ cười nói. Anh biết những điều bọn họ nói đều là sự thật, anh cũng biết là Cửu gia không thể làm một việc ngu ngốc như vậy vào thời điểm này, chỉ có điều đây chính là những điều anh muốn. Sau khi xảy ra chuyện này thì anh có thể phát động công kích với Cửu gia mà chẳng chút kiêng nể gì. Sẽ chẳng có ai đồng tình hay thông cảm cho Cửu gia, cũng sẽ chẳng có ai viện trợ cho Cửu gia cả. Cái chờ đợi Cửu gia chỉ có thể là diệt vong mà thôi. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Cửu Yên mị, cười nói, nếu cô đã nghĩ thế rồi sao còn đến đây làm gì nữa? Tôi muốn đến đây xem anh có thể làm được những gì cho người phụ nữ của mình. Cửu Yên mị nói, đáp án đã đủ làm cho cô vừa lòng chưa? Rất vừa lòng, có điều là tôi vẫn muốn nỗ lực nốt lần cuối. Vừa nói Cửu Yên mị vừa đưa tay lướt qua một cái, sau đó chiếc váy dài màu tím bằng lụa tơ tằm trên người nàng tuột xuống nằm yên trên mặt đất. Một bộ ngực căng cứng, một làn da trắng muốt mềm mại, một vòng eo thon gọn, một chiếc rốn tròn như hạt ngọc trân châu. Càng làm cho hắn phải rớt máu cam đó là trên rốn nàng còn gắn một chiếc khuyên màu vàng tròn xoe. Trên người nàng hiện giờ chỉ còn lại chiếc áo ngực màu tím ôm lấy bộ ngực căng tròn và một chiếc quần chip mỏng tang cùng màu. Một đường con uốn lượn, làn da mịn màng không chê vào đâu được hiện ra trước mắt hắn. Tôi cũng có thể trở thành người phụ nữ của anh, Cửu Yên mị đứng thẳng người trước mặt Tần Lạc, dịu dàng nói. Chương 893, bị quyến rũ mà vẫn giữ được phong độ của người quân tử. Không kinh hãi, không hoảng hốt, trấn tĩnh một cách lạ thường. Giống như người đàn ông nước Lỗ tên Liễu Hạ Huệ từ nghìn năm trước dù có người đẹp cởi hết xiêm y, là lướt ngồi trong lòng nhưng chàng vẫn không có bất kỳ hành vi nào quá trớn tương truyền vào một đêm đông lạnh. Có một người tên là Liễu Hạ Huệ đang ở trong nhà mình thì thấy có một người phụ nữ bị lạnh cóng đi ngang qua muốn ở nhờ. Liễu Hạ Huệ sợ nàng ta bị lạnh cóng mà chết nên đã bảo nàng cởi bỏ đồ và ngồi vào trong lòng mình, hai người cứ ôm nhau như vậy suốt cả một đêm mà không hề có chuyện gì xảy ra. Và càng giống với người chồng tốt Liễu Hạ Huy chung thủy một lòng ở nghìn năm sau hơn. Đôi mắt Tần Lạc thản nhiên nhìn thẳng vào Cửu Yên Mị, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mới đầu Cửu Yên Mị còn cắn răng cố gắng. Nhưng đến mãi sau mà nàng vẫn không thấy được ngọn lửa dục vọng muốn chiếm hữu trong mắt hắn thì cuối cùng nàng cũng chịu từ bỏ. Nàng liền quỳ gối xuống kéo chiếc váy dài của mình lên vai, để mặc cho đôi gò bồng đảo cứ lắc qua lắc lại ở trước mặt Tần Lạc. Xem ra những tin đồn đại bên ngoài không được chính xác cho lắm nhỉ. Cửu Yên mị đứng dậy, trên mặt còn nở một nụ cười khổ tự chế giễu bản thân, nàng dùng nó để che giấu nỗi quẫn bách, bí bách trong lòng mình. Tôi thừa nhận. Tôi đúng là có chút trăng hoa như bên ngoài vẫn đồn đại, nhưng yêu cầu để tôi chọn lựa phụ nữ cũng khá cao. Tôi không thỏa mãn được yêu cầu của anh ư. Tần Lạc nhìn vào mắt Cửu Yên mị, cười nói thực là cô rất đẹp, dáng người cũng chuẩn. Đột nhiên lại dở ra chiêu, hở hết cả ra trước mặt tôi thế này, nếu tôi nói là không một chút động lòng nào thì đó quả là một lời giả dối, nhưng tôi không phải vì một người phụ nữ nào đó đẹp mà cho rằng đó là người phụ nữ của tôi. Đầu tiên thì người phụ nữ đó phải có một suy nghĩ thuần khiết về tình yêu. Tôi có thể cho cô tiền hay cho cô những thứ khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đem tình cảm của mình ra để trao đổi lấy thứ gì. Anh không cần phải cho tôi tình yêu, mà chỉ cần cho Cửu gia một con đường sống là đủ. Cô biết là tôi sẽ không làm thế mà, Tần Lạc cười ha hả nói. Ngay từ đầu cô đã biết là làm vậy chỉ có thể đem đến thất bại thì vì sao vẫn còn muốn thử làm gì? Nỗi sợ hãi trong con mắt Cửu Yên mị chợt lóe lên rồi lại biến mất ngay lập tức, khẽ nở nụ cười nói, có lẽ là tôi đã tự tin thái quá về vóc dáng của mình cũng nên. Tôi quen biết bao nhiêu người đàn ông hoặc ít hoặc nhiều, hoặc hàm xúc hoặc trực tiếp đều thể hiện ra là có ý muốn chiếm hữu cơ thể tôi lại cứ nghĩ rằng anh ít nhiều cũng có chút động lòng. Câu nói này của Cửu Yên mị là nửa đùa nửa thật. Phần thật của nó là nàng đúng là rất tự tin về cơ thể và nhan sắc của mình. Nàng hy vọng là chiêu này có thể chinh phục được Tần Lạc. Nàng biết rằng Tần Lạc là một người rất xem trọng tình cảm, đối xử tốt với tất cả những người phụ nữ của hắn. Giả sử nàng cũng trở thành một trong số những người phụ nữ đó,
thì thái độ của hắn đối với cửu gia sẽ có thay đổi. Chỉ cần có sự thay đổi thôi thì cửu gia vẫn còn một tia hy vọng. Phần giả của câu nói đó, đó là ngay từ đầu nàng đã biết rằng, Tần Lạc sẽ từ chối cơ thể nàng, điều đó không liên quan gì đến dục vọng cả, mà có liên quan tới Lệ Khuynh Thành. Trong lúc này đây, hắn nhất định sẽ không dính dáng gì đến một người phụ nữ đứng ra đại diện cửu gia. Nếu hormone đàn ông có thể ảnh hưởng tới tư duy thông thường của hắn, vậy thì người đàn ông này cũng chẳng đáng sợ chút nào. Nói như vậy thì trước cuộc chiến hết sức căng thẳng này, nàng bắt buộc phải điều chỉnh ý nghĩ và chiêu thức của mình. Bất luận Tần Lạc có từ chối hay tiếp nhận, thì nàng chỉ cần kéo váy áo lên xuống một chút, như thế thì quan hệ giữa nàng và Tần Lạc cũng vì lần đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn này mà có chút mùi vị của sự mập mờ khó tả, chỉ cần có chút quan hệ mập mờ này thôi thì nàng sẽ không thua một cách thảm hại. Đây chính là tâm địa của một người phụ nữ. Hầu hết trong mọi tình huống thì bọn họ luôn biết cách bảo vệ bản thân mình. Chiến tranh còn chưa nổ ra, mà bọn họ đã ở trong thế không thể đánh bại được rồi. Ngay từ lần đầu quen nhau, quan hệ giữa chúng ta đã rất tốt, tôi cũng luôn coi cô là bạn. Tôi có thể nói thật với cô một điều, đó là cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định để cho cửu gia phải trả giá của tôi đâu. Tần Lạc nhìn Cửu Yên Mị nghiêm túc nói, thái độ thành khẩn chưa từng có. Cửu gia làm sai, mà cho đến giờ vẫn không chịu hối cải. Không chỉ Khuynh Thành không tha thứ cho bọn họ, mà tôi cũng sẽ không tha thứ đâu. Anh cho rằng tình cảm mà Lệ Khuynh Thành đối với anh là thuần khiết sao? Cửu Yên Mị đột nhiên hỏi. Tần Lạc sửng sốt trong giây lát, sau đó hắn cười nói, ít nhất thì cô ấy đã khiến cho tôi yêu cô ấy. Thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Cửu Yên Mị mím môi cười nói, khi một người đàn ông thực sự yêu một người đàn bà thì người đàn bà đó sẽ trở thành sinh vật hoàn mỹ nhất trên thế giới. Tần Lạc không tiếp lời của nàng, vì hắn làm sao biết được nàng sẽ lại kéo hắn vòng vo đến đâu nữa, liền nói, tại sao cô cứ nhất định phải tham gia vào những việc này làm gì? Vị trí quyết định tư duy, Cửu Yên Mị cười đáp, tôi sinh ra và lớn lên ở cửu gia, trong cơ thể tôi còn có dòng máu của cửu gia. Những thứ mà hiện giờ tôi có đều từ cửu gia mà ra, có thể trong mắt anh hoặc những người khác, thì cửu gia có những sai lầm này hay khuyết điểm nọ, nhưng bọn họ lại đối xử rất tốt với tôi. Bọn họ đã cho tôi một cuộc sống cơm no áo ấm không phải lo nghĩ gì, cho tôi một điểm mốc khiến nhiều người phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, và cũng cho tôi cả một gia đình và tình yêu. Nếu không có sự ủng hộ của cửu gia thì anh cho rằng anh đã quen được một người phụ nữ tên là Cửu Yên Mị ở cái đất Yến Kinh này sao? Nếu không có sự ủng hộ của anh thì anh cho rằng Lệ Khuynh Thành có thể là một Lệ Khuynh Thành mang theo đồ đao đến để xẻ thịt cửu gia như ngày hôm nay không? Năng lực rất quan trọng, nhưng tiền đề của nó là phải có một bối cảnh và chỗ dựa vững chắc. Cha mẹ và tất cả người thân của tôi, bọn họ đều ở trong cửu gia. Vì thế, tôi làm sao có thể bỏ rơi họ ở sau lưng trong lúc này để chỉ bo bo lo cho một mình, giả bộ như không có quan hệ gì với họ được đây? Anh nói xem tôi có thể trốn tránh được không? Tần Lạc thở dài một tiếng nói, con người ai cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đúng vậy, vì thế mà mặc dù chúng ta sắp thành đối thủ của nhau, nhưng tôi vẫn chẳng có chút thù hận gì với anh cả. Tôi hiểu những việc anh đã và đang làm. Tôi cũng biết là cô rất bất đắc dĩ. Cửu Yên Mị cười nói, tôi thật sự hy vọng có thể mãi làm bạn với anh. Cái cảm giác này rất dễ chịu. Nói thực thì, cũng không phải không thể cho cửu gia một cơ hội. Tần Lạc nói, cái gì? Cửu Yên Mị cười thầm trong bụng, hỏi. Tôi muốn Lệ Khuynh Thành được ở trong cửu gia, trở thành chủ nhân của cửu gia. Tần Lạc tủm tỉm cười nói. Đây là điều kiện duy nhất và cũng là điều kiện duy nhất có thể đem ra bàn bạc được. Anh phải biết là tôi chẳng thể nào thuyết phục được bọn họ. Cửu Yên Mị nghiêm mặt nói. Không cần phải gấp thế, tôi sẽ dùng việc thực để dạy cho bọn họ phải biết nghe lời. Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị liền cười nói, đến đây cũng lâu rồi. Tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Vâng, mời cô. Cửu Yên Mị liếc mắt nhìn hai người em họ mình một cái rồi hỏi, thế bọn họ. Đem họ đi đi, bảo với bọn họ rằng, việc hôm nay chỉ cả lấy lại chút lợi tức mà thôi. Tôi sẽ truyền đạt lại, Cửu Yên Mị nói, nhưng cũng không thể để tôi khiêng hai người bọn họ về chứ. Tần Lạc vỗ tay lên hai tiếng, thì lập tức có hai vệ sĩ mặc đồ đen bước vào. Đưa cô Cửu và bạn của cô ấy ra ngoài. Tần Lạc dặn dò. Hai vệ sĩ bận đồ đen đáp lại một tiếng, sau đó mỗi người khiên một người ra bên ngoài rồi đi theo Cửu Yên Mị ra khỏi phòng bệnh. Cửu Yên Mị vừa mới đi thì cửa phòng bệnh đã được mở ra,
đôi mắt sáng long lanh của Lệ Khuynh Thành cứ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc mà chớp hoài không ngớt. Sao em lại nhìn anh như thế? Tần Lạc biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi. Anh thật sự không muốn suy xét lại xem sao ư? Lệ Khuynh Thành nheo mắt cười hỏi. Suy xét điều gì? Lệ Khuynh Thành lườm Tần Lạc một cái, nói, để xem anh giả bộ được đến bao giờ, đến cả một người phụ nữ như em đây còn động lòng nữa là, thế mà anh không có lấy một chút động lòng hay sao? Không động lòng, Tần Lạc nói. Chẳng lẽ anh không muốn để cho hai người bọn em phục vụ anh cùng một lúc ư? Bất luận thế nào thì trên danh nghĩa bọn em vẫn là chị em gái đấy. Tần Lạc đột nhiên cảm thấy người nóng lên hừng hực, ngọn lửa dục trào lên từ chỗ đan điền, trong mũi dường như cũng có một chất lỏng trực trào ra, hắn liền dùng tay che mũi lại, nghiến chặt răng lại nói, không muốn. Ái, thật là đáng tiếc, Lệ Khuynh Thành thở dài nói, vốn dĩ em đã chuẩn bị hy sinh cơ đấy. Anh không phải là loại người mà em nghĩ. Em biết, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Vì thế em sẽ bỏ cái ý nghĩ thừa thãi này đi. Thấy vẻ mặt khó xử của Tần Lạc thì Lệ Khuynh Thành lại không nhịn nổi cười. Nỗi tức giận được sống lại từ trong cõi chết, nỗi phẫn uất khi bạn bè người thân của mình ra đi cũng được giải tỏa không ít cùng với nụ cười này. Tần Lạc nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa như ngọc của nàng với ánh mắt đầy hưởng thụ, dịu dàng hỏi, xử lý như vậy em đã vừa lòng chưa? Anh mềm lòng rồi à? Định chuẩn bị cho cô ấy một con đường sống. Lệ Khuynh Thành trêu chọc nói. Tần Lạc vỗ đánh đét vào mông Lệ Khuynh Thành một cái, cười mắng, em nên biết mục đích anh làm như vậy là vì cái gì. Nhẹ thôi chứ, đáng hỏng nó rồi thì sẽ không sinh được con trai cho anh đâu. Lệ Khuynh Thành ôm lấy mông mình, hắng giọng nói. Hai chân Tần Lạc lại mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì hắn không nhịn nổi mà đè ngửa người phụ nữ như yêu nghiệt này ra xử lý ngay tại đây rồi. Lệ Khuynh Thành lên trước ôm lấy Tần Lạc, áp mặt vào ngực hắn nói. Em biết là anh muốn tốt cho em. Anh sợ sự việc làm to quá rồi thì em sẽ không có cách nào mà thu dọn chỗ tàn dư phải không? Không hẳn là như thế. Tần Lạc nói, diệt vong của Cửu gia gần như đã là điều hiển nhiên rồi, nhưng anh không hy vọng Cửu gia phản kháng kịch liệt quá, cũng không hy vọng em thu về là một Cửu gia với hai bàn tay trắng. Em thấy cái dụng cụ trẻ con nông thôn dùng để bắt lươn trạch chưa? Tần Lạc hỏi. Chưa, Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói. Bọn chúng dùng tre trúc để đan thành một cái gờ, chiếc gờ đó sẽ có một cái miệng nhỏ, lươn trạch có thể chui vào đó, nhưng chẳng thể nào thoát ra ngoài được. Anh bảo để cho em vào trong Cửu gia tức là muốn cho bọn họ một con đường sống, làm thế sẽ tránh cho bọn họ chó cùng rứt dậu, thà để cho người khác được lời cũng không chịu để cho chúng ta bất kỳ thành quả gì. Nếu bọn họ tiếp nhận điều kiện này, thì với khả năng của em, muốn loại bỏ bọn họ một cách sạch sẽ không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt lên nhìn Tần Lạc, nói, sao em thấy anh ngày càng giảo hoạt rồi thế? Vậy sao? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Ngay cả một trận lửa lớn như thế mà cũng không giết chết anh, thì anh lại cứ tưởng anh thuộc vào dạng thánh nhân đãi kẻ khù khờ cơ đấy. Lệ Khuynh Thành cười hô hố nói, cô ấy đến rồi, hai người gặp rồi nói chuyện với nhau đi. Chương 894, nữ yêu tinh lại đến rồi. Sau khi trường đua ngựa Hoa Điền xảy ra hỏa hoạn, thì một trong những cổ đông lớn nhất là văn nhân Mục Nguyệt vẫn không chịu ra mặt. Tất nhiên, nàng cũng không thích hợp để làm chuyện đó. Nhưng đến khi Tần Lạc nằm trong viện điều dưỡng của gia tộc văn nhân thì văn nhân Mục Nguyệt mới có đủ lý do để tới đây thăm hắn. Dù gì thì cả cái đất Yến Kinh này đều biết quan hệ giữa văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc có gì đó mập mờ không rõ ràng. Tần Lạc gặp văn nhân Mục Nguyệt ở ngay trong phòng bệnh, Lệ Khuynh Thành lại, biết điều, mà lui ra ngoài như những lần trước. Tần Lạc phát hiện ra một điều, cứ mỗi lần hắn gặp mặt văn nhân Mục Nguyệt thì xung quanh chẳng còn bất kỳ một bóng hình ai. Lâm Hoán Khê cũng thế mà Lệ Khuynh Thành cũng thế, đến cả một người không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất như Vương Cửu Cửu cũng vậy, không biết là do khí chất của nàng lớn quá hay là do những người phụ nữ khác đều sợ ở cùng với nàng. Có lẽ bọn họ sợ không biết phải nói chuyện thế nào với một người phụ nữ, luôn có hành động đơn độc một mình cũng nên. Người nhà Cửu gia đến đây rồi phải không? Văn nhân Mục Nguyệt vừa mới gặp Tần Lạc đã hỏi luôn. Nàng rất hiếm khi chủ động quan tâm sức khỏe của người khác, xem ra thì có phần vô tình vô nghĩa, nhưng sau khi tiếp xúc qua lại với nhau thì mới thấy rằng, bên ngoài vỏ bọc băng giá lạnh lùng của nàng đó là một trái tim tinh tế, tỉ mỉ đầy nhiệt huyết. Có rất nhiều việc mà Tần Lạc không để ý tới thì nàng lại chủ động giúp hắn làm hết, chỉ có điều là nàng ngại bày tỏ ra mà thôi. Hoặc có lẽ là không thèm biểu lộ ra bên ngoài cũng nên. Người phụ nữ này, dường như là còn kiêu căng,
ngạo mạn hơn cả tiên nữ trên trời một bậc. Sao em biết? Tần Lạc hỏi xong thì không chịu nổi đành phì cười lên một tiếng. Hắn hiện giờ đang ở trong viện điều dưỡng của gia tộc Văn Nhân, vì vậy mà ở trong này có xảy ra chuyện gì thì một chủ nhân như nàng lại không biết được sao. Cô ấy đến làm hòa. Tần Lạc cười nói, em phải biết sự lựa chọn của anh chứ. Em không biết là cô ấy đã cởi bỏ hết quần áo trước mặt anh. Trong nháy mắt hai má Tần Lạc đỏ ửng lên, cả giận nói, em theo dõi anh đấy à? Văn Nhân Mục Nguyệt khó chịu liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, rồi nói với giọng bình tĩnh, em ở ngay bên cạnh. Tần Lạc giờ đây chỉ muốn lôi ngay Lệ Yêu Tinh ra mà tét vào mông nàng mấy cái cho hả giận. Người phụ nữ này thật không chịu nổi, Văn Nhân Mục Nguyệt đến rồi mà không nói một tiếng, lại còn đưa luôn nàng đến phòng bên cạnh để nghe lén nữa. Cũng may mà vừa rồi hắn lòng dạ trong sáng, thủ thân như ngọc, chứ nếu mà chẳng may hát không nhịn nổi mà đè Cửu Yên Mị ra giữa phòng bệnh mà làm chuyện đó, thì hình tượng huy hoàng, thuần khiết, trong trắng, đáng yêu của mình không phải là đã bị hủy hoại trong chốt lát rồi hay sao? Bọn họ sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây? Sẽ làm gì còn người phụ nữ ngu ngốc nào chủ động xà vào lòng mình nữa? Anh cũng không ngờ cô ấy lại có thể làm một chuyện như vậy. Nếu sớm biết trước thì anh đã không để cô ấy vào trong này rồi. Tần Lạc mặt dày nói. À đúng rồi, em đến đây để hỏi thăm sức khỏe anh phải không? Em đến để bàn với anh xem bước tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp thế nào. Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng nể mặt Tần Lạc chút nào. Tần Lạc cũng chẳng thấy xấu hổ gì, cười nói, việc này cứ để em với Lệ Khuynh Thành bàn bạc với nhau là được rồi. Dù gì thì anh cũng không hiểu cho lắm. Gì cũng không hiểu em mờ còn nghĩ ra được cả độc kế bắt lươn trạch. Hai ngày sau, Cửu Giật Thái sẽ đi theo một đoàn khảo sát ra nước ngoài thăm viếng. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Giải quyết tận gốc, Tần Lạc cười nói, Cửu Giật Thái là lão tam của Cửu gia, cũng là một thành viên tham gia chính trị có cấp bậc cao nhất trong Cửu gia. Trong lúc sống chết của Cửu gia thế này mà ông ta lại bị phái ra nước ngoài như thế thì nếu nói bên trong không có bàn tay của Văn Nhân Mục Nguyệt thì khó mà tin nổi. Trong những ngày ông rời đi, thì bọn họ có thể làm vô số việc. Văn Nhân Mục Nguyệt đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái nói, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Như thế là tốt nhất, Tần Lạc gật đầu nói. Nói vậy thì linh hồn của những người đã phải bỏ mình nơi biển lửa sẽ được yên nghỉ, những người bị lửa thiêu đốt làm cho bị thương kia cũng được an ủi phần nào. Hít, thở, ái tình và thù hận là bốn việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Kết quả bên phía quan chức nhà nước về vụ hỏa hoạn ở trường đua ngựa Hoa Điền cuối cùng cũng được cho ra. Những nhân viên trong bộ máy quan chức nhà nước khi tiếp nhận phỏng vấn thì đã nói thế này, trải qua một cuộc điều tra, kiểm nghiệm cẩn thận thì chúng tôi cho rằng đây đúng là sự kiện tự cháy rừng đột phát. Qua việc hợp tác giữa bên cảnh sát và đội cứu hỏa, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, không sợ gian khổ thì cuối cùng cũng nhanh chóng, kịp thời dập tắt trận hỏa hoạn này một cách toàn diện. Tất nhiên, đây chỉ là một cách biểu lộ, một nghi thức và cũng là một thói quen được nuôi dưỡng từ nhiều năm. Chẳng có ai coi những lời này là sự thực, đến cả bản thân những người nói ra cũng sẽ không tin vào điều đó. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Chờ đợi Tần Lạc phản kích. Trước là mâu thuẫn được tăng thêm một bậc bởi sự việc bà lão họ Lý và siêu thị Bách Giai Nhạc, người nhà bà lão họ Lý từ chối món tiền bồi thường kết xù của siêu thị Bách Giai Nhạc, một lòng đòi đâm đơn tố cáo Bách Giai Nhạc ra tòa. Theo sự thăng hoa của sự việc thì mọi người càng chú tâm quan sát tình hình có liên quan đến tập đoàn buôn bán theo chuỗi Bách Giai Nhạc này. Trước cửa của một siêu thị lớn mà có thể giăng lưới bắt chim được, chẳng có lấy một bóng người ra vào. Đơn tiêu thụ hàng ngày của nó không đến 1.000 nhân dân tệ, chủ yếu là vì người đứng vây xung quanh đông quá, đứng mệt rồi thì họ phải mua chút đồ uống ở mấy tiệm bên ngoài uống cho đỡ khát. Nếu không thì đến cả gần 1.000 dân tệ này cũng chẳng thu được. Chẳng có ai dám bước vào bên trong mua đồ, ai mà đi vào thì sẽ bị mọi người nhổ nước bọt vào người khinh bỉ. Hơn nữa trong lúc này những siêu thị khác vì muốn lôi kéo khách hàng, bọn họ liên tục cho ra những hoạt động khuyến mãi như hoạt động ưu ái bán giá hạ, hay mua đủ 100 tệ hoàn trả 20 tệ, mua đủ 200 tệ thì hoàn trả 50 tệ, thế thì ai còn muốn vào trong Bách Giai Nhạc mua hàng để rồi bị người ta chửi rủa nữa chứ? Không có ai mua hàng, những cửa hàng không bán được đồ ra bên ngoài, thì những thương nhân phụ trách các cửa hàng đó liền rối rít đòi trả lại quầy hàng và hoàn lại tiền cho họ. Giới truyền thông cũng luôn đưa tin về sự việc này, Bách Giai Nhạc trở thành một con chuột hôi thối, ai mà dính vào thì sẽ bị đen đuổi theo. Tình hình trong nước rất nhanh đã được phản ứng ra thị trường chứng khoán nước ngoài, cùng với những vụ bê bối của Bách Giai Nhạc không ngừng xuất hiện,
thị trường chứng khoán của Mỹ đã có xu hướng bán tống bán tháo cổ phiếu của Bách Gia Nhạc, đến cuối cùng thì không thể không ngừng hoạt động để tiến hành điều chỉnh. Ngay sau đó, Từ Dương Thành lại truyền đến tin tức về vấn đề vay nợ trái phép của tòa lầu cao cấp Phượng Hoàng Thành mà tập đoàn Đại Địa vừa mới khai phá, tất cả đất đai mà bọn họ dùng để cầm cố thực ra đã sớm được dùng trong lần vay nợ trước rồi. Vì việc này mà phó thị trưởng chịu trách nhiệm phê duyệt và một vị có thực quyền trong ngân hàng đã bị té ngã, tài khoản và vốn của tập đoàn Đại Địa đã bị ngân hàng cho tạm ngưng hoạt động. Tin dữ cứ liên tiếp truyền đến, người của Cửu Gia đều ngẩn hết cả người ra. Càng làm cho người ta phải hộc máu miệng, đó là chỗ dựa vững chắc nhất hiện giờ của bọn họ lại ở nước ngoài, vì vậy mà muốn tìm người đứng ra phản kích cũng không có. Tất cả các liên minh trên con đường chính trị của Cửu Gia đều biến mất tăm mất tích, không phải là đi ra nước ngoài thì cũng là đi công tác, người của Cửu Gia đến tận nhà gặp mặt cũng không có kết quả gì, như thể Cửu Gia là một bọn đòi nợ độc ác vậy. Hôm nay Cửu Giật Vân đã đánh vỡ ba cái chén rồi, mỗi một lần có tin dữ truyền đến thì ông ta liền cầm lấy một chiếc chén ném VNG ra xa. Như thể tiếng vỡ vụn của chén có thể làm cho ông ta chút bớt được nỗi giận dữ trong người mình vậy, chỉ có điều hành vi thế này ở trong mắt của những người bề dưới trong nhà càng trở nên tuyệt vọng và bế tắc hơn. Ăn hiếp người quá đáng, đúng là ăn hiếp người quá đáng quá. Cửu Giật Vân gào thét lên từ đáy lòng mình, công phu dưỡng khí của ông ta trước giờ vẫn rất tốt, trong giới làm ăn buôn bán cũng được coi như một nhân vật có tiếng. Nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy sự nghiệp to lớn mà một tay mình làm nên cứ từng bước sụp đổ như vậy mà chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn, không làm được gì hơn, cái cảm giác đó quả là khiến cho người ta phải tức đến hộc máu. Nếu không thét lên vài tiếng thì ông sợ rằng mình sẽ bị tụ huyết trong não mà ngã quỵ luôn mất. Chẳng ai biết được là ông đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho cái sự nghiệp này. Cả đời ông đều hao phí vào việc này, nhìn nó to lớn hơn từng ngày còn vui vẻ, hưng phấn hơn cả nhìn con gái mình lớn lên từng ngày. Nhưng giờ đây lại bị người ta đánh vỡ, muốn cướp nó đi, thì ông làm sao có thể nhẫn nhịn nổi nữa. Lão nhị, việc làm ăn buôn bán trước giờ vẫn do chú đảm nhiệm, chúng tôi cũng không biết nói gì. Bây giờ rơi rớt đến mức này, chú cũng phải nghĩ xem có cách nào không. Cửu Giật Thanh cũng cau mày ủ rũ nói, chiếc gạt tàn trước mặt đã đầy ắp những đót thuốc. Cho đến tận giờ mà mấy người này vẫn còn muốn trốn tránh, đổ dồn trách nhiệm, điều này khiến cho Cửu Giật Vân lạnh hết cả cõi lòng. Nhưng ông ta hiểu rất rõ một điều, đó là hiện giờ vẫn chưa là lúc mà bọn họ làm náo loạn lên. Ông ta nhẫn nại giải thích nói, đại ca, không phải em không muốn nghĩ cách, anh cũng thấy rồi đấy, lão tứ mấy hôm nay vẫn ở bên ngoài tìm đường. Nhưng bạn bè thân thích của Cửu Gia chúng ta đều tránh không muốn gặp, có mấy nhà đến cổng chú ấy cũng không vào được. Thời buổi bây giờ chính là như thế, ai có bối cảnh to lớn, ai có túi tiền rủng rỉnh thì người đó có quyền phát ngôn. Em chỉ là một thương nhân. Anh bảo em phải tìm ai để giúp đỡ đây? Chỗ Dương Thành rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Miếng đất đó không phải ngày trước đã được phê duyệt hết cả rồi sao? Sao đột nhiên lại có vấn đề vậy? Cửu Giật Vân đưa mắt nhìn khinh miệt lên liếc nhìn lão đại của cái gia tộc này một cái, nói, việc như thế này chẳng có gì là mới mẻ cả, làm gì có công ty nhà đất nào lại không làm như thế? Chỉ cần chúng ta bán được nhà đi rồi đem tiền và lãi suất trả cho họ thì căn bản là chẳng làm sao. Ai mà biết đột nhiên bọn họ lại nghiêm chỉnh thế chứ? Bọn chúng giờ muốn giơ đao chém đại địa của chúng ta thì em còn có cách nào nữa đây? Không ngờ thằng nhãi đó lại có tầm ảnh hưởng lớn thế ở Dương Thành. Cửu Giật Thanh buồn bực nói. Sớm biết trước thế này thì chúng ta đã nhường nó một chút rồi. Cửu Giật Vân không nói gì, về vấn đề này ông không có quyền nói gì cả. Có những mối thù hận ngay từ đầu đã được gieo mầm rồi, trừ phi. Trừ phi năm đó ông không quen người phụ nữ đó. Không cùng bà ta sinh ra một người con gái như thế này. Nếu, trên thế giới này có những việc có thể dùng nếu được không? Bên ngoài cổng biệt thự vang lên tiếng chuông cửa, rất nhanh, viên quản chia đã cầm một tấm danh thiếp đi vào nói với Cửu Giật Thanh, thưa lão gia, có một người phụ nữ muốn gặp ông. Nói rồi ông cung kính đưa tấm danh thiếp đó cho Cửu Giật Thanh. Cửu Giật Thanh tiếp lấy tấm danh thiếp, suýt chút nữa thì ngất luôn tại trận. Con nữ yêu tinh đó lại đến rồi. Cửu Giật Thanh mặt mày tái xanh nói. Chương 895, ức hiếp quá đáng. Nghe nói Lệ Khuynh Thành đến thì căn phòng khách cứ loạn nháo nhào cả lên. Cái gì, nó còn dám đến đây à? Con đĩ này, đợi nó đến em phải đánh cho nó sưng mày nở mặt ra, mọi người đừng có ngăn em lại đấy. Chẳng ai ngăn cậu lại đâu, chúng tôi sẽ ngăn cô ta lại giúp cho. Cửu Giật Thanh đập vào bàn một cái đánh bốp nói,
im lặng hết cả đi, ồn ào cái gì thế hả? Nhưng đáng tiếc là lần này vẻ uy nghiêm của Cửu Giật Thanh không còn át được lòng thù hận và sự bất mãn trong người của những kẻ bề dưới này, ai cũng nhảy bổ ra ngoài để phản bác lại. Bác à, không phải bọn cháu muốn tranh cãi thế này đâu, mà người ta đến tận nhà chúng ta để ăn hiếp rồi đó. Đúng giấy, chúng ta cứ nhường nhịn thì nó lại càng được thể. Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu bị người ta đánh đến nước này rồi, chúng ta còn không dám mở miệng nói tiếng nào, thế lần sau chắc phải đến phiên chúng ta thôi. Nếu mà vẫn không phản kích thì sẽ muộn mất, chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lợi hại chứ. Bốp! Cửu Giật Thanh lại đập lên bàn một tiếng nữa, lần này ông đập mạnh hơn khiến cho bộ ấm chén trên đó nghiêng ngã hết cả ra, nước bắn tung tóe ra đất, một người giúp việc đứng gần đó nhìn thấy thì vội vàng chạy tới để dọn dẹp chỗ đó đi. Cửu Giật Thanh giận dữ quát, phản hết cả rồi phải không? Giờ lại còn cần đến chúng bay dậy tao phải xử lý chuyện trong nhà thế nào à? Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cửu Giật Thanh, thì mọi người mới chột dạ cúi gầm đầu xuống, ngừng hết cả tiếng ồn ào lại. Lão nhị, chú nghĩ thế nào? Cửu Giật Thanh nhìn Cửu Giật Vân nói. Mấy đứa nó nói không sai. Cửu Giật Vân dí đót thuốc còn lại vào chiếc gạt tàn nói. Thế cục hiện tại đã quá rõ ràng, quyền sinh sát nằm trong tay người khác, còn chúng ta lại nằm trong thế bị băm vằm. Tình hình mặc dù không được tốt, nhưng cũng không thể cúi đầu nhận thua thế này được. Lúc nào cần ngẩng đầu lên thì chúng ta vẫn phải đứng thẳng người lên chứ. Thế chuyện ngày hôm nay. Để cô ta vào đi, Cửu Giật Vân nói, nếu nó đã có gan bước tới trước cổng nhà chúng ta thì chúng ta cũng nên để nó vào xem nó muốn nói cái gì. Cửu Giật Thanh gật gật đầu, cười nói, đúng đấy, chúng ta cả một đám đàn ông con trai như thế này, chẳng lẽ lại sợ một người phụ nữ hay sao? Lão Lý ông đi mời khách vào đi. Quản gia đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Lệ Khuynh Thành ngồi ở ghế sau của chiếc BMW, tài xế lái xe cho nàng được văn nhân Mục Nguyệt phái tới, ngồi trên ghế phụ lái là một chàng trai anh tuấn, quyến rũ. Cứ nghĩ đến tên Tần Lạc là nàng lại thấy tức tối, lẽ nào hắn lại tin tưởng mình đến thế, không sợ mình chạy theo anh chàng đẹp trai này luôn hay sao? Thấy mình có ý nghĩ giống như là đang giận hờn thì Lệ Khuynh Thành không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Đây chính là tình yêu hay sao? Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ. Cho dù những việc mà hắn làm đều là muốn tốt cho mình, nhưng sao trong lòng mình vẫn lo hắn không đủ quan tâm đến mình nhỉ? Từ sau lần được hắn cứu ra khỏi biển lửa, thì tâm tình của nàng thay đổi một cách kỳ diệu. Cảm tính bắt đầu dần thay thế cho lý trí, và đây không phải là một dấu hiệu tốt đẹp gì. Là ai đã nói nhỉ? Người phụ nữ sau khi yêu thì trí thông minh giảm xuống còn không? Mình không thể trở thành một người ngu ngốc được. Cho dù có bị nhấn chìm trong đó thì cũng phải đợi đến sau khi báo thù rửa hận cái đã. Danh thiếp đã gửi đi và cũng đã có người đi vào thông báo rồi, nhưng sao mãi vẫn không thấy có tin tức gì chứ? Nàng không vội. Giờ đây người vội vã phải là bọn họ mới đúng. Cứ nghĩ đến lúc này bọn họ đang vò đầu bứt tai suy đoán xem mình đến đây với mục đích gì, nghĩ đến những tiếng chửi mắng liên hồi vì không cam lòng thì tận đáy sâu lòng nàng lại có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Những nỗi oan ức. Tủi nhục được tích tụ từ lâu sắp được gột rửa, niềm vui sướng vì sắp được báo thù nó mạnh mẽ và kỳ diệu biết nhường nào. Két! Chiếc cánh cổng được mở rộng ra, lão quản gia khi này tiếp lấy tấm danh thiếp đã bước nhanh tới, nói với Lệ Khuynh Thành, lão ra mời cô vào bên trong. Cảm ơn ông, Lệ Khuynh Thành quầy nói với ông ta, sau đẩy cửa xe bước xuống. Giê-xu đẩy cửa xe bước xuống theo, đi sát sau Lệ Khuynh Thành. Vết thương của Giê-xu đã bình phục rồi. Hoặc có thể nói là vì viên đạn không rơi vào chỗ hiểm nên vết thương này đối với anh ta mà nói thì căn bản chẳng là cái gì cả. Anh ta được Tần Lạc phái tới đây bảo vệ cho Lệ Khuynh Thành, vì vậy mà anh ta phải thực thi chức trách của mình. Tiên sinh, anh không được vào bên trong. Lão quản gia ngăn Giê-xu lại nói. Anh ấy là trợ thủ của tôi. Lệ Khuynh Thành nói, anh ấy không vào thì tôi cũng không vào. Hơn nữa, chúng tôi chỉ có hai người, Cửu gia các người thì đông thế. Chẳng lẽ lại sợ chúng tôi hay sao? Cái này, lão quản gia không biết phải trả lời ra sao, liền nói, xin đợi cho một lát, tôi quay vào bẩm báo với lão gia một tiếng. Không cần đâu, để cho bọn họ vào đi, Cửu Giật Vân đứng dưới hiên nhà, mặt đanh lại nói. Vào lúc này và trong thời điểm này gặp con gái mình, thì tâm tình của Cửu Giật Vân hết sức phức tạp, trăm thứ cảm xúc cứ đan xen vào nhau. Nhưng khi nghĩ đến việc nàng ép Cửu gia vào thế cùng quẫn bí bách, như thể sự lớn mạnh khi trước giống như một con hổ giấy, bị người ta đâm cho nát bét,
thì trong lòng ông không còn gì gọi là nhân ái và mến thương nữa, mà chỉ còn sự thù hận. Cơ ngơi mà tay mình làm nên sao có thể là một con hổ giấy được chứ? Cửu Giật Vân cười nhạt nghĩ, nếu mày mà ép tao quá đáng thì đừng trách tao đại nghĩa diệt thân. Vâng, nghe Cửu Giật Vân nói vậy thì lão quản gia liền đứng sang một bên. Lệ Khuynh Thành ngước mặt lên đi vào trong sân nhà, nàng bận một chiếc áo tơ tằm màu trắng bên trong và một bộ đồ công sở màu đen bên ngoài, cùng với đôi giày cao gót cao khoảng 7-8mm, tóc được búi cao sau gáy, lộ ra một cái cổ thon dài trắng nõn. Dung mạo nàng tinh xảo như tranh vẽ, khí chất thanh tao, lịch lãm, kiều diễm. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt điềm tĩnh, khóe miệng còn nở một nụ cười cay nghiệt. Dùng hết 26 năm, cuối cùng nàng cũng bước tới trước mặt của ông ta. Cửu Giật Vân chú ý đến nụ cười không mấy thiện cảm gì của Lệ Khuynh Thành, trong lòng giận dữ, nhưng vẫn cố kìm ngọn lửa giận đó lại mà nói, nếu đã đến đây rồi thì vào nhà đi. Lệ Khuynh Thành gật đầu cười nói, vốn dĩ cũng có chuyện muốn tìm Cửu Đồng Sự Trưởng. Cửu Giật Vân cũng không mong mỏi nàng sẽ có chút biểu hiện thân thích gì với mình, ông quay người bước vào trong, Lệ Khuynh Thành và Giê-xu cũng bước sát theo sau. Sau khi Cửu Giật Vân vào đến trong phòng thì bước thẳng đến. Chẳng có ai bảo Lệ Khuynh Thành ngồi xuống, Lệ Khuynh Thành đứng ở giữa phòng khách giống như một diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu vậy. Lệ Khuynh Thành có vẻ rất hưởng thụ cái ánh mắt hậm hực của những người trong Cửu gia dành cho mình, nàng cười nói, bao nhiêu người nghênh đón thế này, tiểu nữ tử thật vinh hạnh quá. Đừng có không biết giờ nữa đi, chúng tôi đâu phải đến đây để nghênh đón cô, Cửu Đình Đình the thé chửi. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói, dạo gần đây không đến trường học phải không? Xảy ra một chuyện như vậy, đúng là không hay ho gì. Khi cô muốn xé rách quần áo của người khác thì nhất định là chẳng ngờ rằng mình có một ngày cũng sẽ bị người ta lột sạch phải không? Mày, nói về mặt miệng lưỡi, thì Cửu Đình Đình sao có thể là đối thủ của một, độc phụ, như Lệ Khuynh Thành được chứ? Vừa bắt đầu đã nằm ở thế bại trận rồi. Hai mắt cô ta đỏ ngầu lên, máu trong người ngưng hết cả lại, giống như một con bò cái bị tấm thảm đỏ chọc giận chỉ muốn xông thẳng lên trước liều mạng với Lệ Khuynh Thành ngay bây giờ thôi. May mà mẹ cô ta đứng ngay bên cạnh, giữ chặt người cô ta lại. Nhưng có một điều làm cho tôi cảm thấy hết sức tò mò. Lệ Khuynh Thành không hề có ý dừng lại ở đây, nàng nhìn Cửu Đình Đình tủm tỉm cười nói, cho dù là người ông nội đáng ghét của cô chết rồi thì cô cũng không cần phải no bra mà đứng ra ăn mừng như thế chứ. Mày, quẹ, Cửu Đình Đình không kịp nói hết câu thì nôn khan ra một ngụm máu lớn, sau đó thì ngất lịm đi. Đến lúc này thì toàn bộ căn phòng khách đều loạn cào cào hết cả lên. Người thì gọi bác sĩ, người thì vội chạy đến ấn vào huyệt nhân trung, còn có người thì gào thét muốn xé nát miệng của Lệ Khuynh Thành ra nữa, nhưng sau khi nhìn thấy Giê-xu nghịch khẩu súng lục trong tay mình thì bọn họ lập tức biết điều mà lui hết lại. Cửu Đình Đình cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lại giống như người ngây dại vậy, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành, nhưng lại không nói lên được lời nào. Đỡ Đình Đình vào trong nghỉ ngơi đi, Cửu Giật Thanh nói. Con đĩ bao nhiêu người cưỡi lên này, con tiện nhân. Mày không được chết tử tế đâu, mẹ của Cửu Đình Đình vừa đỡ con gái mình lên lầu nghỉ ngơi vừa chửi. Đủ rồi, Cửu Giật Vân thét lên với Lệ Khuynh Thành, hôm nay cô đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đủ rồi, Lệ Khuynh Thành như vừa nghe được câu chuyện cười hay nhất thiên hạ, cười hô hố lên nói, mới thế đã đủ rồi sao? Khi các người đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà sao không nói đủ rồi đi? Khi các người cắt bỏ mọi con đường làm ăn sinh sống của mẹ con tôi thì sao không nói đủ rồi đi? Khi các người cho người đến gây sự thẩm mỹ viện của tôi sao không nói đủ rồi đi? Khi các người bắt cóc rồi muốn bán tôi sang Nhật thì sao không nói đủ rồi đi? Sao, bây giờ mới thấy tủi thân chút xíu đã chịu không nổi rồi à? Những lời của Lệ Khuynh Thành giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của những người trong Cửu gia đứng ở đây. Những việc đó, Cửu Giật Vân mặt đỏ tía tai nói, tôi không biết là cô đang nói cái gì, những việc đó chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả. Cô không phải muốn trở lại để tranh tài sản của Cửu gia hay sao? Sao phải tìm cho mình một lý do hoang đường như thế chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lệ Khuynh Thành lại một lần nữa cười lớn nói, ông đúng là thích chát vàng lên mặt mình, ông cho rằng đến giờ phút này tôi còn phải tìm một lý do hoang đường để đối phó với các người ư. Món nợ mà các người nợ tôi sẽ đòi về từng tí một. Nếu ông đã đề cập đến vấn đề tài sản của Cửu gia, vậy thì chúng ta hãy cùng bàn bạc một vụ làm ăn đi. Lệ Khuynh Thành mở cặp tài liệu trên tay mình ra, cười nói, Cửu Đồng Sự Trưởng nếu không có chuyện gì,
thì không ngại xem phần tài liệu này trước đã. Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện công sau. Ông thấy thế có được không? Cựu Giật Vân chỉ muốn vứt luôn đống tài liệu đó lên mặt Lệ Khuynh Thành ngay cho hả giận, nhưng tính tò mò của ông đã khiến ông trời xui đất khiến tiếp lấy sấp tài liệu trên tay nàng. Ông ta muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc là muốn giở trò gì đây. Mới đầu khuôn mặt ông vô cùng điềm tĩnh, nhưng rất nhanh đã như là uống nhầm thuốc vậy, mặt mày căng cứng đỏ ửng, hô hấp cũng không được thuận lợi như trước. Ông chỉ tay vào mặt Lệ Khuynh Thành nhưng lại bị một luồng khí chặn lại ở cổ họng, không thốt lên được lời nào. Chương 896, giọt máu đầu tiên. Chú hai, chú làm sao thế? Nước, mau lấy nước cho chú hai. Có người đem nước đến cho Cửu Giật Vân, sau khi uống liền mấy ngụm thì ngọn lửa giận dữ mới được nuốt trôi vào trong bụng cùng với nước. Lão nhị, là chuyện gì khiến cho chú phải tức giận đến thế? Cửu Giật Thanh tiếp lấy tập văn kiện đưa lên nhìn. Khi ông đọc xong hết rồi thì sắc mặt cũng sa sầm lại, nói, vô sỉ, đúng là vô sỉ quá thể. Sao, các người không đồng ý à? Lệ Khuynh Thành nhìn hai anh em của Cửu gia cười ha hả hỏi. Không bán, chết cũng không bán. Cửu Giật Thanh lớn tiếng thét, 1 tỷ nhân dân tệ mà đòi lấy đi tập đoàn đại địa à? Mày có biết tập đoàn đại địa có giá bao nhiêu trên thị trường không? Không biết thì đi mà thăm dò đi. Tôi biết, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Cho đến ngày hôm nay thì nó có giá là 25 tỷ 600 triệu nhân dân tệ. Mày biết mà mày còn dám mở miệng dùng 1 tỷ nhân dân tệ để mua lại đại địa à? Cút, cút khỏi đây ngay. Cửu Giật Vân phất tay nói. Lão Lý, tiễn khách. Đợi đã, sao không để tôi nói hết đã chứ? Lệ Khuynh Thành bước đến chỗ của Cửu Đình Đình vừa ngồi rồi ngồi luôn xuống, sau đó nhìn hết một lượt những người trong Cửu gia rồi nói, người trong Cửu gia các người chỉ có chút nhẫn nại như thế thôi sao? Nếu là như thế thì tôi ra giá 1 tỷ cũng là hơi cao thì phải. Là mày ức hiếp người quá đáng. Cửu Giật Thanh cười nhạt nói, không bảo người quảng mày ra bên ngoài đã là tốt lắm rồi, thế mà mày còn dám chỉ trích chúng tao không có tính nhẫn nại à? Tôi dám chắc rằng, nếu tôi đến đây một mình, thì các người chắc chắn đã quăng tôi ra ngoài từ lâu rồi. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói, làm gì còn việc gì mà các người không làm được chứ? Chỉ có điều là tôi dẫn theo một vệ sĩ đến đây, hơn nữa nhìn thực lực của anh ta cũng không tồi, nên các người mới không dám làm thế, cũng giống như Bách Giai Nhạc thôi. Chẳng lẽ các người muốn để cho nó cứ ngày một lụi bại, đến cuối cùng một đồng cũng không đáng, lại còn bị người ta kiện lên tận tòa ư? Không phải các người không muốn giải quyết vấn đề, mà là các người căn bản chẳng có khả năng giải quyết nó. Mày! Lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. Câu nói này nhằm đúng điểm yếu của Cửu gia. Nếu mà có cách giải quyết rồi thì làm gì có ai muốn con cái mình bị tát sưng húp mặt mày mà vẫn không có cách gì nói dừng lại đâu cơ chứ? Được rồi, tôi sẽ không nói đến chuyện Bách Giai Nhạc trước. Bây giờ tôi sẽ nói cho các người biết tôi vì sao lại lấy 1 tỷ ra để mua lại tập đoàn đại địa. Được, thế mày nói cho tao biết nguyên nhân gì để mày cho ra cái giá 1 tỷ để mua lại đại địa. Cửu Giật Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận đó là nguyên nhân gì thì đều là hoang đường hết sức. Đừng vội ra kết luận gì trước, cho dù có chột dạ thì cũng không cần phải thể hiện rõ như thế đâu. Lệ Khuynh Thành từ tốn nói. Nàng giờ đây giống như là một nhân viên bảo hiểm đang khuyên khách hàng của mình mua bảo hiểm vậy, vô cùng chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Chỉ có điều những lời nàng nói rất chi là khó nghe. Hiện giờ hạng mục Phượng Hoàng Thành bị buộc đứt đoạn giữa chừng, tất cả các ngân hàng đều không cho các người vay tiền nữa, kinh phí của các người nhất định là có vấn đề rồi phải không? Thế thì đã làm sao? Cửu Giật Vân khinh thường nói. 4 ngân hàng lớn không cho vay thì những ngân hàng tư nhân sẽ cho vay. Còn nếu ngân hàng tư nhân không cho vay thì quỹ tư nhân sẽ cho vay. Chỉ cần Cửu gia đồng ý đưa ra vật bảo đảm, chẳng lẽ lại sợ không gom góp ra được mấy tỷ ư? Xem ra ông rất tự tin thì phải. Lệ Khuynh Thành cười nói. Thứ nhất, ông có chắc chắn rằng Phượng Hoàng Thành sau đợt lừa gạt vay vốn còn có thể làm lại từ đầu không? Nếu để ông phải bỏ ra 3 đến 5 năm hoặc nhiều hơn nữa thì sao? Mày, với sự tham gia của mày, Cửu Giật Vân thở hổn hển nói. Tất nhiên là không phải rồi. Lệ Khuynh Thành chẳng có chút gì là tức giận trước sự khinh thị của đối phương. Chẳng lẽ đến giờ phút này mà các người vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Với những mối quan hệ của Cửu gia và việc kinh doanh ở Kính Hải thì sao chỉ một sự kiện Bách Giai Nhạc thôi mà cũng không làm ổn thỏa được? Vì sao mà giới truyền thông ở Đông Nam lại cứ cạn tàu giáo máng với các người? Lẽ nào các người không tìm hiểu xem nguyên nhân là vì đâu ư? Còn nữa,
Việc tái diễn thế chấp vay tiền không phải chỉ có một mình công ty Phượng Hoàng Thành làm vậy, thế vì sao mà chỉ có tập đoàn Đại Địa bị lôi ra, đánh đập? Các người không có lấy một chút nghi ngờ à? Hay là các người đã biết rõ chân tướng sự việc rồi nhưng lại không có dũng khí để đối mặt với nó? Là ai? Cửu Dật Vân nắm chặt tay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước người phụ nữ và cũng là con gái của ông. Ông là một người cha, vì vậy ông phải biểu hiện vẻ mạnh mẽ của mình ra. Ông nhất định không bị Lệ Khuynh Thành đánh cho gục ngã, nhất định là không. Tần Lạc có hai người bạn ở Dương Thành, một người họ Tôn, một người họ Hạ, chắc các người đều đã điều tra qua rồi phải không? Bọn họ dựa vào cái gì mà giúp đỡ các người? Đấy không phải là việc mà tôi cần phải biết. Lệ Khuynh Thành đắc ý cười nói. Có điều, khi Tôn Nhân Diệu gặp tôi thì cậu ta còn cung kính chào tôi là chị dâu đấy. Chị dâu, đúng là đề cao mình thái quá. Mày chẳng khác gì mẹ mày, cũng chỉ là cái mệnh làm người tình cho người khác mà thôi. Cửu Trọng Sương ngồi ở bên cạnh châm chọc nói. Sớm muộn rồi cũng bị người ta chơi chán rồi rũ bỏ. Lệ Khuynh Thành đưa mắt lên nhìn Cửu Trọng Sương, tủm tỉm cười nói, đúng là như thế. Tao chỉ là một tình nhân của anh ấy, một người vợ bé, có điều mày cũng đừng có xem thường một tình nhân, vợ bé như tao đây. Đợi đến khi Cửu gia bị lụi bại hẳn rồi, thì đó cũng là ngày tao bán mày sang Thái Lan làm đĩ đực đấy. Mày dám? Mày cho rằng tao nhìn giống một người không làm ra được những chuyện như thế ư? Lệ Khuynh Thành thấy vẻ mặt khó coi của Cửu Trọng Sương thì cũng chẳng còn nhã hứng nói chuyện với hắn nữa, liền nói tiếp câu chuyện ban nãy, hạng mục Phượng Hoàng Thành bị ngưng trệ, kinh phí của các người bị thiếu hụt, nếu Bách Gia Nhạc không xảy ra chuyện thì vẫn có thể rút chút tiền từ trong đó để xoay vòng, nhưng thật đáng tiếc, con đường đó đã bị chặn lại rồi. Mày cho rằng Cửu gia chỉ có chút khả năng thế thôi sao? Tất nhiên là không rồi, Lệ Khuynh Thành phất tay nói, tôi biết là các người còn có một công ty dầu khí. Nhưng trong một chốc một lát ông cần nhiều tiền như vậy, liệu các cổ đông khác có đồng ý không? Mà nếu bọn họ có đồng ý thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Cửu Dật Vân giật mình đánh thót, nói, mày nói thế là có ý gì? Chẳng có gì cả, chỉ là có mấy vị cổ đông đã bán cho chúng tôi số cổ phần trong công ty rồi, còn có mấy vị cũng không được hài lòng về nhân phẩm của các người cho lắm. Vì thế mà nếu các người có muốn rút tiền ra để xoay vòng thì tôi nghĩ chắc họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Lần này không chỉ có một mình Cửu Dật Vân kinh hãi mà đến cả Cửu Dật Thanh nghe xong tin này thì cũng im lặng không nói được lời nào. Ở Trung Quốc, những người như thế nào mới có thể tham gia và kinh doanh ngành dầu khí? Mỗi một người trong số đó đều có một lai lịch hơn người, mỗi một nhà đều có một bối cảnh khó mà lường được. Thế nhưng, người phụ nữ này lại có thể mua lại chỗ cổ phần mà hàng năm đều có một số lớn tiền hoa hồng nhất định trong tay họ, thì điều đó nói lên gì đây? Vì tính đặc thù riêng của lĩnh vực dầu khí, nên Cửu gia cũng không có cách nào nắm trong tay quá nhiều cổ phần. Mặc dù họ là nhà nắm tỷ lệ cổ phần cao nhất trong tất cả các cổ đông, nhưng vẫn không thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối để khống chế mọi thứ. Nếu những cổ đông khác phản đối thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ý định rút tiền trong công ty để cứu tập đoàn Đại Địa. Bọn họ đã bị người ta diệt tận gốc trong im lặng. Mày cho rằng mày nói những điều này thì tao sẽ tin mày ư? Cửu Dật Vân cười khẩy nói. Sao ông không thử xem thế nào? Lệ Khuynh Thành tràn đầy tự tin nói. Tất nhiên là tao sẽ thử. Cái này không cần mày phải dạy. Có điều, thử cũng phải trả giá của nó. Lệ Khuynh Thành vòng tay ôm trước ngực, nhìn Cửu Dật Vân nói, đợi đến khi những tin xấu về tập đoàn Đại Địa bị tung ra, khi giá cổ phiếu của nó chẳng khác gì một đống giấy bỏ đi thì 1 tỷ nhân dân tệ tôi cũng không bỏ ra nữa đâu. E rằng phải làm cho mày phải thất vọng rồi. Cửu Dật Vân kiên quyết nói. Nói xong, Lệ Khuynh Thành đứng thẳng người dậy. Con ngốc này, con tức giận gì với con đàn bà như thế chứ? Nó có thân phận thế nào còn con có thân phận thế nào? Con cứ học hành cho tốt, tốt nghiệp xong rồi đi làm, sau đó tìm và gả cho một công tử nhà giàu. Đến lúc đó, nó làm gì cũng phải nhìn sắc mặt con. Con muốn dẫm đạp nó thế nào thì dẫm đạp, phải dẫm chết cái con tiện nhân đó mới được. Đình đình ngoan của mẹ, đừng giận nữa con. Con cứ thế này thì mẹ yên tâm làm sao được. Mẹ Cửu Đình Đình không ngừng khuyên giải con mình, nhưng Cửu Đình Đình thì vẫn nằm yên bất động ở đó như một người thực vật vậy. Hai mắt mở to tròn trừng lên, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Mẹ, con muốn giết chết nó. Cửu Đình Đình cuối cùng cũng thốt lên lời, âm thanh xa xôi yếu ớt. Con gái ngốc của mẹ, đừng nói những lời như thế. Bác cả và chú hai sẽ đối phó với nó không đắc ý được mấy ngày nữa đâu. Không.
Con muốn đích thân giết chết nó. Cửu Đình Đình nói. Nhưng giết người là phạm pháp đó con. Mẹ không muốn con phải đi ngồi tù đâu, nếu như thế thì cả đời này của con coi như hủy hết rồi còn gì. Cửu Đình Đình hiển nhiên là không nghe vào câu nào nữa, cô ta cứ chân trần như thế mà nhảy chồm xuống đất, đứng ở ban công nhìn ra ngoài. Đình Đình, con nhìn gì thế? Mau vào đây đi, sàn nhà lạnh, đừng đứng đó mà cảm lạnh đấy. Mẹ Cửu Đình Đình đi đến kéo con gái mình vào trong nhà. Cửu Đình Đình không động đậy, nói, con chỉ muốn đứng nhìn thôi. Khi Lệ Khuynh Thành và Giê-xu bước ra ngoài thì hai mắt Cửu Đình Đình bỗng sáng lên, cô ta ôm luôn một chậu hoa ở gần đó nhằm thẳng vào đầu của Lệ Khuynh Thành mà ném. Giê-xu liền lúc đó ngẩng đầu lên như thể biết trước được sự việc sẽ diễn ra. Khẩu súng lục xuất hiện trong tay anh ta nhanh như một tia chớp, sau đó anh ta liền giơ thẳng súng bắn vào không trung. Bùm! Viên đạn bắn vỡ nát chậu hoa, đồng thời cũng bắn xuyên qua bàn tay còn chưa kịp thu về của cô ta. Á! Đình Đình trúng đạn rồi, Đình Đình trúng đạn rồi. Từ trên ban công, mẹ của Đình Đình gào thét không dứt. Cảnh này ở trong mắt Lệ Khuynh Thành giống như một bản nhạc hoàng hôn mỹ miều vậy. Nhìn thấy máu rồi phải không? Lệ Khuynh Thành chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà đi thẳng ra cổng. Máu này nhất định là ngọt lắm đây. Chương 897, giãy giụa chờ chết. Trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, một đám đàn ông đang ngồi ở trong đó, người thì hút xì gà. Người thì uống rượu tây, mọi người đang ngồi bàn tán chuyện trò vui vẻ. Quần áo trên người bọn họ đều không tầm thường chút nào, cử chỉ phong thái đúng mực, lời ăn tiếng nói thì khiêm nhường nhưng từ trong người bọn họ lại toát ra một vẻ kiêu căng tự hào. Bọn họ đều nằm trong tầng lớp tinh anh của cái xã hội này, quần áo trên người họ đều thuộc vào hàng xa xỉ, mỗi ngày họ thu về có khi đến cả đống vàng, bọn họ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng rộng lớn. Chỉ cần tùy tiện nói ra một câu thôi cũng có thể được đưa lên trang đầu của tạp chí tài chính rồi, chỉ cần dậm dậm chân thôi cũng đủ để khiến cho một lĩnh vực kinh tế phải kinh động. Hôm nay lão Cửu tìm chúng ta đến đây để làm gì thế? Ai mà biết được, chưa biết chừng lại có việc tốt muốn chăm sóc chúng ta cũng nên. Ha ha, cuộc sống gần đây của lão Cửu không được tốt cho lắm thì phải. Nghe nói ông ấy đã đắc tội với một số người. Đám người đang nói dở thì chiếc cánh cửa phòng được mở ra. Cửu Giật Vân dẫn theo một cô trợ lý tiến vào, ông ôm quyền nhìn từng người ngồi ở đây, tỏ ra có lỗi nói, xin lỗi các vị, để các vị phải chờ lâu rồi lát nữa nhất định phải uống vài chén đền tội với mọi người. Lão Cửu, mọi người đều là bạn của nhau cả, anh không cần phải khách khí như thế đâu. Một người đàn ông chạc hơn 30 tuổi đeo một cặp kính gọng đen lên tiếng nói. Được, Tạ huynh đệ đã nói vậy rồi thì tôi cũng không khách khí với mọi người nữa. Cửu Giật Vân cười hề hề bước về phía trước. Ông móc ra một điếu thuốc từ trong túi và đốt lên, sau khi hút xong một hơi mới quay ra nhìn một lượt mọi người rồi nói, hôm nay tôi tìm mấy vị huynh đệ đến đây, kỳ thực là có chút chuyện muốn phiền mọi người giúp đỡ. Cửu Giật Vân cố tình dừng lại trong giây lát, nhưng khi thấy những người ngồi ở đây chẳng ai có ý định tiếp lời ông, thì không khỏi chửi thầm trong bụng, cái lũ khốn cứng đầu cứng cổ này, ngày trước tao chăm lo cho chúng mày không ít đâu. Chẳng ai nói gì nên Cửu Giật Vân đành phải nói tiếp, mọi người cũng biết rồi đấy. Bách Gia Nhạc gần đây làm ăn không được tốt, bị một con chó điên cắn cho một nhát cho đến giờ vẫn không thoát ra nổi. Đại địa cũng có một số vấn đề, vì vậy mà phải cần đến một số tiền để xoay vòng. Ý của tôi đó là muốn rút một khoản tiền trong công ty Khang Đức ra để cứu tế một chút. Ha ha, các vị ngồi ở đây đều là cổ đông của Khang Đức, chúng ta cùng khó khăn hoạn nạn mà có được ngày hôm nay, trải qua không ít phong ba bão táp, lão Cửu tôi là người như thế nào thì mọi người chắc cũng đã biết. Lần này Cửu gia gặp nạn, tôi xin được khẩn cầu các vị huynh đệ ngồi đây có thể giúp tôi lần này. Im lặng một cách chết chóc. Người thì hút thuốc, người thì nhâm nhi ly rượu trên tay, chẳng có ai tiếp lời cho Cửu Giật Vân cả. Cửu Giật Vân nhẫn nại đợi một hồi, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ hồi âm nào, thì không khỏi phải điểm danh trực tiếp. Ông nhìn vào người đàn ông đeo kính ban nãy, nói, Tạ huynh đệ, cậu là một cổ đông lớn trong Khang Đức. Cậu nói câu gì đần này Cửu gia phải cần tới sự giúp đỡ của mấy vị huynh đệ rồi. Người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng trà sát chiếc ly thủy tinh trong tay mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Cửu Giật Vân nói, Cửu lão đại, chúng ta cũng là bạn lâu năm đồng thời cũng là bạn làm ăn cả mười mấy năm rồi, Cửu gia có chuyện thì chúng tôi nhất định sẽ đứng ra giúp đỡ anh nói đi, là 300 triệu nhân dân tệ hay là 500 triệu. Chúng tôi mỗi người góp một chút thì số tiền đó sẽ có ngay thôi. Đúng đấy. Một người đàn ông trung niên râu tóc xồm xoàm cười hề hề nói, bản thân tôi hỗ trợ 100 triệu nhân dân tệ.
tôi cũng hỗ trợ 100 triệu. Một người đàn ông đầu hói cả bốn phía, trên đỉnh chỉ còn vài sợi lơ thơ, có biệt danh là Địa Trung Hải, lên tiếng nói. Cửu Giật Thanh thầm cảm thấy tức tối, ông biết những người này đang giở trò với mình. Cho dù những người ngồi đây mỗi người cho mình mượn 100 triệu nhân dân tệ thì được bao nhiêu tiền chứ? Cứu vãn Bách Gia Nhạc và khởi động hạng mục Phượng Hoàng Thành đều cần đến một số tiền vô cùng lớn. Cửu Giật Vân đứng dậy cúi người cảm kích nói, có gặp hoạn nạn mới thấy được chân tình. Cảm tạ các vị huynh đệ đã nghĩa khí ra tay trợ giúp, không phải huynh đệ tôi đây tham lam, mà là hiện giờ Cửu gia cần đến một khoản tiền không nhỏ chút nào. Nói thực với các vị huynh đệ là, tôi muốn điều động 10 tỷ nhân dân tệ ở tập đoàn Khang Đức Ray, tất nhiên là sẽ có thế chấp cho việc lấy đi khoản tiền này. Tôi sẽ dùng hạng mục Phượng Hoàng Thành hoặc số cổ phần là 28% trong Khang Đức của tôi để thế chấp, không biết ý của các vị huynh đệ thế nào. Căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng rót rượu cho khách của cô trợ lý của Cửu Giật Vân. Cửu Giật Vân bắt đầu thấy lo lắng trong lòng, lẽ nào con đàn bà đó đúng là không nói dối. Bọn chúng quả đã mua lại số cổ phần từ tay những người ngồi đây rồi sao? Nhưng nếu làm thế thì phải cần đến bao nhiêu tiền chứ? Chỉ dựa vào Quốc tế Khuynh Thành trong tay nó thì làm sao mà gom góp được cả đống tiền như thế? Văn nhân Mục Nguyệt. Tự dưng trong đầu Cửu Giật Vân hiện lên cái tên này. Nếu là cô ta ra tay thì còn có việc gì là không thể đây? Nghĩ tới khả năng này thì Cửu Giật Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng nguội lạnh chán chường hẳn đi. Trận chiến này phải đánh thế nào đây? Phải đánh thế nào đây? Lão ca, em cũng đang có việc này muốn bàn bạc với anh. Địa Trung Hải nhìn Cửu Giật Vân cười ha ha nói, anh cũng biết đấy, ông già nhà em nói rằng ngành dầu khí có phần mẫn cảm, nên ông ấy đã bảo em bán hết chỗ cổ phiếu trong tay đi. Ông già nói vậy thì em làm sao không dám nghe theo được. Nên em đã bán hết chỗ cổ phiếu của em đi rồi, bây giờ em có muốn giúp anh cũng không có cái khả năng đó. Tôi cũng vậy, huynh đệ tôi gần đây đang mở một khu phong cảnh, kinh phí có phần chật hẹp nên cũng đã bán luôn số cổ phần trong Khang Đức đi rồi. Tôi thì chưa bán, nhưng Khang Đức hiện giờ đang trong giai đoạn phát triển, nếu trong lúc này mà rút một số tiền lớn như thế thì mục tiêu khuếch trương năm nay của chúng ta sẽ gặp phải trở ngại, lợi nhuận cũng theo đó mà giảm đi đáng kể, thế thì phải biết ăn nói với những người khác ra sao đây. Cửu Giật Vân cố gắng giữ bình tĩnh, nói, chỉ cần Cửu gia vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì chúng tôi nhất định sẽ báo đáp một cách hậu hĩnh. Tôi có thể nói trước ở đây rằng, trong vòng 2 năm tiếp theo, Cửu gia sẽ từ bỏ hết tất cả hoa hồng của tập đoàn Khang Đức. Cửu gia từ bỏ 2 năm tới hoa hồng cũng phải tương đương với 1 tỷ nhân dân tệ, toàn bộ khoản tiền này sẽ được giao cho những cổ đông khác xử lý. Cái giá phải trả này không thể nói là không lớn, cái lợi nhuận như thế này không thể nói là không cao. Nhưng chờ đợi ông vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Các vị huynh đệ đúng là không muốn giúp đỡ sao? Cửu Giật Vân trầm giọng hỏi. Lão ca, không phải chúng em không chịu giúp. Người đàn ông đeo kính đặt chiếc ly thủy tinh trong tay mình xuống. Hất hất gọng kính nói, mà là anh không nên dây vào người mà chúng em đều không dám dây vào. Câu lạc bộ Đông Nam. Đây là câu lạc bộ tư nhân dành cho giới thương nhân của Đông Nam được đặt ở Yến Kinh, là một sân chơi tập trung đông đảo giới thương nhân của Đông Nam, dùng để cho bọn họ giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ cùng có lợi với nhau. Bất luận là việc làm ăn của bạn gặp sự cố, hay vấn đề tài chính xuất hiện lỗ hổng, thì đều có thể đến đây để tìm kiếm giúp đỡ và hợp tác. Cửu Giật Vân đứng ở trên bục trần thuật sự tình, còn những người ngồi bên dưới thì toàn là tinh anh trong giới thương gia đến từ Đông Nam. Đợi cho Cửu Giật Vân giảng giải một hồi xong xuôi đâu đó, thì hội trưởng thương hội Đông Nam Mã Bảo Bảo đứng dậy nhìn mọi người một lượt, cười nói, Cửu Giật Vân đồng sự trưởng trước giờ vẫn là con dê dẫn đầu đàn của giới thương gia Đông Nam chúng ta, tập đoàn Bách Gia Nhạc và tập đoàn Đại Địa dưới sự chăm sóc của ông thì đã có biểu hiện rất tốt, chỉ là gần đây xảy ra một số chuyện. Nên mới cần tới một khoản tiền dùng để quay vòng, vừa rồi Cửu đồng sự trưởng đã nói rất rõ, ông ấy sẽ dùng Bách Gia Nhạc và tập đoàn Đại Địa để thế chấp. Lợi tức ông đưa ra cũng khá cao, các vị có hứng thú tiếp nhận vụ làm ăn này không? Chúng tôi đúng là có hứng thú với việc này, nhưng muốn đồng thời vực dậy 2 công ty này thì khoản tiền cần thiết không hề nhỏ chút nào đâu. Đúng vậy, ít nhất cũng phải 3 đến 5 nhà cùng hợp tác lại mới được. Nhân phẩm của Cửu đồng thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng. Bách Gia Nhạc và Đại Địa cũng đều nằm ở Đông Nam, chạy cũng chẳng chạy nổi lão Lý, hay là chúng ta hợp tác lại tiếp nhận vụ làm ăn này đi. Cảm ơn các vị huynh đệ ra tay cứu giúp, Cửu Giật Vân chắp tay cười nói. Bất luận là một nhà hay mấy nhà hợp tác thì chúng ta đều phải ký kết hợp đồng giấy trắng mực đen hẳn hoi yếu, đến lúc đó chúng tôi đúng là không trả được tiền,
thì các vị hoàn toàn có thể lấy đi vật thế chấp của tôi mà. Nói chung là sẽ không để cho các vị phải chịu thiệt đâu. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào cãi vã. Tiên sinh, anh không thể vào trong được, anh không thể vào trong tiên sinh. Cạch, cánh cửa của căn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, cô thư ký xinh đẹp của Mã Bảo Bảo quần áo xộc xệch đứng chặn lại trước một đám người. Mặc dù cô ta đã trợn tròn hết cả mắt lên, nhưng đám người trước mặt này chẳng có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Tôi cũng là thương nhân của Đông Nam, vậy sao tôi lại không được vào đây? Một người đàn ông có tướng mạo thanh tú như con gái óng ẹo nói. Mã hội trưởng đá đít tôi ra khỏi thương hội Đông Nam từ bao giờ thế? Mã Bảo Bảo vừa nhìn thấy người đàn ông bước vào này thì người dùng hết cả mình, chạy nhanh ra đến nghênh đón, cười nói, đại thiếu gia, cậu đến Yến Kinh khi nào vậy? Sao không bảo người nói trước một tiếng để chúng tôi còn mời đại thiếu gia bữa cơm? Tôi đến đây để xem kịch, Tôn Nhân Diệu cười hề hề nói. Nghe nói người anh em của tôi ở Yến Kinh bị người ta ăn hiếp, nên tôi đến đây xem rốt cuộc là ai đang ăn hiếp cậu ấy. Cái này Mã Bảo Bảo toát mồ hôi hột nói, làm sao có chuyện có người ăn hiếp bạn của đại thiếu gia chứ? Tôi cũng đang thấy kỳ lạ đây, Tôn Nhân Diệu gật đầu nói. Có điều Yến Kinh là địa bàn của người khác, mấy người quê mùa như chúng tôi cũng không dám nói gì, nhiều người ta chửi thì chúng tôi nghe, người ta đánh thì chúng tôi cũng phải chịu. Nụ cười trên miệng Tôn Nhân Diệu ngày càng tươi tắn hơn nói, có điều là, nếu đến vùng Đông Nam thì xem tôi sẽ chơi cho nó biết chết từ từ như thế nào. Những người ngồi đây đều là những thương nhân tinh danh láo cá, nếu đến tận giờ mà bọn họ vẫn không hiểu được Tôn Nhân Diệu nói thế là có ý gì thì coi như những năm tháng mà họ lăn lộn trên thương trường là lãng phí rồi. Người anh em của Tôn Nhân Diệu là ai? Là Tần Lạc chứ ai nữa? Đối thủ, ăn hiếp, Tần Lạc là ai? Chính là Cửu Gia. Tôn Nhân Diệu đã đích thân ra mặt chèo trống, thì những người này làm sao dám đắc tội với công tử số một của cái đất Đông Nam này chứ? Những thương nhân vốn dĩ định tiếp nhận vụ làm ăn này, giờ đều lần lượt từ bỏ, sau đó thì dùng ánh mắt đồng cảm, thương hại hướng về phía Cửu Giật Vân. E rằng Cửu Gia thật sự là sắp toi đời rồi. Chương 898, vẫn còn đấy chứ? Tần Lạc đứng ở cổng viện điều dưỡng nhẫn nại chờ đợi, một đám vệ sĩ đứng nghiêm nghị ở bên cạnh hắn. Từ khi Tần Lạc, Đại Đầu và những người khác nằm ở trong cái viện điều dưỡng này, thì văn nhân Mục Nguyệt đã gia tăng độ bảo vệ đối với nơi này. Những vệ sĩ này đều nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, bất kể bằng mọi giá đều phải bảo vệ an toàn cho những nhân vật quan trọng ở trong đây. Những vệ sĩ này còn biết rằng, tên mặc áo trường bào này chính là nhân vật quan trọng trong những nhân vật quan trọng. Mấy ngày mà Tần Lạc ở đây thì hắn không hề bước ra khỏi cánh cổng viện điều dưỡng lấy nửa bước. Cho dù là ông của văn nhân Mục Nguyệt đến thăm thì hắn cũng chỉ nằm trên giường bệnh mà chờ đợi. Những vệ sĩ này đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc phải là một nhân vật như thế nào tới thì mới khiến cho hắn đích thân đứng ở cổng nghênh tiếp. Lẽ nào nói đó là một vị thủ trưởng nào đó? Tít! Một chiếc xe Audi màu đen từ từ dừng lại ở cổng, Tần Lạc nhanh chóng bước tới mở cửa sau ra. Tần Lạc vừa động đậy một cái thì những vệ sĩ đứng xung quanh cũng động đậy theo. Đám vệ sĩ xông tới rồi chia thành tứ phía, lấy Tần Lạc làm vị trí trung tâm, bọn họ vây kín lấy chiếc xe Audi lại tất cả các góc độ có thể bị những tay súng bắn tỉa nhắm tới thì đều bị họ dùng thân thể của mình để che kín hết. Người ngồi trong xe sau khi trông thấy Tần Lạc đích thân đến để mở cửa xe cho mình thì trong lòng hốt hoảng, lo lắng hết sức, vừa nhấc chân lên định bước xuống nhưng không ngờ lại đụng phải một đại trận như thế thì sợ quá lại ngồi phịch xuống ghế. Chú không sao chứ? Tần Lạc tiến về phía trước đỡ lấy tay của ông nói. Ân nhờ tôi thế này, thế này là làm gì thế? Ông lão nói với ánh mắt sợ sệt, ông còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói nữa. Không sao đâu chú, bọn họ đều là vệ sĩ của cháu. Chỉ là sợ có người muốn hãm hại cháu nên mới đột nhiên chạy đến đây thôi, bọn họ không có ác ý gì với chú đâu. Tần Lạc mỉm cười giải thích. Ồ thì ra là vệ sĩ à? Ông lão nhìn vào mắt Tần Lạc, cung kính nói. Ân nhân bảo người đón tôi đến đây là để làm gì thế? Đại Đầu nhớ chú nên muốn gặp chú. Tần Lạc cười nói. Ông lão vừa nghe xong thì vội vàng nói, Đại Đầu ư? Nó không phải là đang lái xe cho ông chủ hay sao? Sao lại chạy đến đây để trốn việc à? Thế này thì không được rồi, Đại Đầu được ân nhân giới thiệu cho một ông chủ lớn. Nó mà không làm cho tốt thì có phải đã làm mất mặt của ân nhân rồi không? Tôi phải nói cho nó một trận mới được. Tần Lạc nghe xong mà chẳng biết phải nói làm sao, trong lòng hắn rối như tơ vò. Ngày đó mình cũng chỉ là tiện tay thì giúp cha con ông lão này thôi,
những việc đó đối với mình thì chẳng có gì là quan trọng cả. Nhưng bọn họ lại ghi tạc trong lòng, bọn họ cố gắng hết sức mình, thậm chí là không tiếc gì sinh mạng để báo đáp lại cho mình. Tần Lạc thấy mình không xứng đáng để được những con người lương thiện, chất phác đối xử tốt với mình đến mức thế. Tần Lạc đỡ lấy cánh tay ông lão, động lòng nói, chú đừng khách khí với cháu quá như thế, chúng đừng cứ gọi mãi cháu là ân nhân như thế, cháu nghe không quen đâu. Thế không được, ông lão vội vàng cắt ngang lời Tần Lạc, mặt đỏ tía tai nói, tôi chỉ là một người gần đất xa trời, ai nhìn cũng ghét, đến con cháu cũng không muốn nhìn tôi thêm một cái, đi bệnh viện thì vì không có tiền nên đã bị đuổi đi, họ bảo tôi là về nhà ăn uống cho tốt vào rồi mà đợi chết, tôi mà được ăn uống tốt thì đã chẳng phải đến bệnh viện mà làm gì. Không sợ ân nhân cười chê chứ, thực ra là chúng tôi cũng đã đến cổng trường để tìm thầy giáo rồi đấy. Nhưng những thầy giáo đó nói rằng họ chỉ biết dạy học chứ không biết khám bệnh, hôm đó đại đầu cứ một mực đòi tôi đến chỗ ân nhân, ban đầu tôi còn không đồng ý cơ, tôi cho rằng ân nhân cũng chỉ biết dạy học chứ không biết khám bệnh như những thầy giáo khác. Thằng đại đầu nhà tôi cũng cứng đầu lắm, nó mà đã muốn làm cái gì rồi thì chẳng ai có thể ngăn nổi. Thấy nó cứ đứng đó đòi tôi phải đi bằng được, nên tôi mới đồng ý đó, thế rồi ân nhân đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Không có bệnh thì nhẹ cả người. Nhưng có bệnh vào thì mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ có được một ngày nào sống thanh thản cả, không phải chỗ này đau thì sẽ là chỗ kia đau đấy, còn chưa là gì đâu. Ân nhân còn tìm cả công việc lái xe cho một người còn chưa tốt nghiệp tiểu học như đại đầu nhà tôi nữa, thằng nhỏ này rốt lắm, chẳng biết ăn nói gì cả, nếu không phải là ân nhân giúp đỡ thì làm gì có ông chủ nào chịu nhận nó chứ. Ông lão càng nói càng xúc động, nói rồi, mắt ông đỏ lựng lên, ông liền vội dùng ống tay áo mình lên quệt dòng nước mắt đang trực trào ra kia. Ông chỉ vào quần áo trên người mình, nói, ân nhân xem, quần áo này đều là do đại đầu gửi tiền về cho tôi mua đấy, cũng phải mấy chục nhân dân tệ chứ có ít ỏi gì đâu. Căn nhà tôi đang ở bây giờ cũng là ông chủ của đại đầu thuê cho đấy, cả ngày chẳng phải lo ăn chẳng phải lo mặc, trong tay còn có không ít tiền tiêu, ân nhân đã cứu cả nhà chúng tôi đấy. Triệu quốc phú tôi đây nếu mà vong nhân bội nghĩa thì sẽ bị trời tru đất diệt, không được chết tử tế. Tần Lạc vội kéo ông lão cũng cứng đầu không kém, nói, chú à, đâu có ai nói chú là người vong ân bội nghĩa đâu, mà chú với đại đầu cũng không phải là người vong ân bội nghĩa, những việc cháu làm chỉ là nằm trong khả năng của cháu, còn hai người làm cho cháu thì quả là quá nhiều rồi. Tôi không hiểu cái gì nằm trong khả năng hay thế nào, bao nhiêu người có khả năng đấy, sao chỉ có một mình ân nhân cứu chữa cho tôi chứ? Tần Lạc thấy mình đã không thể thuyết phục được ông lão này, lại còn bị ông làm cho không nói được lời nào nữa, đành phải nói. Ngày sau chú đừng nói những lời khách khí thế này nữa, chúng ta đều là người một nhà, cháu hơn đại đầu vài tuổi thôi thì để cậu ấy làm em trai cháu. Thế không được đâu, Triệu Quốc Phú cuống quýt khoát tay nói, đại đầu làm sao có thể là em của ân nhân được chứ? Nó không có cái phước đó. Cháu muốn thế là được rồi, thôi cứ như thế đi, Tần Lạc ương ngạnh nói. Tần Lạc vừa cứng đầu lên một cái thì Triệu Quốc Phú đã mềm hết cả người ra rồi. Liền gật đầu cúi người nói, được. Nếu ân nhân đã nói vậy rồi thì cứ làm thế đi, có việc gì cần đến đại đầu làm thì ân nhân cứ nói một tiếng là được. Tần Lạc lại một lần nữa thở dài thành tiếng. Cho dù cha của đại đầu giờ đây đã có một cuộc sống cơm no áo ấm, nhưng vẻ tự ti của ông thì khó mà thay đổi được. Việc này không thể áp chế được, mà chỉ có thể từ từ mà thay đổi dần thôi. Chú này, cháu có việc muốn nói cho chú biết, chú không được kích động đâu đấy. Có chuyện gì thế? Triệu Quốc Phú hỏi. Đại đầu bị thương rồi nhưng đã không còn đáng ngại nữa, hiện giờ đang nằm trong này để điều dưỡng. Bị thương? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? Triệu Quốc Phú vừa nghe tin con trai mình bị thương thì run hết cả chân tay, suýt chút nữa thì té ngã. Tần Lạc vội đỡ lấy ông, an ủi nói, chú không nên lo lắng quá. Cháu đã nói rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, đại đầu bị thương là vì cháu. Cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu ấy. Vì ân nhân mà bị thương ư? Nghe Tần Lạc nói vậy thì Triệu Quốc Phúc thở phào lên một tiếng, nói, thế thì tốt. Thằng danh này vẫn còn có lương tơ mề hề, đại đầu nhà tôi tính tình thật thà chất phác, tuyệt đối không thể làm một chuyện vong ân bội nghĩa được. Tôi cũng thường xuyên bảo nó là nếu có thời gian thì phải thường xuyên đến nhà của ân nhân xem có việc gì, như bổ củi, rửa bát hay lau nhà thì tranh lấy mà làm. Tần Lạc chỉ biết cười, thầm nghĩ. Để một thành viên trong Long Tức làm vệ sĩ cho mình đã thiệt thòi cho người ta lắm rồi, nếu còn bảo người ta đến nhà mình để bổ củi, rửa bát hay lau nhà nữa thì có lẽ Long Vương sẽ nhảy dựng lên mà chửi cha chửi mẹ mình lên mất.
Tần Lạc không nói cho Triệu Quốc Phúc biết con trai ông là một quân nhân tinh anh của nước Trung Quốc, hắn hy vọng là đại đầu sẽ tự mình nói cho cha mình niềm đáng tự hào này. Khi Triệu Quốc Phúc nhìn thấy con trai mình bị bao bọc như một cái xác ướp thì nước mắt ứa ra tràn hết cả khuôn mặt, ông chạy ngay đến nắm lấy tay đại đầu, quẹt hàng nước mắt đi nói, đại đầu có đau không con? Không ạ, đại đầu trông thấy cha mình đến rồi thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm cúng hơn rất nhiều. Không đau thì tốt rồi, bây giờ không sao rồi chứ? Sao lại bị thương nặng như vậy? Đều trách cháu chú ạ, là do cháu đã hại đại đầu. Tần Lạc không thể không xin lỗi một lần nữa. Mặc dù vừa rồi trên đường đến đây hắn đã nói mấy lần rồi nhưng xem ra ông lão này đã quên bén mất. Không sao đâu, đại đầu nói, vừa nói cậu ta vừa đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái, như thể là nói để cho Tần Lạc nghe vậy. Tần Lạc cười nói, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi đi xử lý một số việc cái đã. Đợi cho Tần Lạc rời đi rồi thì Triệu Quốc Phúc thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh đại đầu, nói, đại đầu, thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Không phải con lái xe cho ông chủ lớn cơ mà, sao lại bị thương ra nông nỗi này? Có phải đã xảy ra tai nạn rồi không? Ân nhân có nguy hiểm nên con đi cứu anh ấy. Đại đầu đáp lại gọn lỏn, cậu ta cũng không muốn nói cho cha mình biết những việc phức tạp kia làm gì. Cứu ân nhân là việc nên làm, Triệu Quốc Phú nói, Triệu gia nhà chúng ta nợ ân nhân nhiều quá rồi, người ta chẳng phải lo ăn lo mặc gì, nên chúng ta có muốn báo đáp cũng khó, chúng ta cũng chỉ có sức lực và hai cái mạng sống này, nếu ân nhân không chê thì chúng ta cũng đưa luôn cho ân nhân là được rồi. Có điều là lần sau con phải chú ý một chút đó, đừng để xảy ra chuyện nữa, nhà chúng ta chỉ có mỗi một mình con, ta còn trông chờ vào con hương khói cho nhà chúng ta nữa đấy. Không vui à? Ta biết là tính khí con ương ngạnh, chỉ cần nói gì con không thích là con sẽ không nói tiếp nữa. Con sinh năm rắn, hơn 20 tuổi đầu rồi, nếu mà ở thôn mình bây giờ thì người ta đã sớm có vợ từ lâu rồi, ngày thường con gửi tiền về cho ta tiêu, ta đều cất giữ cho con, đợi vài năm nữa chúng ta có thể đón một cô con dâu về rồi, cần gái thành phố chúng ta không với tới đâu con nhé, nghe nói một người phải mất đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ ấy. Đột nhiên như vừa nhớ ra điều gì, Triệu Quốc Phú nhìn chằm chằm vào mặt đại đầu. Thấp giọng hỏi, đại đầu, con nói thật cho cha biết đi, cái đó của cân vẫn còn đấy chứ? Con mau trả lời đi, con muốn cha lo chết rồi mới thôi à? Triệu Quốc Phú sốt ruột đứng ngồi không yên hỏi. Vẫn còn, đại đầu đáp. May mà trên mặt của đại đầu đều được bao một lớp băng gạc dày cộp, nên Triệu Quốc Phú mới không nhìn ra được vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu ta. Chương 899, sinh tử tồn vong. Cũng không thể trách lão Triệu lại có một ý nghĩ tục tằn như vậy. Chủ yếu là do vết thương của đại đầu quả là rất nghiêm trọng, toàn thân được bọc một lớp băng gạc dày cộp, như thể đã bị đốt cháy bỏng hết người vậy. Vì thế mà ông hỏi vậy tất nhiên cũng chẳng có gì là sai. Trong tội bất hiếu thì vô hậu là tội lớn nhất, nếu muốn có hậu thì phải làm thế nào, thì phải giữ cho tốt cái của quý chứ làm sao nữa. Cái đó mà bị cháy hỏng rồi thì làm sao có con cháu đầy nhà được. Suy nghĩ của lão Triệu tương đối truyền thống, bảo thủ. Tất yếu là không hy vọng có chuyện như vậy xảy ra trên người nhà mình rồi. Vì vậy mà ông không thể không quan tâm thái quá đến vấn đề này. Nghe đại đầu đáp lời xong thì lão Triệu mới nhẹ hết cả cõi lòng, ông cười hì hì nói, vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi, vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi. Con cứ lái xe cho lãnh đạo cho đường hoàng, gom góp tiền thêm khoảng 2 năm nữa là đủ tiền cho con lấy vợ đấy. Cha thấy tiểu Thúy ở thôn sau khá tốt, cũng không biết là đã gả cho ai chưa. Nếu mà vẫn còn chưa có mối nào thì lần này quay về cha sẽ bảo bà mối đi nói giúp cho. Không cần đâu ạ, đại đầu nghiến răng nói. Cái gì mà lại không cần? Sao lại không cần? Mày về thôn mà xem, có ai bằng tuổi mày mà giờ này vẫn chưa lấy vợ chưa? Mày xem ân nhân kia kìa, ân nhân lớn hơn mày có vài tuổi, vậy mà người ta cũng có vợ rồi đấy. Việc này không thể nghe theo mày được. Triệu Quốc Phú ở trước mặt đại đầu rất có phong thái gia trưởng. Nói năng đều có phần độc quyền quyết đoán. Con không thích tiểu Thúy. Không thích tiểu Thúy, thế mày thích ai? Triệu Quốc Phú đột nhiên trợn tròn mắt hỏi, có phải mày đã có đối tượng rồi không? Con chưa có ai cả. Đại đầu buồn bực nói, cậu ta thấy hôm nay cha mình thật đáng ghét, sao cứ nói những thứ mà trước giờ chưa nói làm gì chứ? Không có thì tốt, đừng có tìm người thành phố đấy, điều kiện gia đình mình thì con cũng biết rồi đấy. Mở miệng ra là đòi xính lễ cả trăm nghìn nhân dân tệ rồi, đã thế còn đòi nhà, đòi xe ai mà chịu nổi. Hơn nữa con gái thành thị được nuông chiều quen rồi, chẳng biết làm lụng gì,
con gái nông thôn nhanh nhảu, tháo vát hơn nhiều. Đại đầu bây giờ chỉ muốn Tần Lạc vào mà đưa cha mình về nhà ngay lập tức thôi, ông lão hôm nay bị kích động gì thế không biết. Thấy ánh mắt không vui của đại đầu, lão Triệu đành kết thúc chủ đề này, nói, con cứu ân nhân mà bị thương, thế thì ai lái xe cho ông chủ của con? Liệu người ta có nhân cơ hội này mà đổi một tài xế khác không? Đại đầu trầm ngâm một lúc rồi nói, thực ra thì, con không phải là tài xế lái xe đâu. Không phải là tài xế. Triệu Quốc Phú bị cái tin này làm cho điếng người. Sao lại không phải là tài xế? Không phải là tài xế thì là cái gì? Số tiền mà con gửi về cho ta là từ đâu mà có? Căn nhà hiện giờ là ai thuê thế? Con là quân nhân, đại đầu đáp lại một tràng câu hỏi của cha mình chỉ với một câu trả lời. Quân nhân, Triệu Quốc Phú trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại thành quân nhân được? Ân nhân giới thiệu cho, đại đầu nói. Ân nhân đâu rồi? Cha phải dập đầu với ân nhân một cái mới được. Hốc mắt Triệu Quốc Phú phút chốc trở nên đỏ ngầu. Sao ân nhân lại đối xử tốt với nhà chúng ta như thế chứ? Cha lại cứ tưởng ân nhân tìm giúp con công việc tài xế, không ngờ còn đưa con đi làm quân nhân nữa, quân nhân tốt. Quân nhân tốt lắm, Triệu gia nhà chúng ta cũng có quân nhân rồi. Thấy bộ dạng xúc động của cha mình thì đại đầu cũng chịu không nổi. Kỳ thực thì khi còn ở quê nhà, cha cũng đã đưa mình đi bộ đội. Đối với những người con dân nông thôn không có bối cảnh, không có chỗ dựa, thì đi bộ đội là một lựa chọn không tồi chút nào. Nhưng càng ở dưới đáy xã hội thì lại càng đen tối. Cha đem theo hai con gà mái đến tìm trưởng thôn, nói rõ với ông ta là muốn cho con trai mình đi bộ đội. Trưởng thôn nghe xong thì bĩu môi, chỉ với một câu rằng con trai ông không đủ tiêu chuẩn về chiều cao thế là bị từ chối thẳng thừng. Về sau đại đầu mới biết. Trưởng thôn đã bán luôn ba cái tên trong danh sách đi bộ đội với giá mỗi cái là 5.000 nhân dân tệ. Sau khi đặt chân tới thành phố thì đại đầu lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về mặt tối tăm khiến cho người ta phải ớn lạnh của cái xã hội này. Nói thực thì đại đầu lần đầu tiên cảm nhận được những thứ gọi là tôn trọng và ấm áp là từ trong con người của Tần Lạc. Cũng chính vì như vậy nên cậu ta mới có một cảm giác biết ơn đặc biệt với Tần Lạc đến thế. Bởi vì Tần Lạc không chỉ thay đổi cuộc sống, vận mệnh của mình mà còn cải tạo luôn cả thế giới tinh thần của mình nữa. Nếu không có anh ấy thì mình làm sao có thể tiếp xúc được với một tổ chức bí mật như Long Tức chứ? Hoặc có lẽ cho tới tận lúc già rồi chết, mình cũng không bao giờ nghe nói đến một nơi như vậy. Vậy mà bây giờ mình lại là một trong những thành viên của tổ chức đó. Đại đầu à, còn phải nhớ cho kỹ, nhất định phải báo đáp ân nhân đấy. Nếu không có ân nhân, thì mồ của cha con chắc giờ cây cỏ đã mọc tùm rồi. Con giờ còn làm quân nhân nữa. Triệu Quốc Phú nghiêm túc nhìn vào mặt con trai mình nói. Con biết phải làm thế nào rồi. Đại đầu trầm giọng nói. Con đã làm thế rồi. Câu nói này đại đầu giữ chặt trong lòng không nói ra. Nửa giờ đồng hồ sau, Tần Lạc mới đi vào nhìn Triệu Quốc Phú nói. Chú à, khó khăn lắm chú mới đến đây một chuyến. Lần này đến rồi thì cứ ở luôn lại đây đi. Cháu đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chú sẽ ở ngay cạnh phòng của đại đầu. Lão Triệu bước lên phía trước hai bước, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt Tần Lạc. Chú làm gì thế? Sao chú lại quỳ rồi? Tần Lạc vội chạy đến đỡ ông dậy. Ân nhân, giờ tôi mới biết đại đầu không phải là tài xế mà là quân nhân, ân nhân đã làm cho nó trở thành quân nhân. Tôi không biết phải cảm tạ ân nhân như thế nào cho phải, thôi thì cứ để tôi lạy vài cái đi. Giờ Tần Lạc mới hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Đại đầu trở thành thành viên của Long Tức đâu có liên quan gì nhiều đến mình đâu, chủ yếu là do Ly đã nhìn ra được tiềm lực trong con người cậu ta. Tần Lạc cố gắng đỡ ông lão dậy, nói, vừa rồi cháu đã nói với chú rồi, cháu với đại đầu là anh em của nhau, vì vậy mà chú cũng chính là trưởng bối của cháu. Chú quỳ xuống trước mặt cháu như thế này không phải là làm cho cháu tổn thọ rồi sao? Tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Triệu Quốc Phú vội vàng giải thích. Tần Lạc nhìn đại đầu cười nói. Người nhà của cậu ấy thì cũng là người nhà của cháu, cha của cậu ấy cũng là cha của cháu. Chỉ cần cháu có cơm ăn áo mặc thì cháu nhất định sẽ không để cho hai người phải chịu đói khát đâu. Tần Lạc biết rằng, công việc của đại đầu là vô cùng nguy hiểm. Bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải bất trắc khi thực thi nhiệm vụ. Đại đầu lại chẳng có bạn bè thân thích gì, chỉ có người cha này là người duy nhất khiến cho cậu không yên tâm nhất. Tần Lạc nói như vậy cũng là muốn cho đại đầu được yên tâm. Chỉ cần có mình ở đây thì nhất định sẽ chăm sóc cho cha cậu ấy hẳn hoi tử tế. Tất nhiên, nếu đại đầu quả là quên mình vì nước thì đất nước cũng sẽ bồi thường tha hậu hĩnh.
chỉ có điều là bọn họ chỉ có thể cho một khoản tiền, còn mình thì lại đối đãi với ông lão như người trong nhà mình vậy. Cổ họng của đại đầu khẽ động đậy nhưng lại không nói được lời nào. Còn Triệu Quốc Phú đứng ở một bên không ngừng quệt nước mắt, liên tục nói không biết phải cảm tạ Tần Lạc như thế nào cho phải nữa. Với thế lực và địa vị của Cửu gia, thì khi nhân vật quan trọng qua đời ắt hẳn là phải tổ chức một buổi đại táng thật phong quang. Nhưng gần đây tin dữ liên tục giáng lên đầu Cửu gia, đầu tiên là có người đến Linh Đường làm, sau đó là cổ phiếu của Bách Giai Nhạc rớt giá, hạng mục Phượng Hoàng Thành có vấn đề, Cửu Đình Đình bị trúng đạn, và cả chuyện cổ đông của Khang Đức đồng loạt phản lại. Giống như là có một tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc kéo đến trên đỉnh đầu, làm cho mỗi một người trong Cửu gia trong lòng đều nặng trình trịch, nên giờ đây chẳng ai còn nghĩ đến việc tổ chức tang lễ nữa. Hơn nữa, nếu có muốn làm to thì cũng phải có người đến tham gia mới được chứ. Từ khi Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc tới Tấn Nghi Quán làm loạn, thì đẳng cấp khách mời đến thắp hương lùi xuống mấy bậc. Có không ít gia tộc có quan hệ khá tốt với Cửu gia nhưng giờ đây chỉ phái một hai người con cháu trong nhà đến cho có lệ. Khi còn sống Cửu Thiên Tứ phong quang bao nhiêu thì khi chết đi lại khổ sở bấy nhiêu, cũng coi như là bị người cháu gái Lệ Khuynh Thành đâm cho một nhát đau đớn. Thường thì người chết rồi thì nợ nần tự khắc tiêu tan. Nhưng đáng tiếc là cho dù ông ta có chết rồi nhưng vẫn phải trả nợ. Gần đây Cửu gia ngày nào cũng phải mở vài cuộc họp gia đình, nếu là ngày trước thì con cháu trong Cửu gia đã sớm không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng bây giờ thì chẳng có ai có lấy một lời oán trách, vì bọn họ biết rằng tai họa sắp giáng xuống Cửu gia. Nếu trong trận chiến này mà Cửu gia ngã xuống thì chờ đợi bọn họ sẽ là không có nhà lầu, không có xe hơi hạng sang, không người hầu kẻ hạ, không có những cô ngôi sao mới nổi đầu gối tay ấp và quan trọng hơn cả, đó là bọn họ sẽ bị những người mà ngày trước mình từng đắc tội chà đạp cho đến chết. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, còn đối với những bậc con cháu như bọn họ, thì một ngày không thể không có quyền lợi che chở. Cửu Giật Vân ngẩng cái đầu rối tung rối mù của mình lên, dùng ánh mắt đỏ lòm của mình lên nhìn khắp mọi người một lượt, nói, tình hình thì mọi người đều biết rõ hết rồi chứ. Tôi cũng chẳng còn gì để mà giới thiệu nữa. Hiện giờ đang là lúc sinh tử tồn vong của Cửu gia, mọi người đều là người một nhà, bây giờ hãy bỏ qua những mối ân oán nhỏ nhoi của nhau và tính ích kỷ, hay những âm mưu của mình đi. Cửu gia mà mất thì mọi người chẳng ai còn gì cả. Nếu ai có ý kiến gì hay thì cứ nói ra đi, bây giờ không phải là lúc giấu giếm, giữ tài cho riêng mình đâu. Chẳng có ai lên tiếng, căn phòng khách im lặng đến chết người. Cửu Giật Vân móc một điếu thuốc ra rồi đốt lên theo thói quen. Mấy ngày hôm nay ông gần như chưa được ngủ yên hôm nào, đều phải dựa vào rượu và hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để giữ cho mình được tỉnh táo. Chỉ trong vài ngày mà tóc ông đã có không ít những sợi trắng muốt, lưng khom hết cả lại, nhìn già nua đi rất nhiều. Ông rít mạnh một hơi, trầm giọng nói, tôi xin lỗi mọi người, nhà ta xảy ra chuyện này cũng vì năm đó tôi đã phạm phải sai lầm. Việc này mà kết thúc, Cửu gia nếu có thể vượt qua được cửa ải này, thì tôi sẽ thối vị cho người có tài. Tôi và anh cả, Lão Tam, Lão Tứ đã bàn bạc cả rồi, lần này bất luận là ai, chỉ cần có thể giúp Cửu gia vượt qua cửa ải khó khăn này thì người đó sẽ tiếp nhận vị trí của tôi. Lần này đúng là, trọng thưởng, rồi. Tiếp nhận vị trí của Cửu Giật Vân cũng có nghĩa là nắm hết sự nghiệp to lớn của Cửu gia. Nói cách khác, thì người này sẽ trở thành người cầm đầu trong lĩnh vực thương nghiệp của Cửu gia, và cũng là người nhậm chức chủ nhân của Cửu gia. Ông vừa thốt ra lời này thì bao nhiêu người trong chốc lát mắt đã sáng hết cả lên. Nhưng khi nghĩ đến nỗi lo bên trong và hoạn nạn bên ngoài của Cửu gia, thì những đôi mắt đó lại tối đen trở lại. Vẫn không có ai lên tiếng, Cửu Giật Vân có chút thất vọng. Ông ta lướt mắt nhìn một lượt, sau đó chủ động đích danh, nói, Yên Mị, còn có cách gì không? Chương 900, đánh cho tỉnh ngộ. Cửu Yên Mị không ngờ người cha mình hỏi đến đầu tiên lại là mình. Chắc ông ấy cũng hy vọng mình có thể nghĩ ra cách giải nguy cho Cửu gia trong lúc hoạn nạn này, nếu thế thì mình sẽ quanh minh chính đại tiếp nhận vị trí của ông vừa mới từ bỏ. Nhưng sự việc liệu có đơn giản như vậy không? Cửu Yên Mị thở dài một tiếng. Nhiều khi cha mình cũng quá tham luyến quyền thế. Nếu không phải vì cái tật xấu này, thì làm sao có thể phạm một sai lầm từ 20 năm về trước, để rồi đem đến tai họa cho Cửu gia như ngày hôm nay? Chết không hối cải, có lẽ là nói đến kiểu người như thế này. Cửu Yên Mị điềm tĩnh nhìn ra xung quanh, nói, bao nhiêu việc thế này, Yên Mị không thể làm chủ hết được. Hiện giờ bác, chú và các thím đều ở đây, hay là cứ nghe ý kiến của mọi người trước đi. Các anh chị em ở đây cũng đều là người tài giỏi cả,
chắc bọn họ cũng rất hao tâm khổ tứ với tình trạng của Cửu gia lúc này, chưa biết chừng đã có cách giải quyết rồi cũng nên. Cửu Dật Vân cho rằng cô con gái của mình đang dùng sách lượt lùi một bước để tiến hai bước, ông liền hờ hững đưa mắt nhìn tứ phía nói, ai có biện pháp nào hay thì mau nói ra đi. Bây giờ không phải là lúc giấu giếm cái tài của mình. Mọi người theo phản xạ tự nhiên đều trốn tránh ánh mắt của Cửu Dật Vân, bọn họ cũng chẳng có cách nào hay cả. Cửu Dật Thanh hắng giọng nói, Dật Vân, không phải là mọi người muốn giấu tài, mà thực sự là không ai nghĩ ra cách gì hay cả. Nếu mà có thì sao không nói ra cơ chứ? Cửu gia là cửu gia của tất cả mọi người chứ đâu có phải cửu gia của riêng mình ai đâu. Nói xong ông liền quay sang Cửu Yên Mị, nói, Yên Mị, có cách gì hay thì cháu cứ nói ra đi. Vừa rồi cha cháu cũng nói rồi, ai có thể kéo được cửu gia ra khỏi đám bùn lầy này, thì người đó sẽ là đại công thần của cửu gia chúng ta. Nếu cháu mà có cách, thì vị trí mà cha cháu sắp từ bỏ này sẽ do cháu đảm nhận. Điều này đã được mấy người chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Bất luận là đối với cháu hay đối với người khác thì đều hữu hiệu. Cửu Yên Mị nhìn Cửu Dật Thanh với ánh mắt trịnh trọng, nói, thưa bác, không phải là cháu có cách mà không chịu nói ra, đã đến nước này rồi, cháu là sao có thể giữ riêng cho mình được ạ? Là vì cháu thật sự không nghĩ ra cách nào hữu dụng cả. Ai, thế thì Cửu gia thực sự coi như xong rồi. Cửu Dật Thanh thở dài một tiếng não nề, nói. Cửu Yên Mị khẽ mở miệng ra, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi. Đúng lúc này thì bị Cửu Dật Thanh bắt gặp, ông liền nói, Yên Mị, có phải cháu muốn nói gì không? Không ạ, Cửu Yên Mị vội phủ nhận. Có gì thì cứ nói ra đi, Cửu gia đã ra nông nỗi này rồi, thôi thì cố được chút nào hay chút đó, có còn hơn không vậy? Cửu Yên Mị trần chờ một lúc rồi mới lên tiếng, cháu sợ nói ra mọi người lại tức giận, hay là thôi không nói nữa thì hơn. Cửu Dật Thanh nghe vậy thì tức thật, nói, cháu nói thế là ý gì? Chẳng lẽ mọi người lòng dạ lại hẹp hòi đến mức đó sao? Bác nói trước ở đây, nếu ai dám tức giận vì câu nói không lọt tai của Yên Mị thì cút ra ngoài cho tôi. Nghe rõ cả chưa? Cửu Yên Mị như tìm được chỗ dựa vững chắc, liền nói, kỳ thực thì cháu cũng không có cách gì hay cả. Thế thì chị muốn nói cái gì? Có người khó chịu hỏi. Khi cháu với Trọng Dung, Trọng Mưu đi thăm Tần Lạc, thì anh ta đưa ra một điều kiện. Nói rằng, nếu chúng ta đồng ý điều kiện này của anh ta, thì anh ta sẽ dừng tay ngay tại chỗ. Cửu Yên Mị bình thản nói, từ giọng điệu của nàng không thể nghe ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào ở trong đó. Trong lúc này, nàng không thể để cho người nhà nghe ra được thái độ thiên lệch của nàng được. Im lặng, lại là một sự im lặng chết chóc. Không ngờ kết cục cuối cùng lại như thế này. Người trong Cửu gia không có bất kể kế sách gì khi gặp khó khăn, nhưng lại chấp nhận điều kiện chiến đấu của đối thủ. Như thế chẳng khác gì một quốc gia bại trận trong một cuộc chiến cả, phải chấp nhận tất cả mọi điều ước không công bằng như cắt đất, bồi thường của quốc gia giành thắng lợi. Nếu bọn họ đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc nhận thua trước Tần Lạc. Nhận thua? Những từ ngữ sao mà nghe chói tai đến thế? Một lát sau, vẫn là Cửu Dật Thanh là người phá vỡ cái không gian tĩnh lặng trong căn phòng này đầu tiên, ông khẽ lên tiếng hỏi, nó đưa ra điều kiện gì? Để cho cô ấy quay về đây, Cửu Yên Mị nói. Để cô ấy quay về, cô ấy là ai, tất nhiên cô ấy ở đây là chỉ Lệ Khuynh Thành rồi. Không được, không thể để cho con đĩ đó quay về đây được. Thằng đó nằm mơ à, Cửu gia chúng ta làm sao có thể chấp nhận một con đàn bà có tiếng là xấu xa đê tiện như thế được. Em gái cháu còn bị vệ sĩ của nó bắn cho bị thương kìa. Kỳ thực để cô ta về đây cũng chẳng sao, ít nhất thì có thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Cửu Yên Mị nghe mọi người tranh chấp không ngừng thì trong bụng chỉ biết cười nhạt, Cửu gia sống yên bình gần trăm năm nay, đời thứ ba của Cửu gia có không ít người từ trước tới giờ chưa từng trải qua sóng to gió lớn bao giờ, vì vậy nên đều có một đức tính là con nhà lính tính nhà quan, coi danh dự như tính mạng của mình. Nếu có thể mời Lệ Khuynh Thành về đây thì sẽ giải quyết được cuộc tranh chấp này, thế thì các người cứ che miệng mà cười trộm đi. Danh dự. Khi Cửu gia cửa nát nhà tan, thì ai còn để ý đến cái gọi là danh dự trước kia của các người nữa. Đến lúc đó, các người chẳng đáng một xu. Cửu Dật Vân có vẻ điềm tĩnh nhất, ông nghĩ một hồi rồi cau mày lại hỏi, yêu cầu của nó không thể nào lại đơn giản như vậy. Còn có điều kiện nào khác nữa không? Có, Cửu Yên Mị gật đầu nói, tất cả sản nghiệp của Cửu gia sẽ do cô ấy tiếp quản. Một hòn đá làm nổi dậy cả nghìn gợn sóng, căn phòng trở nên xôn xao, ồn ào hẳn lên. Câu nói này của Cửu Yên Mị thắp lên ngọn lửa giận trong lòng mỗi người, không ít người như đang ở trong trạng thái muốn vỡ tung ra.
Sao thằng ấy nó không đái ra một bãi rồi tự ngắm mình trong đó xem như thế nào? Để nó tiếp quản sản nghiệp của Cửu gia à? Thế thì chúng ta còn con đường sống nào nữa không đây? Liều chết với nó đi. Chết sớm chết muộn gì thì cũng là chết. Chúng ta nhất định phải quyết đấu đến cùng. Vừa rồi người đứng ra khuyên Cửu Yên Mị nói ra và uy hiếp bất kể người nào cũng không được tức giận là Cửu Giật Thanh cũng phải nổi giận lôi đình, quát lên, lòng lang dạ sói. Nó thế là lòng lang dạ sói. Để cho con ấy về tiếp quản sản nghiệp của Cửu gia, thì những người như chúng ta đây không phải sẽ bị nó đá đít ra ngoài sao? Đến lúc đó sản nghiệp của Cửu gia mang họ, Cửu, hay họ Tần, đây. Thằng đó nó dám há mồm to thế mà không sợ bị mắc nghẹn à? Đúng đấy, thằng đó muốn chiếm hết tài sản của Cửu gia, đến lúc đó thì chúng ta còn được cái gì đây? Được, để cho nó tiếp quản thì chúng ta làm gì? Đàn ông trong Cửu gia còn chưa chết hết cả đâu. Thấy ai nấy trong bọn họ cũng đầy lòng căm phẫn Tần Lạc, thì Cửu Yên Mị chỉ biết thầm thở dài một tiếng. Yêu cầu này đều liên quan trực tiếp đến lợi ích của bọn họ, vì thế mà bọn họ kích động thế cũng có thể lý giải được. Cho dù là bản thân mình đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể tiếp nhận được cái điều kiện này. Nàng rất hiểu tính cách của Lệ Khuynh Thành, nếu mà để cho nàng quay về thì những người ngồi ở đây không ai sẽ có được một kết cục tốt cả. Ít nhất thì bọn họ cũng không thể tùy tiện rút một số tiền lớn trong nhà ra hay mỗi cuối năm lại có được phần tiền riêng của mình như ngày trước. Nhưng liệu còn có sự lựa chọn nào khác không? Đợi cho mọi người phát tiết xong rồi thì căn phòng lại trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả đàn ông trong này đều lần lượt phì phèo điếu thuốc, tâm tư bọn họ thời điểm này cũng giống như những điếu thuốc đang được đốt cháy kia vậy, nóng rừng rực nhưng lại chẳng thể nào làm gì được. Cửu Giật Vân hít một hơi thuốc dài rồi ngẩng đầu lên nhìn Cửu Yên Mị nói. Đây là toàn bộ yêu cầu của thằng đó à? Vâng ạ, Cửu Yên Mị gật đầu đáp, anh ấy nói vậy, con chỉ là truyền đạt lại lời anh ấy thôi. Cửu Giật Vân đờ đẫn gật đầu, nói, có người nào đồng ý với yêu cầu này của nó không? Không đồng ý, nhất định là không đồng ý. Chết cũng không đồng ý. Chỉ có thằng ngu mới đồng ý, để cho con ấy về rồi đuổi hết chúng ta ra ngoài à? Đúng là bị điên. Cháu đồng ý, đột nhiên có người lên tiếng nói. Mọi người đều quay đầu về phía sau, thì thấy Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu cùng bước vào trong này. Hai mắt họ sưng tấy, trên mặt còn dán không ít miếng dán, mũi được bao kín bởi một lớp băng gạt, nhìn bộ dạng vô cùng tức cười. Nhưng vẻ mặt của bọn họ thì lại nghiêm túc hết sức. Cháu cũng đồng ý, Cửu Trọng Mưu cũng tiếp lời nói. Trọng Dung, Trọng Mưu, hai đứa bay bị đánh thành ngốc rồi à? Cửu Giật Thanh chỉ vào hai người mắng. Cửu Trọng Dung cười khổ. Bác à, cháu không ngốc. Nếu có sự lựa chọn nào tốt hơn thế thì cháu cũng không muốn cô ta quay về đây chút nào, cũng sẽ không bao giờ dâng sản nghiệp của Cửu gia cho người ta. Nhưng chúng ta có cách gì tốt hơn ư? Sự kiện Bách Gia Nhạc nếu vẫn không được giải quyết, và vẫn bị giới truyền thông truy quét như thế thì cho dù có làm ăn trở lại cũng không gượng nổi. Hạng mục Phượng Hoàng Thành cũng bị mắc cạn, giờ đây bị Tôn gia áp chế như thế này thì chúng ta đừng hòng mong vay được đồng nào từ ngân hàng. Đến cả con đường tìm vay tư nhân cũng bị chặn lại. Không có tiền, không có sách lược, thì hạng mục Phượng Hoàng Thành cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, cháu dám khẳng định một điều, ngày sau tập đoàn Đại Địa cũng đừng mong có được một mảnh đất nào ở Đông Nam. Đã thế cổ đông của Khang Đức còn quay hết lưng lại với mình, điều đó đủ để chứng minh rằng thế lực của bọn họ lớn thế nào. Nếu không có bối cảnh hùng hậu thì những đại thiếu gia công tử mà ngày trước đến Cửu gia chúng ta còn không nể mặt. Vậy sao giờ còn đồng ý bán lại cổ phiếu trong tay mình cho bọn họ? Cửu Trọng Dung lại chỉ vào mình và Cửu Trọng Mưu, nói, ngày trước hai chúng tôi cũng giống như mọi người, cũng không hiểu ra vấn đề. Nhưng sau khi bị một trận đòn xong thì tôi mới hiểu rõ, vì sao anh ta dám đánh người một cách không kiêng nể như vậy. Vì anh ta biết rằng, cho dù anh ta có đánh chúng ta thì cũng sẽ chẳng gặp bất cứ phiền phức nào. Giống như là anh ta khoát tay một cái là đã làm cho Trọng Ngọc thân bại danh liệt rồi vậy. Khi bọn họ chèn ép Trọng Ngọc thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì. Khi bọn họ làm cho Đình Đình bị thương thì toàn bộ chúng ta đều im lặng. Tôi và Trọng Mưu bị đánh, Cửu gia có thể làm được gì đây? Chúng ta đến người còn không bảo vệ được thì còn nói gì đến bảo vệ cả một gia sản của Cửu gia đây? Tình hình đã đến nước này rồi mà vẫn còn ôm lấy cái thể diện của gia tộc không chịu nhận thua. Rồi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chúng ta mà thôi. Cửu Trọng Dung lướt mắt nhìn tất cả mọi người. Lớn tiếng nói, tôi và Trọng Mưu đã thương lượng với nhau rồi, thà để cho bọn họ dẫm chết Cửu gia, thì chi bằng giao Cửu gia vào tay cô ta. Chí ít thì đến lúc đó Cửu gia vẫn được bảo toàn.
Cửu gia được bảo toàn thì chúng ta đều chết hết rồi. Cửu Trọng Xương lên tiếng nói. Chương 901, anh em bất hòa. Cửu Yên Mị không ngờ hai người Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu lại là những người đầu tiên đứng ra ủng hộ điều kiện của Tần Lạc, nàng lại cứ tưởng là trong đám con cháu của Cửu gia thì hai người bọn họ là những người hận Tần Lạc nhất cơ. Xem ra Cửu gia cũng không hoàn toàn đều là những kẻ bất tài vô dụng. Cửu Yên Mị vui sướng nghĩ thầm, vẫn còn có những người nhìn rõ được tình hình, thông tình đạt lý. Nhưng ngay sau đó Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu liền rơi vào thế bị mọi người công kích liên tiếp không ngừng. Trọng Dung, anh nói lung tung cái gì thế? Sản nghiệp nhà mình sao lại để cho người khác quản lý? Đúng đấy, chắc là bị đánh cho ngu rồi cũng nên. Em nghĩ đấy không phải là đánh cho ngu đi đâu mà là đánh cho sợ rồi. Bây giờ vừa nghe thấy tên thằng đó một cái thì lập tức đầu hàng ngay, đúng là chẳng có tí khí phách nào cả. Cửu Trọng Dung hứ lên một tiếng nói. Nếu nói như vậy có nghĩa là mọi người đã có cách gì hay rồi sao? Còn có cách gì nữa? Cửu Trọng Xương nhảy dựng lên từ ghế salon nói, liều mạng với nó đi, có chết cũng cắt lấy một tảng thịt của bọn chúng xuống mới được. Tôi không tin là thằng đó dám chơi thật với chúng ta, giết nghìn tên địch còn bị tổn thất cả 800 quân mình cơ mà. Người ta đã chèn ép cho Cửu gia đến bước đường cùng thế này rồi, mà mày còn nghi ngờ người ta sẽ không đánh thật với Cửu gia à? Cửu Trọng Dung nhìn Cửu Trọng Xương như nhìn một con quái vật, mỉa mai nói. Dù gì cũng tốt hơn là bán luôn cả Cửu gia. Cửu Trọng Xương cứng cổ cãi lại. Đây không phải là bán Cửu gia, mà là cứu Cửu gia. Chúng ta mời cô ta về tiếp quản sự nghiệp của Cửu gia thì đã làm sao? Quyền nắm giữ cổ phần vẫn ở trong tay chúng ta, thế thì cô ta làm gì được chúng ta? Đợi qua một thời gian, chúng ta lại đuổi cô ta đi là được chứ gì? Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Anh coi bọn chúng là một lũ ngu đần hay sao? Cửu Giật Phân gõ gõ lên bàn nói, thôi đừng có ồn ào nữa. Cứ tranh cãi mãi như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tình hình hiện giờ thì mọi người đều biết hết cả rồi, người thì muốn sống chết đến cùng, nhưng cũng có người đồng ý với điều kiện của bọn họ, một việc lớn thế này thì một mình tôi cũng không thể làm chủ được. Bây giờ mọi người phát biểu ý kiến của mình đi, không đồng ý làm hòa thì giơ tay. Rầm rầm. Một đám người lớn thi nhau giơ tay lên, đến cả lão đại của Cửu gia là Cửu Giật Thanh cũng giơ tay. Đồng ý làm hòa thì giơ tay, Cửu Giật Phân lại một lần nữa lên tiếng. Hai người Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu là hai người hưởng ứng đầu tiên, Cửu Yên Mị cũng từ từ giơ tay theo. Cũng có mấy người thấy những lời mà Cửu Trọng Dung nói hợp lý nên cũng lần lượt giơ theo. Tôi không tham gia, Cửu Giật Phân nói, tán thành sống chết đến cùng có 11 người, tán thành làm hòa có 6 người. Thôi thì sống chết đến cùng đi. Buổi chiều là Tần Lạc đã biết kết quả sau buổi họp thảo luận của Cửu gia rồi, liền nhìn Lệ Khuynh Thành đang ngồi gọt táo cho hắn, cười nói, xem ra chúng ta gây áp chế cho bọn họ vẫn chưa đủ lớn thì phải. Chiêu này của anh cũng ác thật, bảo bọn họ giao cho cả mạng sống của mình thì làm sao họ có thể đồng ý được. Lệ Khuynh Thành cười nói, xong nàng đưa miếng táo đã được gọt sạch lên tận miệng Tần Lạc. Tần Lạc cắn rốp lấy một miếng, nói, không ác thì sao có thể xả giận cho em được. Làm gì mà đối xử tốt với em thế? Lệ Khuynh Thành như sắp rơi nước mắt đến nơi, một tay đưa táo vào miệng Tần Lạc, tay còn lại thì mò vào đúng quần hắn. Tần Lạc dùng hết cả mình, nói, ở đây, người ta đi đi lại lại suốt, sẽ bị nhìn thấy đấy. Thế em ra khóa cửa lại nhé. Lệ Khuynh Thành dịu dàng nói. Hay thôi đừng, ban ngày ban mặt thế này mà khóa cửa lại thì người ta nhất định sẽ biết chúng ta ở trong phòng làm gì. Hơn nữa em còn kêu to thế. Lệ Khuynh Thành trong lúc làm chuyện đó thì vô cùng phóng đãng, trước giờ chưa từng che giấu niềm sung sướng, khoái lạc của mình, tiếng rên rỉ của nàng vừa lớn vừa dài. Chỉ sợ cuộc chạy đua của hai người còn chưa kết thúc thì cả cái viện điều dưỡng này đều biết có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này rồi. Lệ Khuynh Thành lườm Tần Lạc một cái, cắn môi khêu gợi nói, em có thể làm anh rên lên mà, không cần phải cho vào đâu, em dùng miệng giúp anh. Toàn thân Tần Lạc run lên từng hồi, nhưng rồi vẫn từ bỏ lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này, nói, hay thôi, đợi anh ra khỏi đây rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta cứ nói chuyện với nhau một lát đi. Lệ Khuynh Thành cười hô hố, nói, anh sợ cô ấy biết chứ gì. Sợ ai biết, Tần Lạc giả bộ không biết gì hỏi. Văn nhân Mục Nguyệt chứ ai nữa. Lệ Khuynh Thành dùng sức nhét cả một miếng táo lớn vào miệng Tần Lạc, khiến cho hắn trong phút chốc không kịp phản ứng, phồng hết cả mồm lên. Cô ấy á, Tần Lạc vừa nhai táo vừa nói, anh thì có quan hệ gì với cô ấy chứ? Sao phải sợ cô ấy?
muốn mà lại không có gan làm. Lệ Khuynh Thành khinh bỉ nhìn hắn nói, chuyện giữa hai người chỉ có thể gạt được người khác chứ gạt làm sao được em. Đừng nhìn cô ấy lúc nào cũng lạnh như băng thế nhưng đối với việc của anh thì lại tận tâm nhiệt tình hết chỗ nói. Vấn đề ở Khang Đức, nếu mà không có cô ấy ra mặt thì em làm sao có thể làm cho những công tử nhà giàu kia bán lại cổ phiếu cho chúng ta chứ? Em không phải cũng nói rồi sao? Đến lúc đó sẽ phân một miếng thịt béo bở cho cô ấy mà. Tần Lạc biện hộ nói. Anh cho rằng cô ấy lại để ý đến một miếng thịt béo bở. Trong tay cô ấy không thiếu gì tiền, lấy chỗ tiền đó ra làm gì cũng có thể kiếm thêm được. Hà tất phải chạy theo chúng ta làm những việc khiến người ta oán ghét làm gì chứ? Lệ Khuynh Thành phản bác nói, đây chỉ là một trò bịt mắt che tai người khác mà thôi. Người ta tin, chẳng lẽ anh cũng tin? Tần Lạc thở dài nói, chuyện đã qua rồi, hai người bọn anh không thể đến được với nhau đâu. Sao lại không thể? Lệ Khuynh Thành truy hỏi đến cùng. Là vì cô ấy nhiều tiền à? Là vì cô ấy xuất thân cao quý? Hay là vì cô ấy là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh? Lệ Khuynh Thành liên tiếp đưa ra những câu hỏi mà Tần Lạc khó mà trả lời được, đành ai oán nói, cô ấy là thiên kim đại tiểu thư, anh thà để cho cô ấy làm vợ người ta cũng không muốn cô ấy có số mệnh phải làm vợ bé của anh như em đây phải không? Tần Lạc cười khổ, nói, hôm nay em đến đây để làm bà mối à? Em chẳng hơi đâu tự gây phiền não cho mình làm gì? Lệ Khuynh Thành lại cười nói, làm thế không phải là dở hơi sao? Anh mà có một người phụ nữ như thế ở trong tay rồi, thì những người như bọn em đây còn khác gì mấy bó củi nữa không? Đến lúc đó anh làm sao mà nhớ đến việc đến chỗ bọn em nữa? Cho dù có làm theo thứ tự thì e rằng một năm cũng chẳng đến phiên em mấy lần. Tần Lạc vỗ thật mạnh vào cặp mông đầy đặn của Lệ Khuynh Thành, nói, em nghĩ bậy bạ cái gì thế? Chúng ta nói tiếp chuyện Cừu gia nhé. Cừu gia đã từ chối điều kiện của chúng ta, thế tiếp theo em có dự định gì? Tiếp theo ư, Lệ Khuynh Thành nheo mắt cười. Giữ bí mật trước, anh không cần phải lo gì cả, cũng đừng hỏi làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ mà xem vở kịch hay này là được rồi. Vở kịch sắp được công diễn rồi, chắc chắn sẽ không làm cho anh phải thất vọng đâu. Tần Lạc gật đầu hài lòng, nói, như thế cũng tốt. Dù sao thì anh cũng không có hứng thú với những việc này. Tần Lạc hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào khả năng của Lệ Khuynh Thành, huống chi còn có cả một con yêu nghiệt văn nhân Mục Nguyệt đứng ở đằng sau hỗ trợ nữa. Hắn thực sự cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của những người trong Cừu gia. Thà chọc ghẹo tiểu nhân chứ đừng có động vào đàn bà. Tần Lạc nghĩ bụng, bọn họ chắc là không hiểu nổi cái đạo lý này. Đúng như những gì Lệ Khuynh Thành nói, một đợt tấn công mới vào Cừu gia lại bắt đầu. Vì chuyện trong Cừu gia, nên mấy ngày nay Cừu Giật Thanh có phần ấm ách trong người. Ông ta đến nơi mà ông ta vẫn bao nuôi một cô sinh viên trường học viện nghệ thuật nhìn qua giống như Lâm Chí Linh vậy, đang nằm trong lồng ngực của cô ta để tận hưởng cái cảm giác sung sướng được người tình xoa bóp, thì chiếc di động đặt trên bàn bỗng vang lên. Lão gia, điện thoại của lão gia kìa. Người con gái này chắc cũng biết người đàn ông trước mặt mình thích Lâm Chí Linh, nên khi nói chuyện, cô ta cũng cố tình học theo giọng điệu vừa ẻo ọt lại lọt tai của cô ấy, khiến cho người nghe cứ mềm hết cả người ra. Cầm lại đây, Cừu Giật Thanh giơ tay nói. Hiện giờ Cừu gia đang trong cơn mưa to gió lớn, nên ông không dám tùy tiện cúp máy bất kể ai gọi đến cho mình. Ông vừa nhấn nút nghe thì thấy có một giọng khàn khàn vang lên, thưa ông Cừu, có một bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến ông. Xin ông ký nhận cho. Nói xong thì điện thoại được cúp luôn xuống. Thằng điên, Cừu Giật Thanh chửi. Vừa chửi dứt lời thì từ bên ngoài cửa đã vọng vào tiếng chuông cửa. Cừu Giật Thanh nhìn cô nhân tình nhỏ của mình một cái, nói, em đi ra xem ai. Một lát sau, cô nhân tình nhỏ của ông quay lại, nói, bảo vệ trong khu nhà đem đến một bưu kiện chuyển phát nhanh, nói là đưa cho một vị tiên sinh họ Cừu. Sao bọn họ lại biết được anh ở đây nhỉ? Nói xong thì cô ta liền đưa cho Cừu Giật Thanh đống tài liệu trong tay mình. Cừu Giật Thanh hơi sững người, vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi. Việc ông ta bao nuôi cô nhân tình này chỉ có một số rất ít người biết, con gái và vợ ông ta đều không biết gì. Bây giờ địa chỉ đều bị người ta điều tra ra hết rồi, nếu việc này mà truyền đến tai mấy người trong nhà, thì không phải sẽ ẩm hết cả nhà lên sao? Nhưng bọn họ lại không làm thế mà lại gửi luôn tập tài liệu này đến đây. Ông ta ngồi thẳng người dậy, xé mép túi đựng hồ sơ ra, sau đó rút tập tài liệu dày cộm từ bên trong ra xem. Ông ta càng nhìn thì càng kinh hãi, càng nhìn lại càng phẫn nộ. Cuối cùng ông cũng không chịu đựng được nữa, đập tay đánh bốp một cái lên chiếc bàn bên cạnh mình.
thật là quá đáng hết chỗ nói. Cửu Giật Vân, tao tin mày như thế, vậy mà mày dám làm một việc như thế này. Thấy ông chủ tức giận, cô tình nhân dùng bộ ngực viên mãn của mình trà sát vào cánh tay ông, làm nũng nói, lão gia, ông đừng tức giận nữa, tức giận không có lợi cho sức khỏe đâu. Bốp! Cửu Giật Thanh cho thẳng lên mặt cô ta một cái bạt tai, chửi, không tức à? Mày lại còn bảo tao không tức được à? Nếu người anh em của mày mỗi năm chiết khấu cả hơn một nửa lợi nhuận, chỉ lấy ra có một chút xíu để phân cho mọi người, thì mày có tức không? Mẹ kiếp, mày có biết là bao nhiêu tiền không? Bao nuôi mấy con đàn bà như mày, trong một phút đổi một con thì cả năm tao cũng không dùng hết, hiểu chưa? Chương 902, nhận thua. Cửu Giật Vân vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, ngồi trong phòng khách đối diện với khuôn mặt không thân thiện cho lắm của Cửu Giật Thanh, anh cả, anh tìm em có chuyện gì? Có chuyện, Cửu Giật Thanh nhấc tách trà trong tay mình lên, trầm ngâm nói. Cửu Giật Vân ngồi xuống đối diện với Cửu Giật Thanh, nói, anh cả, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. Đến nước này rồi, anh em chúng ta còn giấu giếm nhau là gì nữa? Được, Cửu Giật Thanh nổi giận, nếu mày đã bảo tao không nên giấu giếm gì thì đây, mày nói cho tao biết những thứ này có phải đều là sự thật không? Nói rồi Cửu Giật Thanh liền vứt đống tài liệu vào mặt của Cửu Giật Vân. Mặt Cửu Giật Vân bị đánh cho đau điếng, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám dùng một hành động mang tính làm nhục này để đối đãi với mình. Cơn tức giận chỉ được thể hiện ra trong chốt lát rồi lại biến mất ngay, ông vẫn dùng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình để nhặt đống tài liệu bừa bộn trên bàn lên xem. Vừa mới lướt mắt nhìn qua thôi mà mặt ông đã tái xanh tái mét hết cả lên. Những nội dung này đã quá quen thuộc với ông ta. Đó là những số liệu mà khi ông đảm nhận chức đồng sự trưởng của sự nghiệp Cửu Thị những năm nay tham ô công khoản rồi đi đầu tư vay mượn hoặc gửi vào ngân hàng riêng của mình, sau đó thì dùng những số liệu giả để bổ sung vào những chỗ bị thiếu. Những tài liệu này rõ ràng là nằm trong chiếc máy tính xách tay không khi nào rời người ông ta, văn kiện được cất giấu kỹ càng, hơn nữa máy tính còn được thiết lập mật mã, chỉ cần người có ý đồ phá giải mật mã thôi là máy tính sẽ tự động nhắn tin vào di động mình để nhắc nhở. Nếu mật mã bị sai trên 3 lần thì máy tính sẽ tự động phát nổ. Máy vi tính vẫn ở trong tay mình, cho tới tận bây giờ vẫn chưa tách rời khỏi mình nửa giây, sao lại có người lấy được những tài liệu này? Hơn nữa, là ai có thể trong 2 lần, thậm chí 1 lần thử mật mã đã có thể phá giải chế độ đặc biệt dành riêng cho máy vi tính từ bên quân sự? Lẽ nào đó là hành động của thư ký ư? Nhưng rất nhanh Cửu Giật Vân liền phủ nhận luôn cái khả năng này. Người thư ký này của ông đã đi theo ông mấy năm nay rồi, là do một tay mình đề bạt lên, vì vậy mà về mặt trung thành thì tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa cho dù là anh ta thì cũng không biết mở máy vi tính hay dùng mật mã là gì. Anh ta chỉ là lúc mình không tiện thì thỉnh thoảng xách dùm mình thôi. Vậy thì là ai? Rốt cuộc là ai? Còn tồi tệ hơn đó là tập tài liệu này lại còn rơi vào tay của Cửu Giật Thanh nữa. Trong giờ phút này trong đầu Cửu Giật Vân bỗng chốc có vô số ý nghĩ vụt qua, nhưng cuối cùng làm thế nào để làm lời nói dối trở nên chân thật hơn thì ông vẫn không đủ tự tin. Cửu Giật Vân đặt sấp tài liệu ngay ngắn ra trước mặt Cửu Giật Thanh, cười nói, anh cả, lẽ nào anh vẫn không nhìn ra sao? Đây là kế ly gián của chúng. Chúng ta từ chối điều kiện mà bọn chúng đề ra, nên hắn ta muốn làm cho ý chí nội bộ chúng ta tiêu tan, làm tan rã tình cảm những người trong gia đình ta. Đây là một hiện tượng tốt. Như thế đủ để chứng minh là bọn chúng đang gấp gáp lắm rồi. Chúng ta cố gắng kiên trì thêm chút nữa thì sẽ vượt qua được cái ngưỡng khó khăn này thôi. Cửu Giật Thanh không có ý tiếp nhận những lời giải thích này mà nhìn chằm chằm vào mặt Cửu Giật Vân, nói, thế thì ý của mày muốn nói những thứ này đều là giả à? Mày không có số tài khoản 1 tỷ 8 USD ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tập đoàn Kim Địa đi tranh cướp đất đai với tập đoàn Đại Địa cũng không phải là công ty riêng của mày ư? Số tiền gia nhập liên minh với Bách Gia Nhạc của những thương gia vẫn có đủ trong danh sách chứ không phải là con số không. Những sợi gân xanh trên trán Cửu Giật Vân nhảy lên không ngừng, nói, anh cả, những thứ này đều là vu oan. Chúng ta là anh em ruột của nhau, em làm sao có thể làm những việc như thế này được. Bốp, Cửu Giật Thanh vỗ mạnh lên bàn một cái, chửi, anh em ruột à. Mày còn có mặt mũi mà nhắc đến những từ này, có phòng thế nào thì cũng khó mà phòng ngừa được kẻ trộm trong nhà. Đối thủ bên ngoài còn chưa đánh đổ Cửu gia nhà ta, thì con chuột to trong nhà như mày đã làm cho Cửu gia phải trắng tay rồi. Mày còn dám nói đây là vụ oan à? Tao đã gọi điện cho Trọng Xương kiểm tra lại rồi, những tin tức ở trong này đều là thật cả. Tất cả đều là thật. Cửu Giật Thanh đứng nguyên ở đó thở dốc,
Cửu Giật Vân thì rút một điếu thuốc trong túi ra cúi đầu trầm ngâm hút. Yên lặng, lại một không gian yên lặng chết chóc. Cho đến khi điếu thuốc trên tay Cửu Giật Vân đã đốt xong rồi, thì ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Cửu Giật Thanh một cái, lạnh lùng nói, nếu em là anh, thì em sẽ không đề cập đến việc này trong thời điểm này. Mày, Cửu Giật Thanh tức đến tột độ, chửi, mày dùng công khoản rồi làm giả giấy tờ để lừa gạt mọi người, bây giờ mày lại là người có lý à? Nếu Cửu gia trong lúc trời êm biển lặng, mà anh đề cập đến việc này thì em sẽ yên lặng mà rút lui, sau đó sẽ giao Cửu thị cho một người đáng tin cậy quản lý. Điều đó cũng chẳng có gì là ghê gớm, nhưng Cửu gia hiện nay đang trong thời kỳ khó khăn hoạn nạn nhất, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị người ta đá cho rơi xuống vực sâu. Nếu vào thời điểm này mà đổi tướng, chẳng lẽ anh không thấy là rất ngu ngốc hay sao? Những việc mà anh làm bây giờ, chính là cái mà người đưa tập tài cho anh muốn trông thấy. Đừng có đổ dồn trách nhiệm lên đầu người khác, đây là lỗi của mày, người ta làm vậy là để trừ hại cho Cửu gia. Cửu Giật Vân khẽ mỉm cười, hơi nghiêng mình trên ghế salon nhìn Cửu Giật Thanh nói, lẽ nào anh không có chút cầu lợi cho bản thân? Biết chắc đây là cái hố mà người ta đào sẵn, vậy mà anh còn chờ đợi để nhảy vào trong. Không phải là anh cũng muốn thâu tóm Cửu thị vào trong tay mình ư? Mày, mày! Cửu Giật Vân dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cười nói, tôi chấp nhận từ chức. Tôi cũng sẽ bù lại số tiền mà tôi lấy ra, về phần xem cái mớ bòng bong này do ai tiếp nhận, thì các người cứ tự mà xem xét. Tôi sẽ về Dương Thành trong ngày hôm nay. Nói xong, Cửu Giật Vân liền quay người đi ra bên ngoài. Cửu Giật Thanh ngồi trên ghế salon, trên mặt hiện rõ vẻ sung sướng và đắc ý, nhưng rất nhanh nó lại chuyển thành vẻ lo lắng và sợ hãi. Mớ nòng bong của Cửu gia rốt cuộc phải giải quyết thế nào cho phải đây? Cửu Giật Vân quả nhiên nói là làm. Ngay trong ngày ông đã gói ghém đồ đạc quay về Dương Thành. Trải qua một cuộc bầu cử công bằng, công khai, thì sự nghiệp của Cửu thị tạm thời sẽ do lão đại của Cửu gia là Cửu Giật Thanh đảm nhận. Đáng tiếc là trận náo loạn này mới chỉ là vừa bắt đầu. Đầu tiên là vợ và con gái của Cửu Giật Thanh tìm đến căn biệt thự mà cô sinh viên được ông ta bao dưỡng, sau đó cào cho rách mặt cô ta ra, cô tình nhân đó cảm thấy oan ức không chịu được nên lại khóc lóc chạy đến nhà họ Cửu để đòi lại công bằng cho mình. Ngay sau đó, cậu con trai Cửu Giật Thanh đảm nhiệm chức phó thị trưởng có dính líu đến một vụ tham ô hối lộ bị đem ra trước pháp luật làm chấn động cả nước. Cửu Giật Thanh làm gì còn có thời gian mà bận tâm đến việc của gia tộc nữa, chỉ vắt óc mà nghĩ cách để cứu con trai mình trước đã. Tiếp theo đó, Cửu Trọng Xương được phái đi Dương Thành làm hạng mục nhưng lại bị buộc tội vì đâm phải người ta rồi lại chạy trốn. Tiếp theo nữa, những chuyện xảy ra liên tiếp trong khoảng thời gian vừa rồi trong Cửu gia còn đặc sắc, kịch tính, cao trào hơn cả một bộ phim cỡ lớn của Hollywood nữa. Tất cả mọi người trong Cửu gia đều là nam nữ diễn viên trong bộ phim, mỗi người trong bọn họ đều tìm ra được một câu chuyện thuộc về mình. Khi Cửu Yên Mị lại một lần nữa đến cổng viện điều dưỡng thì trong lòng cảm khái vô cùng, có một cảm giác như thể cách nhau cả một thế hệ rồi vậy, mọi vật thay đổi khôn lường. Lần trước khi đến đây thì Cửu gia mặc dù trải qua khó khăn nhưng vẫn phong quang như cũ, khí phách vẫn còn. Lúc đó nàng lại cứ nghĩ mình vẫn còn cái để mà đem ra đàm phán, thậm chí còn không ngại cởi đồ trước mặt Tần Lạc nữa. Còn lần này thì sao? Cửu gia đã trở thành một người cao tuổi tay chân bước đi không vững, mắc đủ các thứ bệnh như phong thấp, huyết áp cao và cả lẫn nữa, duệ khí đã mất, không còn hy vọng lật lại thế cờ được nữa. Sao cô vẫn muốn kiên trì đến cùng thế? Đột nhiên, trong đầu nàng vang lên câu nói của người đàn ông thông minh tự phụ kia. Có lẽ hắn mới là người tài giỏi chân chính, hắn đã sớm nhìn ra được kết cục của Cửu gia, nên đã từ chối lời yêu cầu của mình. Vậy thì lúc nào mới là lúc mà hắn lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn của mình chứ? Quả là có chút mong mỏi, Cửu Yên Mị nheo mắt lại nói. Mong mỏi điều gì? Cửu Trọng Dung đứng sau Cửu Yên Mị hỏi. Mong mỏi, lần gặp này, Cửu Yên Mị cười nói. Thực ra thì hai người các cậu không cần phải vào đâu. Em còn không sợ thì chị sợ cái gì? Cửu Trọng Dung chỉ vào miếng dính trên mũi mình, nói, cùng lắm thì lại bị anh đánh cho một trận chứ gì. Chị yên tâm, khi nào cần bọn em ngất đi thì nháy mắt cho bọn em biết là được, tốt nhất là đừng để anh ta đích thân ra tay. Tên này ra tay chẳng khách khí chút nào, lần trước suýt chút nữa thì đá gãy xương sườn của em đấy. Anh ấy không đánh hai cậu thì hai cậu mới phải tự cầu phúc cho mình. Cửu Yên Mị thản nhiên nói. Như thế thì có thể bù đắp được những sai lầm ngày trước phạm phải. Cửu Trọng Dung nhún vai nói. Cô chị gái của chị chẳng dễ nói chuyện chút nào.
Vì sao mà Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu lần trước bị đánh cho như thế mà vẫn mặt dày đi theo Cửu Yên Mị tới đây? Bởi vì họ biết rằng, theo như xu thế phát triển của tình hình hiện nay, thì Cửu gia không lâu nữa sẽ bị đổi chủ. Đến lúc đó thì những việc làm ngu ngốc mà ngày trước hai người bọn họ làm với Lệ Khuynh Thành, thì không biết nàng ta sẽ đối đãi lại với mình ra sao đây. Hiện giờ bọn họ chủ yếu là muốn đến đây gây ấn tượng tốt cho Tần Lạc, nếu có thể khiến cho hắn hả giận, thì chịu vài cái tát cũng chẳng đáng kể gì. Chứ nếu để người phụ nữ đó đích thân ra tay thì e rằng dao trắng tiến vào thì dao đỏ sẽ được rút ra rồi. Bọn họ không sợ Tần Lạc đánh người, mà ngược lại bọn họ lại hy vọng được Tần Lạc đánh cho một trận nên thân. Đôi khi để bảo toàn tính mạng thì không thể không hạ thấp mình xuống được. Cửu Yên Mị tất nhiên là cũng hiểu được những tâm tư này của bọn họ. Vì vậy mà nàng mới nói rằng Cửu gia không hoàn toàn đều là những kẻ bỏ đi. Biết ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống mới là một đại trượng phu. Cửu Yên Mị bước tới trước mặt viên bảo vệ, cười nói, phiền anh thông báo với Tần Lạc tiên sinh một tiếng giúp tôi, nói rằng có mấy người họ Cửu đến thăm. Chương 903, Nữ Vương. Vết thương của đại đầu hồi phục khá nhanh, mặc dù toàn thân vẫn được băng bó như một xác ướp sống, nhưng đó chỉ là để bảo vệ cho làn da mới sinh của cậu ta không bị vi khuẩn xâm hại vào mà thôi. Tần Lạc ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu ta. Nhưng tên này chẳng thích nói chuyện chút nào, lại càng không có sở trường tự tạo đề tài cho câu chuyện, Tần Lạc cứ hỏi một thì cậu ta đáp một câu, không hỏi gì thì cậu ta cũng chẳng thêm nói êm lấy nửa lời. Cậu chưa nói cho cha cậu biết là cậu làm lính đặc chủng à? Chưa. Hôm qua chú ấy chạy đến hỏi tôi là cậu đã có đối tượng nào chưa, về vấn đề này thì tôi thật sự là không biết phải trả lời thế nào cho phải. Chắc là chưa có chứ. Chưa có, đại đầu nắm chặt tay lại, tỏ vẻ tức giận. Cậu có thích cô gái nào không? Tôi có thể làm mối giúp hai người, hay là tôi giới thiệu cho cậu một cô nhé? Quốc tế Khuynh Thành có không ít người đẹp, cậu đi cùng tôi bao nhiêu lần thế, chẳng lẽ không nhìn lọt mắt được ai ư? Không. Hay là cậu thích những cô gái trong quân đội? Không. Tần Lạc mở to mắt hỏi, cậu thích Giê-xu à? Thấy đại đầu mặt đỏ lựng lên thì Tần Lạc mới cười vui vẻ, nói, thôi dưỡng bệnh cho tốt, tôi có khách đến. Tần Lạc đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh cách khuẩn, sau đó nhìn hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên ngoài cửa nói, có phải có khách đến rồi không? Trong thời gian mà Tần Lạc nằm viện này, thì không ít người đến đây thăm hắn. Vì vậy mà có vệ sĩ nào đến báo thì Tần Lạc biết ngay là có khách tới thăm. Là cô Cửu Yên Mị và hai người bạn của cô ấy. Vệ sĩ mặc đồ đen gật đầu nói. Mời bọn họ vào trong phòng tôi. Tần Lạc nói. Vâng, gã vệ sĩ đó đáp lại một tiếng rồi quay người rời đi. Lệ Yêu Tinh đoán không sai chút nào. Nàng nói hôm nay bọn họ sẽ tới, không ngờ là tới thật. Tần Lạc nghĩ thầm trong bụng. Sáng nay khi Lệ Khuynh Thành tới thăm Tần Lạc thì đã nói với hắn rằng, hôm nay sẽ có người trong Cửu gia đến đây. Nàng cũng nói qua cho Tần Lạc biết những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, Tần Lạc nghe mà mở mắt chữ O mồm chữ A. Thà đi trêu chọc Ôn Thần chứ không nên mắc tội với phụ nữ. Tần Lạc ngày càng thấu hiểu hơn về độ chính xác của câu nói này. Hắn không ngờ rằng, lúc đó chỉ vứt cho nàng cậu thần đồng về máy tính mà Tôn Nhân Diệu dẫn tới thôi. Thế mà nàng lại có thể lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp của cậu ta rồi lấy được bao nhiêu là tài liệu mật như vậy, khiến cho Cửu gia phải chật vật, khổ sở hết chỗ nói. Nói là, trời sập, thì cũng chẳng có gì là quá đáng, vì hiện giờ Cửu gia căn bản chính là một gia đình không có tính đoàn kết, mâu thuẫn, xung đột, chia rẽ liên tục xuất hiện, thậm chí còn có người nói rằng mau chóng để Lệ Khuynh Thành quay về tiếp quản. Điều đó nói lên rằng người đó đúng là tức đến hồ đồ hết cả người rồi. Khi Cửu Yên Mị dẫn theo Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu đến gặp Tần Lạc, thì hắn đang ngồi trong phòng khách của căn phòng bệnh cao cấp xem TV. Thấy có khách tới thì Tần Lạc liền đặt chiếc điều khiển xuống rồi đứng dậy tiếp đón, sao hôm nay lại có thời giờ đến đây thế? Hắn sau khi bắt tay với Cửu Yên Mị xong thì giơ tay ra trước mặt Cửu Trọng Dung, nói, Cửu Đại Thiếu ra phải không? Chúng ta đã gặp nhau rồi. Cửu Trọng Dung khẽ nhướng mày lên một cái, trong bụng chửi thầm, chúng ta tất nhiên là gặp nhau rồi. Không những gặp nhau rồi mà còn bị mày đánh nữa cơ. Có điều, thì hắn ta vẫn cung kính giơ tay ra, cười nói, gặp qua rồi, ngày trước có gì đắc tội với Tần Đại Thiếu gia, thì xin Tần Đại Thiếu gia bỏ qua cho. Tần Lạc lại quay ra bắt tay với Cửu Trọng Mưu rồi chỉ tay vào ghế sao lông, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Một cô gái mặc bộ đồ y tá đi tới rót trà cho mấy người, sau đó thì nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh. Uống trà đi, Tần Lạc cười nói.
Cửu Yên Mị không đưa tay ra chạm vào tách trà, mà chỉ tủm tỉm nhìn Tần Lạc cười nói, ngày trước nhìn không ra đấy, không ngờ anh lại có nhiều thủ đoạn đến vậy. Đều là do mấy người bọn họ làm cả, tôi cũng không hỏi gì về những chuyện này. Tần Lạc cười nói, nếu bọn họ đã muốn đến đây để đàm phán thì Tần Lạc cũng chẳng còn tâm tư nào mà vòng vo với bọn họ cả. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn đại diện cho Cửu gia nhận thua với anh có gì giơ cao đánh khẽ bỏ quá cho Cửu gia. Cửu Yên Mị nửa đùa nửa thật nói, như thế có thể tiếp tục được câu chuyện mà không khiến cho ai phải khó xử cả. Đây chính là ưu thế trời sinh của phụ nữ, và cũng là hiệu quả của mối quan hệ có phần mập mờ được sản sinh sau lần nàng cởi bỏ đồ trước Tần Lạc. Nếu một người đàn ông thở ra những lời này thì có gì đó không được hay cho lắm. Nhận thua, Tần Lạc cười hỏi. Đúng vậy, nhận thua, Cửu gia chấp nhận điều kiện của anh. Điều kiện gì? Tần Lạc hỏi lại. Cửu Yên Mị lườm Tần Lạc một cái, nói, điều kiện là mời cô ấy quay về tiếp quản sự nghiệp của Cửu thị. Hiện giờ Cửu gia như rồng mất đầu, vì vậy mà để cho cô ấy tiếp quản cũng là một việc tốt. Tôi sẽ truyền đạt lời thỉnh cầu của mấy người cho cô ấy. Tần Lạc cười nói, hắn không hề đồng ý nghe ý nguyện cầu hòa của Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị thầm chửi tên này thật giảo hoạt, nhưng cũng biết hôm nay mà không nói rõ là không được rồi, bèn cười nói, có điều, chúng tôi làm sao có thể mời người ta đến làm cho Cửu gia không công chứ? Thông qua bàn bạc thì mọi người đã quyết định lấy ra 5% cổ phần phân cho cô ấy coi như là thù lao. Tần Lạc chỉ nheo mắt cười mà không đáp lại lời của Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị đợi một lúc không thấy hắn có phản ứng gì thì cuối cùng cũng chịu từ bỏ sự kiên quyết vô dụng của mình, nói, tất nhiên là nếu cô ấy biểu hiện tốt thì chúng tôi có thể tăng số cổ phần lên thành 8%. Anh phải biết rằng Cửu gia có 6 anh em mà mỗi nhà cũng chỉ nhận được 10 mấy% cổ phần mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì mà nhận được số cổ phần nhiều hơn Khuynh Thành? Tần Lạc cười hỏi, cô có tin là tôi có thể khiến cho toàn bộ bọn họ phải ăn cứt không? Nụ cười trên mặt của Cửu Yên Mị biến mất hoàn toàn, hứ lên một tiếng, lạnh lùng nói, có phải là ăn hiếp người hơi quá rồi không? Sắc mặt của hai người Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu cũng rất khó coi, những lời Tần Lạc nói quả là không dễ nghe chút nào. Vì trong những người mà hắn nói, khiến toàn bộ bọn họ phải ăn cứt, thì có cả cha mẹ và bản thân họ nữa. Cửu gia đến bước đường cùng rồi, nếu hôm nay mà cô không đến đây thì rất nhanh thôi tôi sẽ làm cho nó không đáng lấy một xu. Vì thế cái gọi là cổ phần nằm trong tay các người rồi cũng vi sỉ là một đám giấy vụn không hơn không kém. Họ dựa vào đâu mà có kè mặc cả với tôi. Cửu Yên Mị chứng kiến cảnh Tần Lạc tức giận thì lại cười lớn, nói, anh vội cái gì chứ? Làm ăn không phải đều được người đàm phán rồi mới có đó sao? Thế thì cũng phải xem các người có thành ý hay không chứ? Tần Lạc nói, nhiều nhất là 15%, không thể cao hơn được nữa. Một mình cô ấy còn được nhiều hơn cả một gia đình ấy. Cửu Yên Mị nói. 50%, Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị nghe xong mà kinh hãi, nói, nhiều nhất là 20%. 50%. Cửu Yên Mị không tranh cãi và cũng không nói thêm gì nữa, hai mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Tần Lạc cũng không do dự gì mà đối mặt thẳng với nàng, chẳng có chút gì gọi là né tránh cả. Anh biết điều đó là không thể. Sự thực là quá cao. Chúng tôi không ngờ là anh lại đòi nhiều như vậy, tôi cũng không có quyền. Cho cô ấy nhiều thế, Cửu Yên Mị thành thật nói. Tôi biết, Tần Lạc nói, mấy người cứ về bàn bạc đi, tôi không gấp. Cửu Yên Mị nói, vậy thì xin cáo từ. Hẹn gặp lại, Tần Lạc đứng dậy tiễn khách. Trên đường Huyền Vũ, một dòng xe hơi từ từ chuyển bánh tiến lại. Đi đầu là một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cổng của một căn biệt thự không được coi là tráng lệ nhưng lại mang đậm một vẻ xa hoa và hoành tráng. Những chiếc xe ở đằng sau cũng lần lượt dừng lại, không phát ra bất kỳ một âm thanh ồn ào nào. Cánh cửa xe bên ghế phó lái được mở ra, một anh chàng đẹp trai mắt xanh tóc vàng bước xuống, sau đó chạy ra sau mở cửa xe một cách thuần thục, phong thái của anh ta nho nhã, đẹp mắt, thoạt nhìn như có vẻ được huấn luyện qua rồi vậy. Nếu mà để cho những người trong giới sát thủ biết được sát thủ tiếng tăm lừng lẫy như Giê-xu lại đi làm bồi xe cho một người phụ nữ, thì biết là họ sẽ kinh ngạc đến nhường nào. Cạch! Ló ra ngoài đầu tiên là một đôi giày cao gót màu đen, tiếp đó là một cặp chân thon dài không chút tì vết. Sau đó Lệ Khuynh Thành với bộ đồ công sở màu bạc, tóc búi sau gáy từ từ bước xuống. Trợ lý của nàng xách một túi công văn đi sát theo sau. Nàng ta đứng ở một vị trí mà vừa không chướng mắt lại có thể gọi lúc nào tới lúc đó luôn được. Những chiếc cửa xe khác cũng từ từ được mở ra,
những nhân sĩ tinh anh mặc đồ vest khách điệu hoặc những bộ đồ lịch lãm cũng lần lượt bước xuống xe, rầm rộ bước theo sau Lệ Khuynh Thành. Áo mới xe sang, người đi theo nhiều vô số. Đúng là một bức tranh sống động về cảnh áo gấm hoàn hương. Cửu Yên Mị, Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu đứng ở cổng đợi nhìn nhau một cái rồi bước lên nghênh đón, cười nói, mọi người đều đang ở trong phòng khách đợi đấy, cứ đứng ở cổng như thế này thì không hay lắm. Lệ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng mà không thèm nói gì. Nàng biết rằng Cửu Yên Mị đang muốn giải vây cho những người đó. Bọn họ không biết là đã trải qua một lượt suy đi tính lại thế nào mà lại đồng ý với điều kiện hà khắc của Tần Lạc, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ tâm phục khẩu phục. Một đám ngu dốt, Lệ Khuynh Thành chửi thầm trong bụng, ngay cả một lợi ích lớn như vậy cũng bỏ đi, thế mà lại không muốn mất chút thể diện dù là nhỏ nhất, còn gì ngu ngốc hơn điều này đây. Một gia tộc ngu dốt thành đàn này, thì cứ để cho nó biến mất luôn trên cái thế giới này luôn đi. Quả nhiên, khi Lệ Khuynh Thành bước vào trong nhà, thì những người đó vẫn hùng dũng ngồi trong phòng khách, người thì uống trà, người thì nói chuyện, tựa như căn bản là chẳng có ai chú ý tới sự xuất hiện của Lệ Khuynh Thành vậy, mặc dù bọn họ vẫn liếc mắt nhìn về phía này. Lệ Khuynh Thành đứng ở cửa, lạnh lùng nói, từ hôm nay và từ bây giờ trở đi, tôi nói gì thì các người phải nghe theo như thế. Tôi muốn gì thì các người phải đáp ứng cho tôi. Chương 904, em chính là muốn cho bà ấy nghe thấy. Lời nói này vừa được thốt ra thì làm kinh động đến toàn bộ những người ngồi ở đây. Những người vốn đang ngồi nói chuyện uống trà đều đổ dồn ánh mắt về phía này, hướng vẻ mặt hầm hè lên nhìn Lệ Khuynh Thành. Cô nói thế là có ý gì? Cái gì mà gọi là cô nói cái gì thì chúng tôi phải nghe theo thế, cô muốn gì thì chúng tôi phải đáp ứng cho cô. Cô đừng có quên rằng cô chỉ là một quản gia thôi, chứ không phải là chủ nhân của chúng tôi. Đúng đấy. Khi trước chú hai cai quản sự nghiệp của Cửu thị cũng không có bá đạo như thế này bao giờ. Cô nghĩ mình là ai thế? Người đàn bà đanh ác, để cho cô vào trong nhà này đã là tốt lắm rồi, cô lại còn muốn cưỡi lên đầu lên cổ chúng tôi nữa à? Trừ phi là tôi chết nếu không thì cô đừng có nằm mơ. Lệ Khuynh Thành chẳng thèm để ý tới những ngôn từ ô yếu mà bọn họ dành cho mình, nàng cười khẩy nói, muốn chết à? Không dễ dàng như thế đâu. Chết là một cách giải thoát. Lệ Khuynh Thành đời nào lại để cho bọn họ được giải thoát một cách dễ dàng thế chứ? Ít nhất thì cũng không để cho bọn họ đột nhiên, trốn tránh, như Cửu Thiên Tứ được. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tiến hành sát hạch một cách toàn diện tất cả những người có trách nhiệm trong tập đoàn của Cửu gia. Nếu không đủ năng lực, thì tôi sẽ yêu cầu chủ động từ chức, chọn một người có năng lực hơn để thế chỗ vào. Câu nói này nhằm đúng vào những nhân vật quan trọng trong Cửu gia. Sản nghiệp của Cửu thị thuộc vào hạng sản nghiệp tư nhân, không ít người trong Cửu gia đều đảm nhiệm một chức vụ hoặc kiêm nhiều chức vụ trong tập đoàn. Bọn họ người thì chỉ chuyên phụ trách về vấn đề nhân sự như thế này, người thì nắm trong tay quyền quản lý vận hành của một công ty, nếu không quét sạch hết bọn họ ra ngoài thì cho dù Lệ Khuynh Thành có trở thành một người cầm quyền chính trong công ty, cũng chưa chắc đã khiến cho những công ty, xí nghiệp này kinh doanh và phát triển đúng theo như ý nguyện của nàng. Cô làm trò đã đủ chưa? Chúng tôi là cổ đông của công ty, chúng tôi là ông chủ, chúng tôi là những nhà đầu tư. Dựa vào cái gì mà tiến hành sát hạch đối với chúng tôi? Cửu Trọng Xương nhảy dựng lên chửi vào mặt Lệ Khuynh Thành. Lẽ nào không ai nói cho anh biết là khi nói chuyện với phụ nữ thì phải lịch sự, phong độ đầy mình hay sao? Giê-xu chặn lại trước mặt Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. Phong độ cái con mẹ mày ấy, chúng tao nói chuyện thì làm gì có phần cho mày xen vào. Mau biến ra ngoài đi. Giê-xu không biến ra ngoài mà anh ta để cho Cửu Trọng Xương phải biến ra ngoài. Đúng là biến thật. Anh ta vừa đá nhẹ một cái mà Cửu Trọng Xương đã ngã nhào ra sàn nhà, sau đó thì từ từ lăn vòng tận ra bên ngoài cửa. Giê-xu không dám dùng lực lớn quá, vì nếu dùng lực quá thì Cửu Trọng Xương chắc là sẽ bay thẳng ra ngoài mất. Mặt mũi của Cửu Trọng Xương đều bị trà sát lên sàn nhà, muốn mở miệng chửi. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Giê-xu thì những lời thô tục sắp được văng ra lại bị mắc kẹt luôn ở cổ họng, khiến cho hắn ta mặt đỏ tím tái hết cả lên. Người đàn ông ban nãy còn mang vẻ mặt ôn hòa mà trong phút chốc đã đằng đằng sát khí. Hắn cảm nhận được Giê-xu thực sự sẽ giết người. Á, Trọng Xương, anh không sao chứ? Sao anh lại có thể đánh người được? Thật thô lỗ hết sức. Không có giáo dục, đúng là chủ nào tớ nấy. Giê-xu nhìn Lệ Khuynh Thành một cái rồi cười hề hề hỏi, tôi có thể nói cho bọn họ biết nghề của tôi trước kia là sát thủ không? Được, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Bọn họ có tin không? Chắc là không đâu.
Ồ, thế thì thôi vậy. Giê-xu có phần bất đắc dĩ. Từ sau khi có được thân phận, thì anh ta hành sự không tiện cho lắm. Làm sát thủ thì vẫn tốt hơn, lúc đó chẳng bao giờ phải để mắt tới cảnh sát hay pháp luật làm gì cho mệt. Lệ Khuynh Thành thu lại nụ cười của mình, nàng tiếp tục dùng ánh mắt sắc lẹm lướt ra xung quanh, nói, tôi không cần biết các vị hiện giờ đang đảm nhận chức vị gì, nhưng nếu không thông qua được đợt sát hạch này, thì việc mà các người cần phải làm đó là chủ động từ chức. Cứ làm một phú ông nhà giàu không phải rất thích hợp với các người hay sao? Lệ Khuynh Thành quay đầu lại nhìn Cửu Yên Mị, hỏi, những thứ mà tôi cần đều chuẩn bị hết rồi chứ? Chuẩn bị xong hết rồi, Cửu Yên Mị gật đầu nói, sau đó chỉ tay vào mấy chiếc hòm to tướng, sổ sách về sản nghiệp của Cửu thị toàn bộ đều nằm ở đây. Thu hết cả lại, Lệ Khuynh Thành vẫy tay một cái, đám người đi theo sau nàng lập tức tiến đến, cứ hai người một bê đem ra ngoài. À, còn một sự việc nữa quên không nói cho các người biết. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nhìn đám con cháu họ Cửu ai nấy sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói, nếu người của tôi trong khi kiểm tra sổ sách mà phát hiện ra có vấn đề gì. Ví dụ như có người tham ô công khoản này, lấy của công để bỏ túi mình này, v.v. Một khi bị phát hiện ra thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát ngay lập tức. Vì những đồng tiền này không chỉ là của các người, mà còn là của tôi nữa. Nói xong Lệ Khuynh Thành liền sải bước ra bên ngoài. Con tiện nhân, con đàn bà đê tiện. Là ai đã đồng ý để cho nó được hưởng 50% cổ phần? Là ai? Đúng là rước họa về nhà. Cửu gia thế là hết rồi, hết rồi. Ngày sau Cửu gia không còn là họ Cửu nữa rồi. Lệ Khuynh Thành khi đi đến cửa thì đột nhiên dừng bước quay lại, thì những con người đang lảm nhảm, ồn ào kia mới chịu ngậm miệng lại. Lạnh lùng. Ánh mắt của Lệ Khuynh Thành quả thật là rất lạnh lùng. Các người có thể chửi sau lưng tôi, nhưng không được để tôi tận tai nghe thấy. Những lời nói của các người không làm thương được tôi đâu, nhưng của tôi thì có thể đấy. Không ai nói gì toàn bộ câm như hến, em mờ. Ngu si. Lệ Khuynh Thành tuôn ra hai tiếng này xong thì lại quay người rời đi. Đợi cho bóng dáng của Lệ Khuynh Thành khuất xa rồi, thậm chí không còn nhìn rõ gì nữa thì trong phòng khách mới có người khẽ ho nhẹ lên một tiếng. Vừa rồi bọn họ đến thở còn không dám thở chứ đừng nói là ho nữa. Mọi người quay ra nhìn nhau, ai nấy đều có thể nhìn ra được vẻ hoảng hốt bất yên trong mắt người đối diện. Cho đến tận bây giờ bọn họ mới hiểu ra được một điều, Cửu gia thật sự là hết rồi. Một ngôi mộ cô đơn, một bóng hình xinh đẹp, một bó hoa cúc tươi nguyên. Bước từ trong Cửu gia ra, Lệ Khuynh Thành rời khỏi mọi người một mình tới đây. Thậm chí đến cả Giê-xu cũng bị nàng đuổi đi nữa. Nàng muốn được yên tĩnh một mình trong chốc lát. Sắc trời đã chuyển dần từ sáng sớm tới lờ mờ tối từ lâu, có cả những làn gió lạnh thổi hắt vào mặt, nhưng nàng lại chẳng có lấy một cảm giác. Nàng cứ yên lặng, tê dại, ngây người đứng đó, nhìn thẳng vào tấm ảnh trên chiếc bia mộ kia. Đây là một bức hình đen trắng có gì đó hoen ố phai mờ theo thời gian, trải qua bao nhiêu năm tháng dãi dầu mưa nắng, nhưng người phụ nữ trong ảnh không bị lấy đi tuổi thanh xuân và vẻ đẹp của mình, mà còn có một vẻ đẹp thanh tao thoát tục khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải thích. Người phụ nữ trong ảnh và Lệ Khuynh Thành có khá nhiều nét giống nhau. Trên đường núi cách đó không xa, Tần Lạc đứng bên cạnh chiếc Audi màu đen nhìn vào bóng hình đứng đơn độc một mình kia, hỏi, cô ấy đứng đó được bao lâu rồi? 8 giờ đồng hồ rồi. Giê-xu cười nói, sau đó anh ta giơ đồng hồ trong tay mình lên, bổ sung, đáng lẽ phải 8 giờ 25 phút mới đúng. Tần Lạc ngẩng lên nhìn trời, nói, xem ra trời sắp mưa rồi. Nói xong bèn bước nhanh đến chỗ Lệ Khuynh Thành. Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi. Tần Lạc đứng sau lưng Lệ Khuynh Thành cười nói. Lệ Khuynh Thành không quay đầu lại, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh nói, ngày trước muốn đến thăm bà, nhưng vẫn không có đủ dũng khí. Em thậm chí còn không dám gọi bà ấy là mẹ nữa, vì cứ mỗi lần em gọi thì lại cảm giác như có một tảng đá chèn lên ngực làm cho em không sao thở nổi. Không còn có gì khiến người ta phải khổ sở như thù hận. Hôm nay cuối cùng cũng có thể đến thăm bà, nên em muốn ở bên cạnh bà lâu hơn một chút. Đây cũng đâu phải là việc gì to lớn lắm đâu, mai anh tìm người chuyển mộ của bà vào trong thành phố, như thế thì lúc nào em thích là có thể đến thăm bà. Lệ Khuynh Thành không bác bỏ ý kiến của Tần Lạc, mà vẫn tự lẩm nhẩm, lúc đó em vẫn còn nhỏ lắm, bà đã nói với em rằng, con à, ngày sau con nhất định đừng dễ dàng mà yêu một người đàn ông. Kỳ thực yêu họ chẳng có gì là sai, chỉ sợ rằng yêu không phải người thuộc về mình. Lệ Khuynh Thành chỉ vào người phụ nữ trong ảnh, nói với Tần Lạc, bà đã yêu một người đàn ông, rồi hiến dâng hết tất cả những gì mình có,
kết quả là bị người đàn ông đó vứt bỏ một cách vô tình, bị người nhà của người đàn ông đó đuổi ra khỏi cửa. À không, phải nói là căn bản là chưa được bước qua cánh cửa mới đúng. Vậy mà em lại bước vào con đường mòn mà bà ấy đã đi. Kỳ thực thì, Tần Lạc muốn lên tiếng giải thích, nhưng định nói ra khỏi miệng rồi mà lại không nói được gì. Hứa hẹn nói ra thì đơn giản lắm, nhưng làm thì khó khăn vô cùng. Anh không cần nói gì đâu, em hiểu mà. Lệ Khuynh Thành quay đầu lại cười với Tần Lạc, nói, em trước giờ chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình, những gì anh cho em đã vượt xa phạm trù em mong muốn rồi. Em có lẽ được xem là một người vợ bé hạnh phúc nhất trần gian này cũng nên. Lệ Khuynh Thành hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, nói với giọng bi thương, người đàn ông mà mẹ yêu đã hại chết mẹ, còn người đàn ông con yêu lại báo thù giúp mẹ. Ít nhất thì điều đó có thể chứng minh rằng, về khoản chọn lựa đàn ông thì con có mắt nhìn người hơn mẹ, phải không? Không ngờ Lệ Khuynh Thành lại có thể thảo luận về loại sinh vật, đàn ông, với người mẹ vợ tương lai đã đi xa từ lâu như một cô bé con vậy, hắn chỉ biết đứng đó mà cười gượng. Lệ Khuynh Thành đứng thẳng người dậy, nói, đi thôi, chúng ta về thôi. Ừ, Tần Lạc gật đầu. Tôi đến chỗ em nhé, Lệ Khuynh Thành nói. Vì sao? Em muốn anh, và cũng muốn cho anh muốn em. Việc này, có thể đi xa hơn một chút rồi hãy nói không? Em chính là muốn cho bà nghe thấy đấy. Chương 905, kỳ tích trong lịch sử y học. Cơn mưa to đầu mùa đã gột rửa cả thế giới này. Những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên lá cây chuối tây xanh mơn mởn trước sân giống như những hạt ngọc có linh tính. Điền Loa dang rộng hai tay mấy cái, hắn cười nói với Tần Túng Hoành cũng trong tình cảnh tương tự vì ngồi lâu trên ghế mà không thư giãn gân cốt, cuộc chiến tranh chấm dứt. Thắng bại đã phân. Có vở kịch nào thể diễn cả đời không? Tần Túng Hoành cười hỏi. Điền Loa ngoác mồm tranh cãi, chính là vì vẫn còn chưa đủ độ nghiền. Có phải anh đã sớm đoán ra kết cục này không? Đoán được thì sao nào? Cần phải diễn như thế nào thì cũng đã diễn rồi, không thay đổi được quá trình cũng như không thay đổi được kết cục. Người quá thông minh cũng không tốt, thế nhưng tôi rất tò mò là rốt cuộc vụ phóng hỏa này do ai làm? Kịch bản này liệu có như chúng ta dự đoán là do bên ngoài giàn dựng không? Cửu gia nhất định là không ngu ngốc lựa chọn một thời điểm như vậy để phóng hỏa. Làm như vậy chỉ có hại cho bọn họ. Nếu như đối thủ của bọn họ chết trong trận hỏa hoạn đó thì sao? Tần Túng Hoành đi tới cây chuối tiêu trước sân, hắn giơ ngón tay chọc vào một hạt trâu trên là chuối. Ý của anh nói là thật sự Cửu gia đã gây nên vụ hỏa hoạn đó sao? Điền Loa mở to hai mắt hỏi. Tôi không nói như vậy. Tần Túng Hoành chối phát, trước khi điều tra được chân tướng sự việc. Bất kỳ ai cũng có khả năng là hung thủ. Anh nói xem liệu anh ta có nghi ngờ anh hay không? Điền Loa cười hì hì hỏi. May là lần này anh ta không cho người tới bắt tôi. Nếu không tôi lại phải tới cục cảnh sát hai tối. Tần Túng Hoành tự chế giễu mình. Sát khí từ trong mắt Điền Loa tỏa ra bốn xung quanh. Hắn nheo mắt hỏi, rốt cuộc khi nào anh mới bắt đầu phản kích? Vào lúc có thể giành thắng lợi. Vậy khi nào mới có thể giành thắng lợi? Không biết. Tần Túng Hoành mỉm cười nói khi nhìn dáng vẻ của Điền Loa, cuộc đời con người dài dằng dặc, cả đời người phải luôn có một người làm đối thủ mới thú vị. Đây chính là một canh bạc, tôi không sợ thua, tôi chỉ cần thắng một trận là đủ, chỉ cần thắng một trận, tôi chính là người chiến thắng cuối cùng. Tần Túng Hoành giơ ngón tay thon mảnh, dài, để mặc cho giọt nước ở đầu ngón tay nhỏ xuống lá chuối bên dưới, giọng nói của hắn mềm mại nhưng mang theo một sức mạnh mê hoặc lòng người. Tôi biết người cuối cùng đánh bại được con người đó chính là tôi. Tôi cũng nghĩ vậy, Điền Loa phá lên cười nói. Bầu không khí thoáng đãng sau cơn mưa, lúc này khí trời đã vào đầu thu. Mùa hè kéo dài lê thê, luyến tiếc không chịu rời bỏ nhưng thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Đặc biệt sau cơn mưa, thời tiết ở Yến Kinh càng lạnh giá. Lúc này những người mặc quần áo mỏng manh đã bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh Tần Lạc. Nàng chỉ tay vào trường săn bắn hoa điền hoang tàn sau trận hỏa hoạn và nói, cần phải nửa tháng nữa mới có thể dọn sạch hiện trường. Điều may mắn nơi này là vùng núi hoang vắng nếu không thì những tro bụi này không có cách nào có thể vận chuyển đi được. Em cho bọn họ mang ra giải ở sau núi. Sau này cây cỏ ở sau núi tái sinh cũng tiện, coi như là phân bón. Đây là lần đầu tiên sau trận hỏa hoạn Tần Lạc đi tới nơi này. Hắn cực kỳ nuối tiếc thảm thực vật xanh tươi kéo dài liên tục không dứt của ngọn núi này. Tần Lạc nói, hoa điền mới xây dựng ở đây có được không? Không phải có câu nói té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó sao?
anh muốn em làm vậy hả? Lệ Khuynh Thành cười gượng nói, đáng tiếc là tất cả phong cảnh ở nơi này đã bị hủy hoại. Những cây cổ thụ, thảm cỏ xanh không còn nữa. Những tảng đá cũng bị lửa thiêu đen thui. Tất cả mọi thứ đã mất đi vậy hoa điền còn đáng gọi là hoa điền sao? Bây giờ còn cặp dê bò trên vùng đồng cỏ mênh mông gió thổi như ngày xưa sao? Mà cho dù có dựng lại một trường săn bắn mới, những đại gia ngày xưa sẽ quay lại nơi này sao? Tần Lạc nhún vai, hờ hững nói, anh không hiểu chuyện làm ăn. Chuyện này tùy bọn em quyết định, đã chọn được nơi nào chưa? Chưa, Lệ Khuynh Thành nói, cô ấy vẫn đang đàm phán với chính phủ. Muốn có một ngọn núi như hoa điền này có lẽ tốn khá nhiều tiền. Hơn nữa sau khi chuyện này mới xảy ra, việc thẩm định cũng không dễ được thông qua. Có thể giúp em báo thù, một hoa điền cũng không tính làm gì. Hơn nữa tiền lấy được từ cừu gia cũng đủ cho em xây dựng mười mấy cái hoa điền khác. Đáng tiếc là mấy người trung tử, chuyện của bọn họ em đã giải quyết xong chưa? Em đã làm xong rồi, tự em đi làm, mỗi nhà được 200 vạn. Hơn nữa chỉ cần con em thân thuộc của bọn họ còn trẻ tuổi, công ty sẽ chi tiền nuôi ăn học hay đầu tư nghiên cứu. Khi lớn tuổi có thể vào công ty làm việc, nếu người có khả năng, có thể bổ nhiệm chức vụ thích hợp. Ừ, bọn họ đã mất, chúng ta nhất định phải nghĩ cách quan tâm chu đáo tới gia đình bọn họ. Thôi được rồi, anh đừng đứng đây than ngắn than dài nữa. Lệ Khuynh Thành khẽ đẩy Tần Lạc và nói, anh hãy mau quay về thôi. Bây giờ sức khỏe của anh tốt rồi, anh không thể lấy lý do ở lại bệnh viện. Hơn nữa mấy ngày nay cô ấy không xuất hiện, em biết cô ấy cố ý tặng anh cho em. Chính cung rộng lượng như vậy, em tuyệt đối không thể có lòng tham không đáy, đúng không? Được, anh quay về. Tần Lạc nói, từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hắn bị thương và vào tĩnh dưỡng ở trại an dưỡng của gia tộc Văn Nhân, đã mấy ngày hắn chưa về nhà. Lúc này Tần Lạc thực sự nhớ Lâm Hoán Khê và Bối Bối. Anh về đi, Lệ Khuynh Thành nói, thế nhưng anh nhớ là phải qua hiệu thuốc mua mấy viên thuốc nhỏ màu xanh đó, N. Mua cái đó làm gì? Đương nhiên Tần Lạc hiểu ý của Lệ Khuynh Thành khi nàng nói, viên thuốc nhỏ màu xanh. Anh về nhà, tối nay cô ấy, truy thu thuế, thì anh làm sao bây giờ? Anh còn sức lực không? Lệ Khuynh Thành che miệng cười hì hì nói. Tần Lạc bước tới, ôm Lệ Khuynh Thành vào ngực mình, tức giận nói, vậy tại sao đêm qua em liên tục muốn, không chán? Lúc đó là sao nhớ ra điều này? Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói, khi em kích động thì quên hết mọi chuyện. Trước tiên anh hãy uống mấy viên thuốc để ứng phó đêm nay. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, trả nợ sau. Cô ấy không tham ăn như em đâu, Tần Lạc nói. Đúng đúng đúng, chính vì vậy cô ấy mới là vợ cả. Vợ cả muốn, thu thuế, lúc nào thì thu. Những người làm vợ bé như em không phải chỉ biết lén lút sao. Được ăn thì phải ăn một trận no nê, nếu không khi đói bụng thì biết tìm anh ở đâu. Tần Lạc bỏ Lệ Khuynh Thành ra và nói, không nghe em ngụy biện nữa. Anh về đây. Lệ Khuynh Thành quay người nhìn rồi nàng cười nói, anh mang theo vệ sĩ của anh đi. Đừng để anh ta làm hỏng chị em của em. Giê-xu đang xem tướng bàn tay cho Lữ Hàm Yên. Không hiểu Giê-xu đang nói gì đó, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Mặc dù Lữ Hàm Yên chăm chú lắng nghe nhưng ở khóe miệng nàng xuất hiện một nụ cười vui vẻ mà đầy ẩn ý xấu xa. Tần Lạc mỉm cười, hắn thầm nghĩ. Hai người này tính cách như đã thành tinh vậy. Một người là sát thủ cực kỳ xuất sắc, một người là một nữ thương nhân tài giỏi. Cuối cùng thì người nào thất bại trong tay người nào thì vẫn rất khó nói. Bối Bối đang ngồi ở mái hiên viết chữ. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào sân, cô bé cầm bút chạy tới chỗ Tần Lạc, rúc đầu vào người Tần Lạc. Cha! Cha đã về, con nhớ cha muốn chết, giọng nói ngây thơ của Bối Bối vang lên, lúc này cô bé mặc một chiếc áo ngủ màu hồng trông đáng yêu như một tiểu thiên thần. Tần Lạc hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Bối Bối, hắn cười nói, cha cũng nhớ con chính vì vậy cha về gặp con. Bối Bối nhìn Tần Lạc nói, cha, mẹ nói cha bị ốm. Con muốn đi thăm cha nhưng mẹ không cho đi, mẹ còn nói con sẽ chạm vào vết thương của cha. Bối Bối giơ bàn tay bé nhỏ chạm vào ngực Tần Lạc nói, cha bị thương ở chỗ này sao? Cha đã khỏe rồi, Bối Bối sẽ không chạm vào vết thương. Tần Lạc ôm Bối Bối vào lòng, cười nói. Khi Lâm Thanh Nguyên về nhà, ông nhìn thấy Tần Lạc đang đứng ôm Bối Bối thì cười nói, có chuyện gì vậy? Tại sao cháu không vào trong nhà? Cháu mới về, Tần Lạc buông Bối Bối ra, hắn kéo tay cô bé và đi cùng Lâm Thanh Nguyên vào trong nhà. Hoán Khê nói cháu bị thương. Bây giờ cháu khỏe chưa? Lâm Thanh Nguyên nhìn Tần Lạc, hỏi thăm với vẻ cực kỳ quan tâm. Cháu không sao,
Tần Lạc cười nói, hai ngày qua cháu phải xử lý một vài chuyện vì vậy cháu không về nhà được. Ừ, Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói, mấy ngày nay cháu không ở nhà, trong giới y học đã xảy ra một sự kiện trọng đại. Có chuyện gì quan trọng? Tần Lạc hỏi. Lần trước chúng ta đọc báo không phải có nghe nói bệnh viêm gan siêu vi B đã chữa được sao? Trước đó chúng ta còn tưởng đây chỉ là quảng cáo thuốc giả nhưng không, bây giờ có một vài đơn vị có uy tín đã có kết quả kiểm nghiệm. Thuốc pha chế sẵn quả thực có thể tiêu diệt siêu vi trùng viêm gan B. Ông nghe nói một vài xí nghiệp ở Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất loại thuốc này. Bây giờ có rất nhiều bệnh viện đã tìm gặp, thương lượng chuyện hợp tác với họ. Hôm nay bệnh viện của ông cũng đã thảo luận, còn muốn ngay lập tức bình chọn cho ớt can giải độc phương. Mấy đơn vị có uy tín nào cho kết quả kiểm nghiệm? Tần Lạc hỏi. Hiệp hội Trung y Thế giới, Viện Nghiên cứu Trung y cùng với Liên minh Y học TMP. Ông nghe nói loại thuốc sau khi phối hợp một vài dược liệu Trung y có thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh viêm gan. Đây coi như là kỳ tích của giới y học. Nếu như thật sự có loại thuốc có thể chữa được bệnh viêm gan siêu vi B thì đó là một sự kiện rất tốt đẹp đối với con người trên thế giới. Sau này Trung y không cần nỗ lực mở rộng, mọi người sẽ tranh nhau sử dụng. Tần Lạc cười nói nhưng không hiểu tại sao khi biết chuyện này, khi nói chuyện trong lòng Tần Lạc luôn có một cảm giác như không muốn chấp nhận. Chẳng lẽ đây chính là tính ganh ghét sao? Tần Lạc lắc đầu, hắn biết bản thân hắn không có lòng dạ hẹp hòi. Hắn hy vọng càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của hắn. Con đường hắn đang đi có quá ít người đi chính vì vậy gian nan, hao tổn rất nhiều sức lực. Không phải đúng là như vậy sao? Lâm Thanh Nguyên không chú ý tới vẻ mặt của Tần Lạc, ông hào hứng nói tiếp, nghe nói thầy thuốc Lam Thiên Hộ, người nghiên cứu ra loại thuốc mới này đã tới Trung Quốc, chuẩn bị tham gia tiết mục của đài truyền hình Trung Quốc, đại giảng đường danh y có nói tới loại thuốc mới của ông ấy. Nếu có cơ hội hai người có thể nói chuyện với nhau. Tần Lạc gật đầu nói, xem ra thật sự phải tìm ông ta nói chuyện rồi. Chương 906, bán thuốc chuột. Lâm Hoán Khê từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Nàng mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu tím nhạt, tóc nàng được quấn trong khăn tắm. Mặt nàng bôi vẽ gì đó. Em bôi cái gì vậy? Tần Lạc bỏ quyển sách trong tay xuống và hỏi. Mỹ phẩm dưỡng da, Lâm Hoán Khê trả lời. Không phải trước kia em không bao giờ dùng mỹ phẩm sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Trước khi Lâm Hoán Khê còn làm giảng viên đại học, nàng chỉ trang điểm qua loa, rất ít khi nàng dùng các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp bôi vẽ loạn trên khuôn mặt mình. Thế nhưng cho dù là như vậy thì nước da của nàng vẫn trắng nõn nà, khiến người khác mê đắm, nàng được sinh viên nhà trường đặc biệt danh là băng mỹ nhân. Từ sau khi Lâm Hoán Khê và Tần Lạc phát sinh mối quan hệ nam nữ, sau khi cùng lúc có được tình yêu và thân thể, săn sóc, nước da của nàng lại càng trở nên mịn màng. Nước da trắng hồng, quyến rũ, làm bớt đi phần lớn sự lạnh lùng trên gương mặt nàng. Cho tới lúc này Lâm Hoán Khê không còn tính cách quái dị, không thể tiếp xúc giống như lần đầu tiên Tần Lạc gặp nàng. Thậm chí có nhiều lúc Tần Lạc còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nàng. Cuộc sống của cô ấy rất tốt. Như vậy mới khiến Tần Lạc yên tâm đôi chút vì hắn biết hắn nợ nàng rất nhiều. Lâm Hoán Khê tháo bỏ khăn tắm quấn đầu, mái tóc nàng xõa tung. Lâm Hoán Khê nằm xuống bên cạnh Tần Lạc. Một hương thơm rung động lòng người lập tức bay vào mũi Tần Lạc. Tần Lạc thầm nghĩ, lúc này còn cần dùng viên thuốc nhỏ màu xanh đó sao? Mùi thơm cơ thể của phụ nữ chính là liều thuốc kích thích tình dục mạnh nhất trên thế giới này. Lâm Hoán Khê tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở ở đầu giường nhưng nàng không vội mở ra đọc tiếp. Nàng quay sang nhìn Tần Lạc và nói, việc bỏ vốn đầu tư trước kia cuối cùng đã có thu hoạch. Gần đây hiệp hội có khá nhiều thành quả nghiên cứu. Một thầy thuốc tên là Khương Tiểu Huy đã phối chế ra một chất lỏng chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Loại chất lỏng này dùng để bồi bổ sức khỏe rất có hiệu quả. Phương pháp điều chế loại thuốc này còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Trước tiên em sử dụng trước một ít để sau này biết mà đàm phán giá tiền với người mua. Tần Lạc nôn nóng nói, loại thuốc này còn chưa qua giai đoạn kiểm nghiệm, điều chế sản phẩm, tại sao em đã dùng thẳng cho mình? Nếu thuốc này có tác dụng phụ thì sao nào? Hàng mi dài của Lâm Hoán Khê chớp chớp, nàng khẽ mỉm cười nói, thật ra sản phẩm thuốc nước bổ dưỡng này đã nhận được sự tán đồng của tổ kiểm tra sản phẩm gồm mười mấy thầy thuốc chuyên nghiệp. Ngay cả Vương Tu Thân cũng liên tục khen ngợi sản phẩm này. Hơn nữa sản phẩm này không cho thêm bất kỳ loại phụ gia công nghiệp nào. Tất cả nguyên liệu điều chế đều là thực vật tự nhiên. Sở dĩ còn đang trong quá trình kiểm nghiệm lâm sàng là để chờ chính phủ cấp giấy phép. Thì ra là như vậy, Tần Lạc cười nói. Anh không muốn gương mặt em bị hủy.
nếu thật sự bị hủy hoại thì sao nào? Lâm Hoán Khê không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi câu đó. Sở dĩ nàng hỏi câu này là nàng đang mở sách đọc, khi nghe Tần Lạc nói câu trước đó, nàng liền buộc miệng hỏi. Sau khi hỏi xong một câu hỏi có vẻ rất nhàm chán này, Lâm Hoán Khê thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nàng nhanh chóng trở lại bình thường. Thực sự Lâm Hoán Khê cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Đây chỉ coi như là chuyện riêng tư của hai vợ chồng. Vậy coi như anh không may mắn, Tần Lạc nói với vẻ nghiêm túc, anh phải lấy một người phụ nữ rất xấu làm vợ. Lâm Hoán Khê cười duyên dáng, Tần Lạc cũng cười theo. Không hủy được mà cho dù có bị hủy anh cũng có thể chữa khỏi cho em. Tần Lạc nói, mà được rồi, bọn em đã bán sản phẩm này chưa? Em đã cho người loan tin này ra ngoài, có mấy công ty mỹ phẩm muốn mua nhưng em vẫn chưa đồng ý. Lâm Hoán Khê nói, hay để anh tìm giúp người mua cho em. Tần Lạc cười hì hì nói, bây giờ Khuynh Thành Quốc tế chính là công ty lớn nhất trong ngành sản xuất mỹ phẩm ở Trung Quốc nhưng có vẻ cơ cấu sản phẩm chỉ có một sản phẩm duy nhất, năng lực cạnh tranh không so được với mấy tập đoàn lớn như Procter và Gamble, Vizy, Aran. Hàng hóa của mấy tập đoàn này hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm chung, cao cấp, vơ vét tiền bạc như múc nước vậy. Nếu như có thể mua được sản phẩm thuốc nước được nhiều chuyên gia tán thành thì có thể cung cấp cho Khuynh Thành Quốc tế một quân cờ rất mạnh. Tới khi đó hai sản phẩm này đồng thời lưu hành, công cuộc phát triển công ty sẽ rút ngắn thời gian hơn. Sau này Khuynh Thành Quốc tế nhất định phải trở thành một tập đoàn quốc tế. Cơ cấu sản phẩm của nó dần dần phải được bổ sung, khi đó nó sẽ dần dần chiếm được thị trường lớn hơn, làm trắng da, tẩy nám, thậm chí là kem trang điểm mắt, son môi, phấn lót. Tất cả những thứ này chỉ cần phụ nữ muốn, Khuynh Thành Quốc tế sẽ dần dần chiếm lĩnh thị trường. Cả Trung Quốc này có mấy trăm triệu phụ nữ. Trong mấy trăm triệu phụ nữ này có 100 triệu cô gái trẻ. Đây chính là khách hàng lớn nhất trên thế giới. Nếu như Khuynh Thành Quốc tế nằm trong tay người khác quản lý, Tần Lạc có thể thản nhiên lôi kéo cho người ta nhưng một bên là Lệ Khuynh Thành, một bên chính là Lâm Hoán Khê. Cuộc mua bán này diễn ra như thế nào thì cần phải thử thách sự thông minh của hắn. Được. Anh hãy bảo công ty đó tới đàm phán. Lâm Hoán Khê hờ hững nói, có vẻ nàng không mấy hứng thú. Tần Lạc không hỏi tiếp nữa. Hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của câu, có chừng mực. Cho dù thái độ của Lâm Hoán Khê cực kỳ rộng lượng nhưng nếu như Tần Lạc hắn lại liên tục trợ giúp người phụ nữ khác trước mặt nàng, rất có thể hắn sẽ đánh đổ một bình giấm chua. Đây chính là điều Tần Lạc lo lắng nhất. Lâm Hoán Khê mở sách, nàng quay nhìn Tần Lạc nói, anh mệt mỏi mấy ngày rồi. Anh hãy ngủ sớm đi. Đọc sách một lát đã. Tần Lạc nói, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, quay sang hỏi Lâm Hoán Khê, em có biết chuyện Ất Can giải độc vương không? Em biết, Lâm Hoán Khê gấp quyển sách lại. Nàng kẹp một ngón tay ở chính giữa, coi như là đánh dấu, mấy ngày nay như là thùng thuốc súng phát nổ vậy. Toàn bộ giới truyền thông thế giới đăng báo nói là thuốc trung y có thể giải quyết được bệnh viêm gan siêu vi B. Bây giờ trung y, dược đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới. Thậm chí còn có bài báo coi Lam Thiên Hộ, người điều chế ra loại thuốc này chính là một đại công thần có công thúc đẩy, một lần nữa khiến trung y đứng dậy chiếm lĩnh thế giới. Sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, em có nhiều tài liệu về chuyện này không? Nếu muốn thu thập tài liệu thì cực kỳ dễ dàng, tất cả báo, đài đều nói về chuyện này. Lâm Hoán Khê nói, nếu như anh muốn, ngày mai em sẽ cho người mang tới cho anh. Được, có bao nhiêu thì em hãy sưu tầm bấy nhiêu. Tần Lạc nói, em có tài liệu về cách điều chế Ất Can giải độc vương không? Không một cơ quan truyền thông nào có tài liệu về cách điều chế thuốc. Nghe nói là thầy thuốc Lam Thiên Hộ đã đăng ký độc quyền trên toàn thế giới. Bây giờ các công ty thuốc trên toàn thế giới đang xếp hàng muốn đàm phán với bọn họ về loại thuốc mới này. Thế nhưng Lam Thiên Hộ nói ông ta là một người Trung Quốc, ông ta chỉ muốn hợp tác với một công ty Trung Quốc. Bây giờ loại thuốc này đang được đưa vào sản xuất. Nó sẽ nhanh chóng được đưa ra thị trường. Nhưng mà cho dù có đưa ra thị trường thì bản hướng dẫn thành phần thuốc cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần chính của phương thuốc vẫn được giữ bí mật. Đúng vậy, Tần Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ, tốt nhất là có thể tìm được cách điều chế thuốc của bọn họ. Tần Lạc biết đây chỉ là một ước vọng của hắn mà thôi. Với một phương thuốc như thế này, có trời mới biết ông ta cất giấu nó ở đâu. Có lẽ khi đó chính hắn cũng nuốt vào trong bụng mình. Nếu như cách điều chế Coca-Cola bị người ta đơn giản tìm ra như vậy thì bây giờ Coca-Cola có hùng mạnh như ngày nay không? Tần Lạc đoạt quyển sách trong tay Lâm Hoán Khê, hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng và nói, em làm cả ngày mệt rồi.
hãy ngủ đi. Lâm Hoán Khê giơ tay tắt đèn sau đó lặng lẽ nằm trong lòng Tần Lạc. Trong khi Tần Lạc đang ăn sáng thì có khách tới thăm. Tần Lạc cầm tờ danh thiếp và đọc. Trên mặt danh thiếp có một hàng chữ nhỏ màu đen: đạo diễn chuyên mục, đại giảng đường danh y, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tần Lạc cười hỏi, xin hỏi Vu Tiên Sinh tìm tôi có chuyện gì? Vu Thiên là một người đàn ông trung niên bình thường, tướng mạo ngũ đoạn. Ông ta đeo một đôi kính mày đen. Khi nói chuyện, mặt ngửa lên trông giống như diễn viên hài kịch phạm vĩ vậy. Theo thói quen, Vu Thiên nâng cặp kính mắt lên rồi cười ha hả nói với Tần Lạc, Tần Tiên Sinh, là thế này. Không hiểu gần đây tiên sinh có nghe tin tức về việc thuốc trung y có thể chữa trị được bệnh viêm gan siêu vi B không? Có biết, Tần Lạc gật đầu nói, nếu như thông tin đó là chính xác thì chính là tin mừng cho trung y. Tần tiên sinh, là như thế này. Chuyên mục, đại giảng đường danh y, của chúng tôi có mời thầy thuốc Lam Thiên Hộ, người sáng chế ra ớt can giải độc vương tham gia thu hình cho chương trình thường kỳ của chúng tôi. Ông ấy sẽ nói cho mọi người biết một số câu chuyện thú vị và những trắc trở khi nghiên cứu phương thuốc này. Thậm chí ông ấy còn tiến hành trao đổi trực tiếp với khách mời ngay tại trường quay. Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? Tần Lạc nói với vẻ không muốn hợp tác. Một lần nữa Vu Thiên nâng kính của mình và nói, Tần tiên sinh, là như thế này, không thể phủ nhận một điều tuy anh còn trẻ tuổi nhưng mấy năm gần đây, không nghi ngờ gì nữa, anh chính là người lãnh đạo giới trung y Trung Quốc. Cây đại kỳ trung y Trung Quốc vẫn do anh nắm, anh chính là người anh hùng, niềm tự hào của dân tộc. Chúng tôi muốn mời anh làm khách quý của chuyên mục, cùng tranh luận với Lam Thiên Hộ tiên sinh, tranh luận thẳng thắn. Chẳng lẽ anh không mong đợi điều này sao? Quả thật là tôi không mong đợi, Tần Lạc thẳng thắn nói, thế nhưng có thể được gặp mặt thầy thuốc Lam Thiên Hộ cũng không tệ. Đúng đúng, Tần tiên sinh, anh hãy nghĩ lại đi, hai người đều là những người mạnh nhất trong lĩnh vực trung y. Khi hai người tranh luận nảy lửa thì sẽ thế nào đây? Hai người sẽ nhen tình cảm mãnh liệt của người xem. Tần Lạc chỉ cười mà không trả lời. Hắn thật sự không suy nghĩ sâu xa như vậy. Hắn chỉ muốn đi tới đó xem rốt cuộc Lam Thiên Hộ kia là người như thế nào mà có thể mang thuốc chuột bán lên truyền hình Trung Quốc. Vu Thiên phấn khích nói khi ông ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Tần Lạc, Tần tiên sinh, anh đồng ý nhé. Đồng ý, Tần Lạc gật đầu xác nhận. Tốt quá, vậy 6 giờ chiều mai xin mời đại giá tới đài truyền hình Trung Quốc. Vu Thiên nói, tôi nhất định sẽ tới tham dự. Chương 907, ám tổn hại. Mặc dù biết con người trước mặt mình có quyền thế nghiêng trời nhưng Lam Thiên Hộ vẫn không thể khống chế được tâm trạng của mình. Ông ta lên tiếng căn vặn, tại sao lại mời thằng nhãi họ Tần đó làm khách quý? Đây là ý định của ai vậy? Ý định này thật sự rất ngu xuẩn. Bạch Tàn Phổ cười ha hả nhìn Lam Thiên Hộ nói, thế nào, ông sợ hả? Vì Bạch Tàn Phổ muốn hợp tác với người phụ nữ Mỹ kia nên gã đã lấy một thân phận giả mở một công ty dược. Hiện tại loại thuốc mới vẫn chưa đưa ra thị trường nhưng người muốn đàm phán với công ty của gã đã xếp một hàng dài. Càng ngày càng có nhiều bệnh viện và công ty muốn được tiêu thụ loại thuốc đó trước, thậm chí vài công ty nước ngoài cũng gọi điện tới đề nghị hợp tác. Bạch Tàn Phổ biết chỉ cần loại thuốc này được đưa ra thị trường, tiền bạc có thể cuồn cuộn chảy vào túi gã. Một năm, không chỉ nửa năm mà thôi, Bạch Tàn Phổ gã sẽ trở thành một người đàn ông cực kỳ giàu có. Cho dù rất nhiều lần Bạch Tàn Phổ gã đột nhiên bừng tỉnh trong cơn mơ. Trong giấc mơ của mình, Bạch Tàn Phổ thấy mình ngã xuống từ một ách núi. Gã cố hết sức bò lên trên. Gã đã vất vả trèo lên trên, chỉ cần một cú nhảy nhẹ nhàng là gã có thể lên trên nhưng đột nhiên một đôi chân rất to đạp tới, giẫm nát mờ u bàn tay gã sau đó hai bàn chân, một trái, một phải còn điên cuồng trả đi sát lại. Bạch Tàn Phổ kiên cường chịu đựng sự lăng nhục, hành hạ đó nhưng cuối cùng vì quá đau đớn. Gã chỉ biết gào lên một tiếng, buông tay và rơi xuống vực sâu bên dưới. Trong những lúc rảnh rỗi, Bạch Tàn Phổ luôn luôn tự hỏi trong đầu mình, rốt cuộc đôi bàn chân to đó là của kẻ nào? Kẻ nào muốn dồn gã vào chỗ chết? Bản thân Bạch Tàn Phổ cũng biết cuộc hợp tác này quá bất bình thường, quỷ dị tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tàn Phổ gã không phải trả một cái giá quá lớn, những người kia cũng không ràng buộc gì gã, đã cung cấp cho gã một phương thuốc mà có thể kiếm được những món lợi kết xù. Vì sao bọn họ làm vậy? Xuất thân từ một gia tộc kinh doanh lớn, Bạch Tàn Phổ gã hiểu rõ một đạo lý, trên thế gian này không có thù hận vô duyên cớ, càng tuyệt đối không có tình yêu vô duyên cớ. Một người vất vả vì bạn bao nhiêu thì người đó muốn nhận từ bạn bấy nhiêu. Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì đây? Thế nhưng sự sợ hãi trong lòng Bạch Tàn Phổ đã bị che mờ bởi những món lợi khổng lồ.
mấy ngày nay quả thực tâm trạng gã rất tốt. Chính vì vậy Bạch Tàn Phổ có thể dễ dàng bỏ qua cho thái độ sắc sược của Lam Thiên Hộ. Đối với những người có thể mang tới cho gã vinh quang hay lợi ích, gã đều rất kiên nhẫn với bọn họ. Sợ, tại sao tôi phải sợ? Đương nhiên Lam Thiên Hộ không muốn thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình trước mặt người khác. Tuy Lam Thiên Hộ này tới từ Hong Kong nhưng ông ta cũng là người có danh tiếng trong giới trung y. Lam Thiên Hộ đã thể hiện được tài năng của mình từ trước khi Tần Lạc được sinh ra, nổi tiếng hơn Tần Lạc những 20 năm. Bởi vì thuốc này có vấn đề, Bạch Tàn Phổ cười nói. Lâm Thiên Hộ nổi nóng, ông ta kích động nói, ai nói thuốc này có vấn đề? Tại sao thuốc này lại có vấn đề? Cậu bảo nó có vấn đề vậy tại sao còn đưa vào sản xuất? Tại sao còn tiêu thụ nó, còn dùng nó kiếm tiền? Rách, người đứng đầu phái đoàn vội vàng đứng dậy khuyên can, tiên sinh, nhị vị tiên sinh. Xin hai người không nên tức giận chỉ khiến con người mất đi lý trí của mình, tức giận cũng có thể khiến cho con người chóng già. Không có chuyện gì là không thể giải quyết được, chúng ta hãy từ từ nói chuyện, được không? Bạch tiên sinh, tôi cũng rất tò mò, tại sao anh lại cho người tới mời Tần Lạc làm khách quý của chuyên mục? Anh biết đó, anh ta không phải là bạn của anh mà. Lúc nãy Bạch Tàn Phổ chỉ dùng chiêu giả vờ, thử dò xét Lam Thiên Hộ mà thôi. Thực sự chính Bạch Tàn Phổ cũng không thể biết phương thuốc ất can giải độc phương này có vấn đề hay không. Phương thuốc này đã được nhiều cơ quan y tế chứng thực. Hơn nữa gã cũng đã mời những chuyên gia nổi tiếng tới. Bọn họ đều nói không phát hiện ra vấn đề gì, quả thật chứng minh thuốc này có thể sử dụng được. Nếu như sau này thật sự có chuyện gì đó, chỉ cần tìm người chịu tội thay là xong. Có ai biết chính Bạch Tàn Phổ đứng sau chuyện này không? Dường như thái độ của Bạch Tàn Phổ với Rách thân mật hơn nhiều. Nguyên nhân của điều này là vì Rách chính là phái viên của người phụ nữ Mỹ kia, cũng là trợ thủ của người phụ nữ đó. Hay nói cách khác Rách chính là người giám sát công việc và phát ngôn của người phụ nữ Mỹ kia. Rách tiên sinh, người Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ là, người hiểu bạn nhất vĩnh viễn là kẻ thù của bạn. Đúng thế, cũng chính bởi nguyên nhân là tôi rất hiểu anh ta chính vì thế tôi mới chủ động mời anh ta tới làm khách quý của chuyên mục. Tôi có thể hiểu nếu như chúng ta không chủ động mời anh ta tới. Sau khi anh ta biết chuyện này, nhất định anh ta sẽ lén điều tra. Một khi như thế thì sẽ bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Bây giờ chúng ta chủ động tạo cơ hội cho anh ta, chỉ cần thuốc này không có vấn đề, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ sự kiểm tra và nghi ngờ. Rách tiên sinh, chẳng lẽ thật sự thuốc này có vấn đề sao? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Rách cười ha hả, xua tay nói, thế nhưng nếu ngay trong chuyên mục, anh ta hạ thấp sản phẩm của chúng ta hay nghi ngờ Lam thầy thuốc thì sao? Cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng xấu. Chúng tôi biết anh ta có hậu thuẫn rất mạnh ở Bộ Y tế. Nếu anh ta gây ra một vài chuyện bất lợi cho chúng ta thì người bị hại chính là chúng ta. Rách liếc nhìn Bạch Tàn Phổ và nói, dù gì người gánh chịu tổn thất chính là Bạch tiên sinh. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không chi một đồng nào cho chuyện này. Rách tiên sinh quá khách khí rồi. Cái gì là của tôi, của anh? Tới khi thuốc này thật sự kiếm ra tiền, tiền đó không phải của chúng ta sao? Bạch Tàn Phổ cười nói. Sự che giấu của người Mỹ càng khiến Bạch Tàn Phổ nghi ngờ thuốc này có vấn đề thế nhưng rốt cuộc là vấn đề gì, có cần phải biết rõ không? Nhưng lúc này Bạch Tàn Phổ đã lên thuyền giặc, gã không còn đường quay lại nữa rồi. Khi biết tin Tần Lạc đồng ý làm khách quý, tham gia chuyên mục đại giảng đường danh y, hơn nữa hắn còn trực tiếp tranh luận với Lam Thiên Hộ về những vấn đề khó khăn của căn bệnh viêm gan siêu vi B trên thế giới, Lâm Thanh Nguyên, Cố Bách Hiền, Trác Lão, Quách Húc Sinh và Hà Kế Thiên. Tổng biên tập Trung y Trung Quốc đều muốn đi cùng Tần Lạc tới đài truyền hình cổ vũ. Bất đắc dĩ Tần Lạc đành phải gọi cho Vu Thiên nhờ giải quyết. Khi Vu Thiên nghe nói có rất nhiều thầy thuốc Trung y tài giỏi ở Yến Kinh tới tham dự chuyên mục, Vu Thiên cực kỳ vui mừng. Thậm chí Vu Thiên còn chủ động mời những vị danh y này lên thảo luận, cùng làm khách quý của chuyên mục. Tần Lạc nghĩ tới mục đích tới dự của hắn mà khéo léo từ chối đề nghị của Vu Thiên. Chỉ tham gia một chuyên mục mà thôi nhưng lại dẫn theo nhiều bạn bè tới cổ vũ. Khi trò chuyện với Lam Thiên Hộ vui vẻ thì không có vấn đề gì nhưng một khi không hợp nhau thì sẽ bỏ về. Điều này có phải là coi thường người khác không? Nói một cách thật sự thì Tần Lạc nghi ngờ Lam Thiên Hộ cũng giống như những thương nhân vô lương tâm giao bán thuốc giả trên báo và Internet, quảng cáo thuốc có thể trị bệnh viêm gan siêu vi B để nhân cơ hội vơ vét tiền bạc. Mục đích của những người này chỉ là gây náo loạn một chút mà thôi. Thủ đoạn này có vẻ tương đối cao minh. Sở dĩ Tần Lạc đồng ý tới tham dự chuyên mục là vì hắn muốn đánh giá.
Nếu như loại thuốc này có hiệu quả kỳ diệu, hắn sẽ mặc kệ cho người xem cả nước nghĩ gì thì nghĩ, hắn sẽ cúi đầu 3 lần trước Lam Thiên Hộ này. Đương nhiên nếu như Lam Thiên Hộ bán thuốc giả vậy Tần Lạc tuyệt đối sẽ không khách sáo với Lam Thiên Hộ. Tần Lạc từ chối ý tốt của Vu Thiên, hắn chỉ nói là cần Vu Thiên sắp đặt cho người vào tham dự chuyên mục là được. Tuy ngoài miệng Vu Thiên đồng ý nhưng trong đầu ông ta đã nghĩ tới chuyện cho quay phim quay nhiều hình ảnh của những người này, tới khi phát hình trên truyền hình, tiết mục mới có hiệu quả cao nhất. Khi Tần Lạc dẫn theo Jesu xuất hiện ở cổng đài truyền hình Trung Quốc thì đích thân Vu Thiên đã đứng trước cổng đón hắn. Vu Thiên bước tới 2 bước, ông ta bắt tay Tần Lạc và nói, Tần tiên sinh, là thế này, tôi đại diện cho toàn thể anh chị em làm chuyên mục hoan nghênh anh tới tham dự. Vu Thiên sinh khách sáo rồi, Tần Lạc khiêm tốn nói, người ta cực kỳ lịch sự đón mình, hắn cũng không muốn họ phật ý. Không khách sáo, không khách sáo, Vu Thiên cuống quýt xua tay nói, là thế này, Lam tiên sinh cũng sắp tới rồi. Khi hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe màu đen chạy vào trong. Tiếp theo đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc một bộ đường trang màu trắng bước ra khỏi xe. Một người đàn ông mặc vest đen và một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng bạc đi theo sau. Hai người này giống như thư ký và vệ sĩ của người đàn ông kia. Tần tiên sinh, là thế này, xin lỗi không thể tiếp anh được. Vu Thiên cười nói với Tần Lạc, sau đó ông ta vội vàng chạy xuống bậc thềm nghênh đón. Lam tiên sinh, là thế này. Rất vinh dự được mời ngài tới tham dự chuyên mục của chúng tôi. Tôi đại diện cho toàn thể anh chị em làm chuyên mục chào mừng ngài tới tham dự. Vu Thiên cười hì hì, nói lại câu đã nói với Tần Lạc cùng với Lam Thiên Hộ thế nhưng lúc này thái độ của Vu Thiên đối với Lam Thiên Hộ càng khách sáo hơn. Không có gì đáng trách, ai bảo người ta chính là hàng khủng, có công tìm ra thuốc chữa bệnh viêm gan siêu vi B. Thậm chí còn có người dự đoán, trong lần bình chọn năm nay, Lam Thiên Hộ còn có thể nhận được giải Nobel y học. Cảm ơn lời mời của Vu Tiên Sinh, cũng cảm ơn các đồng nghiệp của chuyên mục, tôi rất vinh hạnh được tham dự chuyên mục Đại Giảng Đường Danh Y. Lam Thiên Hộ dù gì cũng là người danh tiếng nên cung cách ứng xử xã giao rất khéo léo. Nào, tôi giới thiệu cho ngài làm quen với một thanh niên xuất sắc. Vu Thiên cười nói rồi dẫn Lam Thiên Hộ đi lên bậc thềm. Lam Thiên Hộ đã sớm nhìn thấy Tần Lạc đứng ở trên bậc thềm nhưng ông ta không thích kiểu bị người đứng trên cao, dùng ánh mắt quan sát mình. Đây chính là kiểu có mục đích riêng. Thế nhưng Tần Lạc không làm bộ làm tịch, hắn chủ động đi xuống bậc thềm, cười nói, Lam tiên sinh chữa được bệnh viêm gan siêu vi B chính là may mắn của thế giới, cũng là may mắn cho trung y chúng ta. Bác sĩ Tần khách sáo rồi nhưng thật sự, anh là người trẻ tuổi mà đã thành công, một mực cống hiến để phát triển, mở rộng trung y. Mấy người già chúng tôi thật sự thấy xấu hổ với anh. Đâu có, đâu có. Tần Lạc cuống quýt nói, đó là vì Lam tiên sinh một lòng nghiên cứu, không giống kiểu hậu sinh nóng vội như tôi. Bây giờ Lam tiên sinh nghiên cứu đã thành công, khiến cho cả thế giới y học kinh hãi. Đây mới thật sự là vì trung y. Lam Thiên Hộ cười nói, người trẻ tuổi thích danh tiếng cũng không có gì sai. Vấn đề quan trọng là có làm việc hay không. Có những người không muốn làm náo động mà cũng không muốn làm việc. Đây mới chính là chuyện đáng buồn nhất. Biểu hiện bên ngoài của Lam Thiên Hộ là đang khen ngợi Tần Lạc nhưng trong lời nói của ông ta lại ám chỉ ý chê bai. Lam Thiên Hộ nói người trẻ tuổi thích hư danh không có gì sai thế nhưng ông ta ngầm chê trách khi Tần Lạc ở Đài Loan, Hàn Quốc, Paris, Thụy Điển đã làm náo động khiến cả thế giới phải chú ý. Chương 908, oan gia đồng hành. Có câu nói của người xưa, người cùng nghề chính là oan gia. Quả thực Lam Thiên Hộ có ấn tượng xấu với Tần Lạc. Ông ta có cảm giác rằng người thanh niên này cực kỳ mạo hiểm và cũng cực kỳ sắc bén. Anh ta chính là người ưa thích cái gọi là, làm náo động. Khi ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Paris và cả ở Thụy Điển, mỗi một chuyện có mặt anh ta thì đều trở nên cực kỳ náo động, khiến cho cả giới truyền thông thế giới phải chú ý. Trước khi anh ta xuất hiện, không một thầy thuốc nào có thể mang lại một ảnh hưởng lớn thế này. Cũng cùng là thầy thuốc. Cùng là thầy thuốc trung y ưu tú nhưng vì sao anh ta có thể làm được mà những người khác lại không làm được? Ghen ghét sao? Đúng, đây chính là ghen ghét. Anh ta dựa vào cái gì mà có thể đạt được mà mình thì không có được? Anh ta dựa vào cái gì mà là thần tượng của người dân, còn mình thì không? Đương nhiên những câu nói như thế này tuyệt đối không thể nói ra trước mặt người khác. Một khi nói ra, bị giới truyền thông đưa tin, khi đó ông ta có còn được coi là một người, thành đạt, không? Chính vì vậy Lam Thiên Hộ dùng thân phận của kẻ bề trên giáo huấn Tần Lạc, ngấm ngầm chỉ trích Tần Lạc.
Cho dù có bị giới truyền thông đưa tin thì ông ta cũng có thể nói ý của mình chỉ là khích lệ Tần Lạc, chỉ là giới truyền thông bẻ quẹo câu nói của ông ta mà thôi. Còn có một nguyên nhân khác chính là Lam Thiên Hộ luôn có thái độ thù địch đối với Tần Lạc. Ông ta biết những việc ông ta làm không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài nhưng với trực giác của mình, Lam Thiên Hộ cảm thấy người thanh niên này chính là kẻ thù, chướng ngại vật lớn nhất của ông ta. Mặc dù Lam Thiên Hộ đã cực kỳ khống chế bản thân mình thế nhưng ông ta vẫn không thể kiềm chế được, bắt đầu tấn công Tần Lạc. Đương nhiên Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Lam Thiên Hộ. Hắn chỉ cười nói tiếp, cho dù là người già hay thanh niên thì đều thích khoe mẽ. Không có ai là không thích tiếng hoan hô hay vỗ tay. Thế nhưng chỉ vì đổi lấy mấy tiếng hoan hô hay vỗ tay mà đi làm mấy chuyện không có đạo đức, ngược với lương tâm mình thì mới là điều đáng buồn. Lam Thiên Hộ nói Tần Lạc thích gây chuyện, Tần Lạc cũng đáp lễ Lam Thiên Hộ tương tự, lớn tuổi mà còn thích khoe mẽ. Đồng thời trong câu nói của Tần Lạc còn có ý tứ cảnh báo. Chuyện khoe mẽ thực sự cũng không có gì nhưng nếu chỉ vì khoe khoang bản thân mà gây nên một vài chuyện xấu thì đó chính là điều bất hạnh. Phu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng hai cao thủ trung y, một già, một trẻ này vừa nhìn thấy nhau đã bắt đầu đánh võ mồm với nhau, trong lòng ông ta cực kỳ vui sướng, Phu Thiên biết kịch hay đã mở màn. Nếu như ngay trong chương trình hai người này có thể cãi nhau, thậm chí là đánh nhau thì mới gọi là tốt. Bất kỳ người làm chương trình nào cũng hy vọng chương trình của mình thu hút được nhiều người xem. Đương nhiên suy nghĩ này của Vu Thiên không thể nói ra. Vu Thiên dường như là không nghe thấy hai người đang châm chọc nhau, ông ta cười ha hả nói, Lam tiên sinh, Tần tiên sinh. Hai người hãy xem, là thế này, sắp tới giờ của chương trình rồi, nhân viên cũng đang chờ nhị vị khách quý vào chỗ của mình. Liệu chúng ta có thể vào trong được chưa? Được, Lam Thiên Hộ liếc mắt nhìn Tần Lạc và nói với Vu Thiên, đi thôi, chúng ta không thể để nhân viên và người xem chờ đợi. Tần Lạc cũng không tỏ vẻ phản đối. Hắn đi theo hai người đi vào trong trường quay. Người dẫn chương trình của Đại Giảng Đường Danh Y chính là Hồ Nhất Hổ và Lý Tĩnh, Mỹ Nam và Mỹ Nữ cực kỳ ăn nhập với nhau. Lý Tĩnh nhìn Tần Lạc nói với vẻ kích động, Tần tiên sinh, tôi chính là fan trung thành nhất của anh. Tôi vốn vẫn luôn muốn mời anh tham gia chương trình của chúng tôi nhưng vì lúc nào anh cũng không có thời gian. Lúc nào chúng tôi cũng mong muốn mời được anh tới. Hôm nay cho dù là gì đi nữa. Anh cũng phải ký tên cho tôi, thỏa mãn ước vọng một fan như tôi. Được, Tần Lạc gật đầu với vẻ rất hào phóng. Không phải chỉ là ký tên sao, dù gì đi nữa chữ ký của mình cũng khá đẹp. Lam tiên sinh, sáng kiến của ngài dùng cây cỏ, thuốc trung y chữa được bệnh viêm gan siêu vi B sẽ được ghi vào sử sách. Giải thưởng Nobel Y học năm nay nhất định thuộc về ngài. Tôi muốn chúc mừng ngài sớm. Lý Tĩnh nhìn Lam Thiên Hộ nói với vẻ mặt cực kỳ sùng bái. Cảm ơn. Cảm ơn, thế nhưng những chuyện như thế này không nên nói quá sớm. Lam Thiên Hộ không khỏi cảm thấy lâng lâng khi ông ta được Lý Tĩnh khen ngợi. Người phụ nữ này thật sự rất biết cách giao tiếp. Ngay khi cô ta vừa mới tiếp xúc với hai vị khách quý của mình, ngay câu nói đầu tiên cô ta đã dễ dàng nhận được sự tán thưởng và ấn tượng tốt đẹp từ người khác. Trong giới điện ảnh, truyền hình và truyền thông, phụ nữ vẫn chiếm ưu thế với khả năng bẩm sinh của mình. Ngược lại Hồ Nhất Hổ thận trọng hơn nhiều. Anh ta ăn nói nhã nhặn, lễ phép. Sau khi lên tiếng làm quen với Lam Thiên Hộ và Tần Lạc thì kín đáo dò hỏi xem hai người có gì kiêng kỵ. Sau khi nhận được câu trả lời không có, anh ta bắt đầu giới thiệu nội dung chương trình. Lam Thiên Hộ là danh y nổi tiếng đã nhiều năm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Lạc làm quen với giới truyền thông nên biểu hiện của hai người cực kỳ bình tĩnh. Khi thời gian thu hình bắt đầu, Hồ Nhất Hổ và Lý Tĩnh đi trước vào trong trường quay. Ngay khi hai người xuất hiện, người xem bên dưới lập tức vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lý Tĩnh nhìn xung quanh mỉm cười nói, sức khỏe chính là gốc rễ của con người. Khỏe mạnh là cái đích con người vươn tới. Các bạn khán giả thân mến, hoan nghênh các bạn tới tham dự chuyên mục Đại Giảng Đường Danh Y của chúng tôi. Tôi là Lý Tĩnh, người dẫn chương trình. Tôi là người dẫn chương trình Hồ Nhất Hổ. Hồ Nhất Hổ tiếp lời rất ăn ý. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hai vị khách quý cấp trọng lượng. Đương nhiên cấp trọng lượng ở đây không phải nói về cân nặng của bọn họ, ngược lại bọn họ không phải là những người béo mập nhưng khi các bạn nghe thấy tên của bọn họ, các bạn nhất định sẽ cảm thấy như tiếng thét đinh tai. Vị khách quý thứ nhất chính là người đã dùng thuốc trung y chữa được căn bệnh viêm gan siêu vi B, thầy thuốc Lam Thiên Hộ. Rầm rầm. Sau một khoảng thời gian quảng cáo, tên tuổi của Lam Thiên Hộ đã được nhiều người biết tới. Hơn nữa việc chữa được bệnh viêm gan siêu vi B là thành tích chói lòa.
muốn cho người khác không chú ý tới mình cũng thực sự là điều rất khó khăn. Chính vì vậy khi Lam Thiên Hộ xuất hiện, ông ta nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay. Có thể gặp mặt một nhân vật nổi tiếng thì cho dù trước đó có quen biết hay không thì sau này khi ra ngoài vẫn có cái để khoác lác. Vị thứ hai này tôi sẽ không cần giới thiệu kỳ tích của anh ấy. Tôi chỉ cần nói tên của anh ấy, các bạn nhất định sẽ biết anh ấy là ai. Xin mời Tần Lạc tiên sinh. Xôn xao. Đột nhiên ngay lúc đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên, người xem bên dưới như sôi sùng sục. Tần Lạc, em yêu anh. Hả hả hả, đúng là Tần Lạc, đúng là Tần Lạc. Tần Lạc, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh. Anh chính là niềm tự hào của chúng tôi. Tần Lạc cười ngượng ngập, hắn vẫy tay chào mọi người bên dưới. Lam Thiên Hộ ngồi ở vị trí khách quý thứ nhất, ông ta còn đang dương dương đắc ý khi thấy trong trường quay náo nhiệt vì sự xuất hiện của mình, nhưng ông ta thực sự không ngờ Tần Lạc lại có sức ảnh hưởng lớn tới mức đó. Cho dù là siêu sao thì cũng chỉ như thế này mà thôi. Khi nghĩ tới đó, trong lòng Lam Thiên Hộ, cảm giác thù hận với Tần Lạc lại tăng thêm mấy phần. Đáng thương thay lúc này anh chàng Tần Lạc vẫn chưa biết điều đó. Hắn chỉ cười tủm tỉm ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn người dẫn chương trình đang nói tiếp. Thì ra có rất nhiều người là fan của Tần Lạc tiên sinh. Tôi và các bạn giống nhau, chúng ta đều là fan trung thành của anh ấy. Hôm nay chúng ta may mắn mời được Lam Thiên Hộ tiên sinh, người nhất định được ghi danh sử sách cùng với Tần Lạc tiên sinh mà chúng ta yêu mến. Hôm nay bọn họ sẽ tiết lộ cho chúng ta những câu chuyện thú vị xảy ra khi nghiên cứu y học cùng với giải mã các loại thuốc trung y. Bởi vì Lam Thiên Hộ là khách mời quan trọng nhất nên Lý Tĩnh nêu câu hỏi với ông ta trước, Lam tiên sinh, khi hỏi ngài bắt đầu học y thuật từ khi nào? Khi tôi 6 tuổi, Lam Thiên Hộ cười nhìn người xem bên dưới trả lời, khi tôi còn chưa đi học tôi đã học thang đầu ca. Học phương thuốc trước khi biết viết chữ sao? Hồ Nhất Hổ kinh ngạc hỏi. Coi như là như vậy thế nhưng sư phụ dạy y thuật và thầy giáo dạy quốc văn của tôi đều là ông nội tôi. Ông nội tôi chính là quốc y ở cuối triều Mãn. Viên Thế Khải và Tôn Trung Sơn đều mời ông nội tôi xem bệnh. Người xem bên dưới, ồ, lên thích thú. Điều này khiến cho Lam Thiên Hộ cảm thấy thoải mái. Cuối cùng ông ta và Tần Lạc đã hòa nhau. Nói như vậy thì Lam Tiên Sinh và Tần Tiên Sinh đã có những trải nghiệm giống nhau, đúng không? Lý Tĩnh nhìn Tần Lạc hỏi. Tôi đã đọc qua thông tin về anh không tới trường học. Tất cả kiến thức y học và ngữ văn của anh đều do ông nội anh dạy, đúng không? Đúng vậy, Tần Lạc ngượng ngùng gật đầu nói. Thế nhưng điều khác biệt giữa tôi và Lam Tiên Sinh là ông nội tôi chưa từng chữa bệnh cho một vĩ nhân hay một đạo tặc cướp ngôi. Ông nội tôi chỉ chữa bệnh cho dân chúng bình thường. Rầm rầm. Khán giả bên dưới đều nở một nụ cười thỏa lòng. Một lần nữa bọn họ lại vỗ tay cực kỳ cuồng nhiệt. Người bên dưới phần lớn đều là người dân bình thường. Cái bọn họ thích chính là người có thể chữa khỏi bệnh cho bọn họ. Suốt ngày bạn nói về việc chữa bệnh cho một vĩ nhân hay người nổi tiếng gì đó, đối với họ, thực sự không đáng một xu. Vương Tu Thân ngồi xem bên dưới vuốt tròm râu, cười hì hì nói, thằng nhóc này vẫn khéo mồm khéo miệng. Khi nói làm tổn thương người khác, không nể mặt chút nào. Cô Bách Hiền nói với vẻ hâm mộ, đây không phải đồ đệ do ông dạy bảo sao. Trác Lão nghiêm nghị nói, mọi người có nhận ra không hả? Hai người kia có gì đó bất hòa? Trước kia Tần Lạc đã từng gặp Lam Thiên Hộ chưa? Tại sao thái độ của hai người như có thâm thù đại hận vậy? Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Có lẽ Lam Thiên Hộ và Tần Lạc đã che giấu rất tốt nhưng sắc mặt của hai người vẫn sơ hở nên lọt vào mắt những ông già từng trải ngồi bên dưới. Có lẽ có ý như vậy. Vương Tu Thân chăm chú quan sát một lát rồi ông gật đầu nói, thằng nhóc này không phải tới cổ vũ mà là tới đập quán. Hôm nay vui rồi đây. Hà Kế Thiên cười, nheo mắt nói. Khi Hồ Nhất Hổ nhìn thấy vẻ không hài lòng của Lam Thiên Hộ, anh ta vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Lam tiên sinh, khi nào ngài bắt đầu nghiên cứu một vấn đề khó khăn tầm cỡ thế giới như chữa trị căn bệnh viêm gan siêu vi B?